Chế tạo hào môn, chương 126, hai lợi thế, góc truyện audio.com, mặt của Cố Phi Dương càng đỏ hơn, còn chưa chờ cô, đáp, một nữ sinh khác lại cười nói, theo tớ thấy thì bây, giờ chưa phải chồng, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải, đấy, ban nãy tớ nghe anh kia nói là hai mẹ con cô quên đồ. Ở nhà anh ấy cố ý đưa tới đây, nếu tớ không nhìn, nhầm thì đó không chỉ có quần áo mặc không thôi đâu mà, còn có cả đồ lót nữa, chật chật, thay cả đồ lót thì tớ, không tin là chưa xảy ra chuyện gì đâu. Tớ nói rồi mà, mặt cô Cố vừa xinh, dáng lại đẹp, sao, cô có thể sống một mình được, anh kia không những đẹp trai mà còn biết nấu ăn nữa. Hay sao ấy, cô Cố có mắt nhìn thật đấy, mấy nữ sinh ồn ào thảo luận làm mặt của Cố Phi. Dương càng thêm đỏ, tim đập cũng đập loạn hết lên, cô ấy rất muốn giải thích, nhưng lại không biết giải, thích thế nào, với cả dù có giải thích thì mấy cô bé này có tin hay. Không, có câu nói rằng giải thích tức là che đậy, nhìn kìa, mặt cô Cố đỏ hết cả lên rồi. Hi hi, cô ấy ngại, hay sao, mặt Cố Phi Dương nóng phừng phừng, cô vội vàng, liếc sang Hoắc Khải như muốn xem anh có nghe thấy mấy. Câu đó không, nhưng Hoắc Khải lại đang thái rau ở góc, vui vẻ bận, rộn cùng Nhạc Văn Văn, nói không chừng mất đi lại là chuyện tốt. Cố Phi, Dương không nhìn nữa, cố gắng duy trì sự uy nghiêm của mình, nói, thôi, không nói linh tinh nữa, chuyên tâm tập, luyện đi, nói rồi, cô ấy bật nhạc lên, âm nhạc nhẹ nhàng phát, ra, 5-6 người học sinh bắt đầu trở lại trạng thái bình. Thường dưới sự dẫn dắt của Cố Phi Dương, Hoắc Khải quay lại nhìn theo bản năng, có lẽ ánh mắt của anh quá rõ ràng, nên Cố Phi Dương có thể dễ dàng cảm nhận được, nhưng bước nhảy của cô ấy không hề loạn nhịp mà, còn nghệ thuật hơn trước nhiều, phần eo dẻo dai, lắp theo nhịp của nhạc giống như một cành liễu đang phất phơ, phô bày mọi sự nữ tính và mềm mại ra ngoài, không phải Hoắc Khải chưa từng thấy người đẹp nhảy, múa bao giờ, mà là với không khí này, xem Cố Phi Dương, nhảy múa thật sự rất hưởng thụ, dù trước kia anh có từng ngắm bao nhiêu vũ điệu của các người đẹp đi nữa, thì cũng không thể đẹp như người mẹ đơn thân này được, người này thật sự quá tuyệt vời, nhưng dù hai người có thân quen đến mấy, thì vẫn có khoảng cách giới tính, Hoắc Khải chỉ tán thưởng một chút, rồi quay đi, năng lực tự khống chế bản thân mạnh mẽ làm cho tư duy của anh được bình ổn, Cố Phi Dương mượn cơ hội, xoay người quay lại nhìn, nhưng lại thấy Hoắc Khải không, còn hướng mắt về phía này nữa thì lại cảm thấy hơi mất. Mát, cô ấy vô cùng tự tin về tư thế nhảy của bản thân. Trước mặt Hoắc Khải, cô ấy luôn muốn thể hiện phần tốt, đẹp nhất của mình ra, tiếc là người đàn ông này lại chẳng hứng thú cho lắm. Một lúc sau, Hoắc Khải bắt đầu nấu ăn, cân nhắc đến, việc nơi đây gần như là một không gian kín, mặc dù bên trên có mấy cửa thông gió, nhưng anh vẫn cố gắng tránh, động đến khói lửa, cách để tạo ít khói rất dễ, hoặc là cho ít dầu, hoặc là không bật lửa to, mặc dù vậy nhưng mùi thơm của thức ăn vẫn khiến đám học sinh ngửi được phải thèm chảy nước miếng. Buổi học hôm nay kết thúc, bọn họ mặc áo khoác lên. Rồi đáng thương nhìn Cố Phi Dương, Cố Phi Dương hiểu ý bọn họ ngay, cười nói, một đám, ham ăn này, qua đó ăn thử đi, cảm ơn cô Cố ạ, đám học sinh vui vẻ cười nói. Chạy, đến chỗ Hoắc Khải rồi thò tay vào bốc miếng sườn xào. Chua ngọt ăn, hoa, ngon quái, tiếng khen vang lên không dứt, kỹ năng nấu ăn của Hoắc Khải đã khiến cho mấy cô nữ sinh chỉ toàn ăn cơm. Nhà này được mở mang khẩu vị, Nhạc Văn Văn rất không vui nói, đây là đồ ăn chú Lý. Nấu cho em mài, Văn Văn, không được nhỏ nhen như thế. Cố Phi, Dương cũng dọn đồ xong, đi qua nhắc nhở, Nhạc Văn Văn cúi đầu vâng một tiếng. Lời nhắc của mẹ làm cô bé rất tủi thân, chẳng mấy khi chú Lý đến nấu cơm cho cô bé ăn. Thế, mà lại bị mấy người này ăn hết, thế thì cô bé còn ăn được, cái gì nữa, cũng may nhóm nữ sinh cũng biết điểm dừng. Sau khi, nếm thử một miếng, thấy Nhạc Văn Văn không vui thì, cũng không ăn nữa. Đồng thời, một cô bé khá hướng ngoại cũng quỳ, xuống xoa đầu Nhạc Văn Văn. Cười an ủi, bọn chị chỉ ăn một miếng sườn thôi mà, ngày mai chị mang bim bim, khoai tây cho em nha, em không cần, chú ý chẳng mấy khi tới đắp nét đi, cơm cho em ăn đâu, em muốn ăn sườn xào của chú ấy, cơ, Nhạc Văn Văn nói, cô nữ sinh kia cười hi hi, nói, vậy em có muốn biến, chú Lý thành bố em không, mắt Nhạc Văn Văn sáng lên, biến kiểu gì ạ, lúc này, Cố Phi Dương mặt đỏ phừng phừng đi tới, nói, với nữ sinh kia, em nói linh tinh gì thế hả? Mau về nhà đi, sáng mai lại tới, dạ em biết rồi cô nữ sinh kia biết Cố Phi Dương dễ. Ngại nên không nói nữa, nhưng trước khi đi, có mấy cô bé, còn vịn vào cửa, hét với Hoắc Khải, anh đẹp trai ơi, anh, chăm sóc cô Cố của chúng em cho tốt vào nha, chúc anh, sớm trở thành chồng của cô em. Còn nói nữa, Cố Phi Dương hướng bạt tai về phía, bọn họ, đám nữ sinh cười lớn rồi chạy đi, Cố Phi Dương đỏ mặt quay ra nói với Hoắc Khải, bọn, họ có tính cách hướng ngoại nên thích nói linh tinh. Anh, đừng để ý nhé, không sao, tuổi trẻ thích trêu đùa cũng là bình thường, Hoắc Khải cười, không quan tâm chuyện này, lắm, nói, cô đổ mồ hôi khắp người kìa, đi tắm trước đi, tôi còn nấu hai món nữa, cũng phải một tiếng nữa mới,
Xong, thật ra cũng không cần phiền vậy đâu. Không phiền, tôi mua cả rồi, không làm cũng phí, Hoắc Khải nói, thấy anh cố chấp như vậy, Cố Phi Dương cũng không. Gàn nữa, cô ấy cũng không đi tắm mà đứng cạnh nói chuyện với Hoắc Khải, biết Hoắc Khải và Ninh Thần đã mua nhà mới. Sau khi trang trí xong thì sẽ dọn sang, Cố Phi Dương hơi kinh, ngạc, cũng rất hâm mộ, người ta càng sống càng tốt lên, cô ấy thì ngày càng tệ đi, mặc dù đã mở phòng tập nhảy nhưng nơi này hơi khuất, cô lại không có danh tiếng gì nên chiêu mộ được. Rất ít học sinh, cho đến giờ là có 6 học sinh, mỗi người đóng 1.800 tiền học phí, cộng lại còn chưa đủ tiền thuê nhà. Thấy vẻ mặt khổ não của Cố Phi Dương, Hoắc Khải nói, ở đây dạy chắc khó khăn lắm hả? Tôi thấy không có sức sống gì lắm. Cố Phi Dương không phản bác, gật đầu, nơi này hơi hoang vu, lúc bắt đầu thì không có danh tiếng, khó tuyển sinh lắm. Cô nói đúng, nơi này có vị trí không được tốt. Hoắc Khải mỉm cười, nhưng cô lại quên mất hai lợi thế lớn nhất của nó mà không vận dụng. Nếu có thể hoàn toàn sử dụng được hai lợi thế này thì chắc chắn có thể tuyển được nhiều học sinh hơn đấy. Hả, lợi thế gì vậy? Cố Phi Dương tò mò hỏi. Đầu tiên, vì phòng tập nhảy này ở xa, nhưng cách đây chưa đến 500 mét có một quảng trường. Theo vị trí của khu dân cư quanh đây thì quảng trường này cũng có khá nhiều người đến chơi vào buổi tối. Phong, cảnh yên tĩnh thoải mái, không gian rộng, có nhiều người đến tập thể dục, đi tản bộ. Ý anh là quảng trường Nhị Trung ở phía tây hả? Đúng, là buổi tối có rất nhiều người tới. Nhưng có liên quan gì đến việc tuyển sinh chứ? Cố Phi Dương khó hiểu hỏi. Đương nhiên là có rồi, ở đó nhiều người lắm, tối cô nên đưa học sinh qua đó dạy, như vậy thì người khác có thể trực tiếp xem chất lượng giảng dạy của cô, đồng thời nhờ hiệu ứng đám đông mà cô cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn, ít nhất thì cũng sẽ có danh tiếng hơn là dạy ở cái nơi khép kín này, Hoắc Khải nói. Não bộ của Cố Phi Dương cũng linh hoạt, cô nhanh chóng hiểu được điểm này, ánh mắt cô ấy sáng lên. Không sai nhỉ, dạy học ở nơi đông người, cộng thêm nhảy là loại hình dễ hấp dẫn ánh mắt người khác nhất thì càng có thể lôi kéo được nhiều sự quan tâm hơn. Chuyện này cũng ngang với việc làm quảng cáo miễn phí cho phòng tập nhảy, mà hiệu quả dự kiến cũng sẽ không tệ. Bản thân ở đây bao lâu mà sao không nghĩ ra chứ? Cố Phi Dương nhìn Hoắc Khải với vẻ bội phục, lại không tìm được mà hỏi, vậy còn lợi thế kia thì sao? Lợi thế thứ hai chính là cô đây. Hoắc Khải nói, tôi, Hoắc Khải cười, nói, tôi vừa mới nhìn, dáng cô nhảy, rất đẹp, rất thu hút ánh mắt của người khác, nếu nói việc, dạy học công khai sẽ hấp dẫn được ánh mắt người khác, thì cơ thể của cô chính là bộ phận quan trọng nhất. Không có cô, sức ảnh hưởng của việc dạy công khai cũng sẽ không được lớn. Cố Phi Dương nghe vậy thì sửng sốt, sau đó thì hai má, bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng ngoài sự ngại ngùng ra thì vẫn còn một chút, vui vẻ và kích động, vì Hoắc Khải là vũ đạo ban nãy của cô ấy cũng đã thu hút được anh sao? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 127, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Nếu Hoắc Khải biết Cố Phi Dương đang nghĩ về chuyện đó lúc này thì sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ là sẽ cảm khái suy nghĩ của mấy người phụ nữ thật quá tân tiến rồi. Thật ra cũng không tốt như anh nói. Cố Phi Dương có chút ngại ngùng, khiêm tốn nói, không cần tự coi nhẹ mình, cô nên tận dụng hết những ưu thế của cô, chăm chỉ làm việc, tôi tin rằng không lâu nữa cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt hơn, Hoắc Khải cổ vũ nói. Nhìn ánh mắt chân thành của anh, trái tim của Cố Phi Dương không ngừng loạn nhịp. Một lúc sau, cô ra sức gật đầu, nói, tôi sẽ cố gắng, cố lên, Hoắc Khải cười nói, rồi quay lại tập trung nấu ăn. Dáng vẻ bận rộn nấu cơm của anh làm cho người khác thấy an lòng, khiến Cố Phi Dương không nén nổi suy nghĩ, nếu thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại ở giây phút này thì tốt rồi, nhưng đây chỉ là một ảo tưởng vĩnh viễn không trở thành hiện thực, cô cũng không thể cứ mong ước những điều viển vông như thế. Một giờ sau, Hoắc Khải đã nấu xong mấy món mà Nhạc Văn Văn thích ăn, lau bếp một lượt, rửa nồi, sau đó mới rửa tay sạch sẽ rồi nói, nấu xong rồi đây, hai người, ăn đi cho nóng, tôi về nhé. Cố Phi Dương đang chuẩn bị lấy đũa, nghe thấy thế thì, sững người, anh không ăn cùng sao? Không được rồi, bây giờ tối nào con nhóc đường kia cũng muốn ăn món khoai tây xào của tôi, nếu không lại là ầm lên, nếu tôi mà không quay lại, thì sợ là bà, nội nhỏ của tôi sẽ quậy đến long trời lở đất mất. Vẻ yêu chiều cô bé Đường Đường hiện rõ trên khuôn mặt của Hoắc Khải là sự yêu thương chân thật phát ra từ đáy lòng, cho dù đến chết, Hoắc Khải cũng sẽ không quên được một nửa cây xúc xích kia. Chú Lý, chú muốn đi à? Con không muốn chú đi. Nhạc Văn Văn đang do dự không biết ăn sườn xào chua ngọt hay ăn cá chép sốt tỏi trước, nghe thấy thế thì vội vàng đứng dậy, giữ chặt áo của Hoắc Khải. Hoắc Khải ngồi xuống, cười nói với cô bé, chú đi rồi, sẽ trở lại, lần sau muốn ăn gì, cháu nói với Đường Đường là được rồi, chỉ cần cháu nói với cậu ấy thì chú nhất định sẽ đến. Sao, đương nhiên, chỉ cần mẹ cháu không thấy phiền. Nhạc Văn Văn vội vàng quay lại nhìn Cố Phi Dương, hỏi, mẹ ơi, mẹ không thích chú Lý tới đây thường xuyên. Sao, Cố Phi Dương sao lại không thích chứ?
cô vẫn luôn bất giác hy vọng Hoắc Khải có thể đến nhà mình nhiều hơn. Không nói đến điều gì khác, ít nhất có đàn ông trong nhà, thì căn nhà sẽ không đến nỗi lạnh lẽo như vậy, nhưng đang ở trước mặt Hoắc Khải, cô lại ngại nói, thẳng ra nên chỉ có thể nói, chúng ta không thể làm, phiền chú Lý nhiều đâu con, nhưng nếu con nhớ Đường, Đường, chúng ta có thể mời chú Lý và Đường Đường cùng, đến ăn cơm, đến lúc đó, không chỉ chú Lý có thể làm món, ngon cho con ăn mà con cũng có thể làm bánh quy tặng. Chủ, vui quá, chú Lý, mẹ đồng ý rồi, vậy chú mau đi đi, Nhạc Văn Văn vui mừng nói, Hoắc Khải biết đó chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con. Chứ không có ý gì khác, cô bé muốn vội vàng đuổi người, đi là để nhanh chóng được gặp mặt lần sau nên chỉ cười. Rồi đứng lên, nói với cô Phi Dương, vậy tôi đi trước nhé, hai mẹ con ăn cơm đi, cố Phi Dương tiện anh ra ngoài, vừa đi vừa nói, cảm ơn anh Lý, làm phiền anh nhiều quá, thật không biết nên báo đáp anh thế nào, không phải chuyện gì cũng cần báo đáp, bản chất của loài người là đặc tính giao tiếp xã hội và sống quần tụ. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, Hoắc Khải nói, cố Phi Dương cũng không nói nhiều. Càng không hỏi, Hoắc Khải tại sao không đi giúp những người khác cần, giúp đỡ mà lại tới đây giúp cô. Rất nhiều người đàn ông yêu thích vẻ ngoài của cô, ánh mắt say mê của họ luôn khiến cho cố Phi Dương cảm thấy ghê tởm, vậy nên cho dù cuộc sống có bao nhiêu khổ cực, cô cũng chưa từng tiếp nhận tình cảm của bất kỳ người đàn ông nào. Còn khi Hoắc Khải ở bên cô, trong mắt chỉ có sự tán thưởng, trong lời nói chỉ có sự động viên, tình cảm như vậy rất đơn thuần và trong sáng, không cần phải nghĩ ngờ, chỉ cần Hoắc Khải không biểu hiện những đặc điểm giống như những người đàn ông khác, Cố Phi Dương sẽ mãi mãi không nghỉ ngờ anh. Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu, đưa mắt nhìn người đàn ông rời đi. Cố Phi Dương đứng ở chân cầu thang một lúc lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng anh nữa mới quay người đi lên nhà. Về đến nhà, Đường Đường còn đang tỏ ra giận dỗi Hoắc Khải vì anh không đưa cô bé đi tìm bạn học của mình. Hoắc Khải phải làm thêm một phần thạch xương sáo mới có thể khiến cô bé vui vẻ. Vốn dĩ chủ nhật Ninh Thần phải đưa Hoắc Khải đến chỗ Phan Tư Mễ, nhưng Phan Tư Mễ lại gọi điện thoại đến nói hôm nay không cần đưa Hoắc Khải đến mà chỉ cần nói chuyện với Ninh Thần. Ninh Thần không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong điện thoại cũng không nói rõ, nên cô đành phải đưa Đường Đường đến nhà Ninh Ngọc Lâm, còn Hoắc Khải thì đã tới công ty sau cuộc gọi của cơ Hương Ngưng. Thứ hai, tại sao lại sớm thế? Hoắc Khải không hiểu hỏi. Theo quy định trước đây, ngày thăng cấp bảng xếp hạng của nhà họ Cơ là vào thứ tư cuối cùng của tháng tư, nhưng năm nay không biết tại sao bây giờ mới thứ hai của tuần thứ ba đã bắt đầu rồi. Cơ Hương Ngưng là một trong những người nhất định phải thăng cấp nên đương nhiên phải về nhà họ Cơ một chuyến. Cô gọi Hoắc Khải tới là để thông báo cho anh việc này, đồng thời thảo luận những công việc cụ thể tiếp theo. Việc thăng chức chủ yếu để kiểm tra năng lực và hiệu quả công việc trong nhiệm kỳ, nhưng việc này Cơ Hương Ngưng có thể tự mình xử lý. Có duy nhất một chuyện cô không nắm chắc, chính là lần thăng chức này do Cơ Xuyên Hải làm người tiến cử. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ chiêu rất nhiều sư chỉ trích. Bây giờ trong mắt cô, Hoắc Khải đã trở thành người có thể giải quyết mọi phiền phức, nên khi trong lòng cảm thấy bất an liền gọi anh đến để thương lượng một chút. Những chỗ để họ có thể làm khó cô cũng không nhiều, tôi tin rằng chỉ cần cô cẩn thận đối phó thì đều có thể thuận lợi vượt qua. Hoắc Khải nhíu mày nói, chỉ duy nhất một chuyện khiến tôi cảm thấy không ổn, là ngày thăng chức lại tổ chức sớm hơn một tuần, chắc chắn là có gì đó khuất tất. Có phải nguyên nhân từ Cơ Xuyên Hải không? Cơ Hương Ngưng hỏi, cô chưa gọi điện cho ông ta à? Tôi đã hỏi rồi. Ông ta nói không biết. Hoắc Khải nghĩ một chút rồi nói, vậy thì trước tiên, không cần lo, cô chuẩn bị tốt những sổ sách giấy tờ liên quan, để phòng họ gây khó dễ trên phương diện này. Còn, lại thì đi bước nào tính bước đó. Đến lúc đó tôi sẽ tính, cùng cô, thêm sự giúp đỡ của Cơ Xuyên Hải. Có lẽ không, có vấn đề gì, có câu nói này của anh. Cơ Hương Ngưng cũng yên tâm rồi, cô gật đầu nói, vậy được, tôi chuẩn bị tài liệu. Anh quay về nói với Ninh Thần một tiếng, ngày mai đến, nhà họ Cơ với tôi, chắc phải mất mấy ngày mới có thể quay lại. Hoắc Khải gật đầu đồng ý, sau khi rời công ty. Anh không về nhà ngay mà thuận đường đi ra chợ, chọn hai con gà mái tơ rồi dùng dây thừng buộc chặt, xách đến nhà Triệu Vĩnh An. Mấy ngày nay, anh rất ít đến thăm nhà vị giáo sư già, Hoắc Giai Minh lại thường xuyên đến làm phiền, cho đến hôm qua vì có việc khác nên mới tạm thời rời đi. Ông gác cổng nhìn thấy Hoắc Khải, tỏ vẻ vui mừng, nói, đến rồi à, giáo sư, Lý Phong đến rồi, cậu này, đến thì, đến, lại còn đem theo hai con gà này làm gì? Ông ta đang nói thì Triệu Vĩnh An đang làm việc trong luống rau đứng thẳng lên, liếc mắt nhìn Hoắc Khải sau đó, hừ một tiếng, nói, tôi còn tưởng phải gọi điện mời cậu, đến, thì cậu mới biết đến đây cơ đấy. Tất nhiên Hoắc Khải nhìn ra được, Triệu Vĩnh An đang nói đùa, nên anh cười rồi nói, tôi đang cảm thấy ngại quá, nên mang chút quà đến biếu ông. Triệu Vĩnh An nhìn hai con gà mái, nói, làm gì đây, cậu muốn hầm canh gà cho tôi bồi bổ thân thể à, người
ta biếu quả không phải là cây đào mừng thọ bằng vàng thì cũng là chuỗi hạt tử đàn ngàn năm, cậu thì tốt rồi, lần thứ nhất biếu sách nấu ăn, lần thứ hai biếu gà mái, lần thứ ba, không biết có phải là muốn biếu mì chính cho tôi không? Hoắc Khải bật cười, nói, gà này không phải để cho ông hầm canh, chỉ là tôi cảm thấy vườn rau tuy lớn nhưng lại không có gà chạy bộ, rõ ràng là không hợp lý lắm, vậy nên để ông nuôi hai con gà mái này cho chúng rảnh rỗi. Bắt sâu, sản xuất ít phân gà, có lợi cho tuần hoàn của hệ sinh thái. Triệu Vĩnh An nghe thấy thế thì ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người biếu ông gà, lại đề nghị để ông nuôi, nuôi mèo nuôi chó, thậm chí nuôi ngựa ông đều không thấy có gì lạ, nhưng nuôi gà thì khiến ông cảm thấy rất mới mẻ. Ai đến nhà của Triệu Vĩnh An cũng đều tận lực tỏ vẻ bản thân có địa vị, có trình độ cao hơn một chút được không? Ngay cả Hoắc Giai Minh cũng thường xuyên thể hiện ra như vậy, chỉ có Hoắc Khải, đồ mà mỗi lần anh mang đến biếu đều gây ngạc nhiên cho ông, nhưng phong cách làm việc của anh lại rất hợp với khẩu vị của Triệu Vĩnh An. Ông giáo sư cười lớn, nói, được rồi, hồi tôi còn trẻ cũng đã từng nuôi một thời gian, sau này chúng đẻ trứng cậu qua mà lấy nhé, miễn phí. Vậy hai con gà mái này tôi cũng không lấy tiền ông. Vậy Hoắc Khải trả lời, Triệu Vĩnh An lại cười sảng khoái, cậu nhóc này không bao giờ chịu thiệt. Được, chúng ta không ai nợ ai nhé. Cậu đã đến rồi, vừa đúng bữa cơm thì ở lại ăn cơm nhé, tôi đích thân xuống bếp làm cho cậu một bát mì rau xanh măng tây xào. Hoắc Khải cũng không từ chối, đến là để tạo mối quan hệ với Triệu Vĩnh An thêm sâu sắc, nên ông ấy đã chủ động mời thì cũng phải vui vẻ mà nhận lời. Cùng lúc này, Ninh Thần từ phòng khám của Phan Tư Mễ đi xuống lầu, chuẩn bị đi qua chỗ Ninh Ngọc Lâm, cô không chú ý đến bên chiếc xe hơi phía đường đối diện, ánh mắt lạnh lẽo của mấy gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Cách chương chế tạo hào môn, chương 128 uy hiếp, góc truyện audio.com mình, nhưng gã đã không chịu đồng ý, lại còn liên tục khuyên hắn bỏ qua, đừng động vào người đàn ông đó, nếu không sẽ hối hận suốt đời. Hoắc Đình Viễn tức muốn nổ phổi, không nói thêm lời nào nữa mà đuổi thằng Đồng Thiên Thanh ra ngoài, cho dù đây không phải là đại bản doanh của nhà họ Hoắc, nhưng nhờ có thế lực lớn mạnh của gia tộc mà, Hoắc Đình Viễn rất dễ dàng tìm được người có thể giúp mình làm việc. Người đó là con rắn đầu đàn ở thành phố này, mấy năm trước làm kinh doanh bến tàu, sau khi bến tàu bị bỏ hoang thì chuyển sang làm máy xây dựng, nhưng do tiếng xấu đồn xa, bản thân lại chỉ muốn lừa tiền người ta nên mấy năm gần đây buôn bán vẫn không làm lớn được, cố gắng lắm mới kiếm được vài chục triệu tệ, đối với người bình thường mà nói thì vài chục triệu tệ đã là rất tài ba rồi, nhưng đối với nhà họ Hoắc thì đây lại chẳng đáng nhắc đến. Người này có chút quan hệ họ hàng với một đối tác làm ăn của nhà họ Hoắc, khi biết được tin Hoắc Đình Viễn muốn tìm người báo thù thì liền tự mình tiến cử, nếu thật sự bảo Hoắc Đình Viễn tìm nhân tài tuyệt thế gì đó thì hắn không có năng lực ấy, nhưng nếu là muốn tìm mấy tên lưu manh không sợ phiền phức thì lại là việc dễ như ăn bánh. Thế là Hoắc Đình Viễn cho người đó một khoản tiền, rồi gọi mấy tên lưu manh từng ngồi tù giờ đang ăn nằm chờ chết đến, chuẩn bị cho Hoắc Khải một bài học nhớ đời. Cũng có thể là do thế lực nhà họ Hoắc đã làm cho hắn mất đi sự kính sợ pháp luật, thủ đoạn báo thù đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là bắt cóc Ninh Thần, chẳng phải bảo mình cợt nhà vợ hắn sao, sau đó còn đánh mình. Được lắm, thế thì ông đây bắt cóc luôn vợ mày trước, đến lúc đó cho mày biết đắc tội với cậu chủ nhà họ Hoắc sẽ có kết cục như thế nào. Còn về việc xử lý những chuyện phiền phức theo sau, Hoắc Đình Viễn chưa từng nghĩ đến, nói chính xác hơn thì hắn căn bản không hề cảm thấy sẽ có rắc rối gì. Phàm là những người từng bị hắn chỉnh, có mấy người thật sự dám đi tố cáo, còn không phải là cầm chút tiền rồi kiêng dè thế lực nhà họ Hoắc mà ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Đây chính là kết cục của việc rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Hắn đã tìm xong người từ lâu, chỉ là chưa ra tay ngay, vì Hoắc Giai Minh vẫn đang ở đó. Hoắc Đình Viễn không muốn mình làm việc gì cũng bị Hoắc Giai Minh thông báo về gia tộc. Hắn không sợ người bình thường đến dây dưa phiền phức, nhưng lại rất sợ lãnh đạo cấp cao trong gia tộc biết được mấy chuyện không sạch sẽ của mình. Hôm qua Hoắc Giai Minh vừa rời đi, hôm nay Hoắc Đình Viễn đã bắt đầu ra tay. Bọn hắn đã theo đuôi Ninh Thần mấy ngày rồi, biết được rằng lát nữa cô ấy sẽ đi đón con, không ở cùng Hoắc Khải. Cũng may là Hoắc Đình Viễn còn có giới hạn, không chọn ra tay với trẻ con. Chiếc xe đi theo phía sau Ninh Thần, mãi đến một con đường vắng mới đột nhiên tăng tốc tạt ngang đầu xe cô ấy. Ninh Thần bị bất ngờ không kịp phòng bị, chiếc xe điện đâm sầm vào cửa xe ô tô, không kịp đợi cô hoa mắt chóng mặt, làm rõ xem chuyện gì vừa xảy ra thì cửa xe đã mở, vài tên đàn ông đô con xông xuống bịt mồm cô ấy, ôm thẳng vào trong xe, cửa xe đóng lại, tăng tốc vọt đi, chỉ để lại một chiếc xe điện đổ nghiêng trên mặt đất. Do khu vực này quá vắng vẻ, rất ít người qua lại, cho nên chuyện Ninh Thần bị bắt cóc có thể nói là gần như không có nhân chứng nào. Mấy tên bắt cóc đó còn rất đắc ý vì chọn được vị trí vô
cùng thích hợp, không ngờ rằng, phía sau chiếc xe này lại có một chiếc xe con khác đang chậm chậm bám theo. Đồng Thiên Thanh ngồi trong xe, bình tĩnh nhìn tất cả sự việc vừa phát sinh, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lão. Gã ta lấy điện thoại ra gõ một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối. Đồng Thiên Thành vừa dõi theo chiếc xe đằng trước, vừa nói, vợ của cậu đã bị bắt cóc, nếu muốn cô ta được bình an thì hãy nói cho tôi biết. Làm sao cậu biết được cái tên Đông Bát Lượng? Ở đầu dây bên kia đương nhiên là Hoắc Khải. Triệu Vĩnh An vừa bưng món xào đặt lên bàn, Hoắc Khải còn chưa kịp thử miếng nào đã nhận được cuộc gọi. Kỳ lạ này, anh đương nhiên nghe ra được giọng của Đồng Thiên Thanh, hơn nữa đối phương còn nhắc đến cái tên Đồng Bát Lượng, rất dễ dàng nhận ra. Còn nội dung câu nói lại làm ánh mắt Hoắc Khải dần trở nên lạnh lùng. Tôi mong là anh đang nói đùa. Không hề nói đùa, tôi cũng mong cậu có thể thành thật trả lời câu hỏi của tôi, nếu không vợ cậu có thể sẽ gặp họa đây. Đồng Thiên Thanh đáp. Hoắc Khải chậm chậm đứng lên rồi nói với Triệu Vĩnh An đang cầm bình rượu lâu năm chuẩn bị uống với anh mấy chén rằng, ngại quá, tôi có việc phải đi trước, lần tới sẽ thỉnh tội với ông sau. Triệu Vĩnh An nhìn thấy nét lạnh băng trong mắt Hoắc Khải, lập tức đoán ra anh đã gặp chuyện rắc rối. Triệu Vĩnh An cũng không hỏi là gặp chuyện gì, chỉ hỏi thẳng, có cần giúp đỡ không? Dựa vào sức ảnh hưởng trong thành phố này của giáo sư, chỉ cần Hoắc Khải không phạm mấy tội không thể tha, thứ như giết người phóng hỏa, chuyện gì ông cũng có thể giải quyết giúp được. Nhưng Hoắc Khải không hề nghĩ tới việc lợi dụng Triệu Vĩnh An để giải quyết việc riêng. Minh Thần là vợ của anh, xảy ra chuyện thì đương nhiên người làm chồng như anh phải chủ động đứng ra, chứ không phải cứ nghĩ đến việc dựa vào sức mạnh của người khác, đó không phải là tính của Hoắc Khải. Triệu Vĩnh An đáp lại một tiếng, cũng không cưỡng ép, chỉ nói, thế thì để Tiểu Đường lái xe tiễn cậu đi. Lần này thì Hoắc Khải không từ chối, anh không có xe, cho dù có gọi xe thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Làm sao tiện được bằng xe riêng? Đường Thế Minh lập tức lên tiếng đáp lại, rồi lôi chìa khóa xe đi ra nổ máy. Cảm ơn Hoắc Khải chào tạm biệt ngắn gọn, rồi cầm lấy điện thoại bước ra khỏi cửa. Anh nhấn ngắt cuộc gọi của Đồng Thiên Thanh trước, rồi sau đó gọi cho Ninh Thần. Chuông điện thoại kêu rất lâu nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Lúc anh gọi đến lần thứ hai thì điện thoại đã tắt. Ánh mắt Hoắc Khải càng trở nên lạnh lẽo. Điều này chứng tỏ đối phương không hề nói dối. Ninh Thần thật sự đã gặp chuyện rồi. Ở bên khác, Đồng Thiên Thanh cũng đang ngây ra, mới nói được có mấy câu mà sao đã cúp máy rồi. Không để gã kịp phản ứng lại, Hoắc Khải đã gọi điện thoại đến. Lúc này Hoắc Khải đã rời khỏi nhà ăn, ngồi trên xe của Đường Thế Minh, đợi điện thoại vừa kết nối được anh liền nói thẳng, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Anh có 5 giây để suy nghĩ, sau 5 giây mà không nói, anh sẽ hối hận vì đã làm ra chuyện này. Cậu phải nói cho tôi chuyện cái tên Đông Bát Lượng trước. Đồng Thiên Thanh cố chấp nói, anh còn 3 giây, sau 3 giây mà không đưa ra đáp án, tôi muốn, tôi đảm bảo sẽ để cho anh không còn chỗ sinh tồn trên thế giới này. Hoắc Khải nói, âm thanh của anh lạnh lẽo như thể tàng băng ngàn năm không tan, luồn thẳng vào dạ dày của gã. Cả người, gã từ trong xương cốt ra đến ngoài da đều cảm thấy lạnh lẽo, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Khải nhưng sau lưng Đồng Thiên Thanh vẫn bất giác chảy mồ hôi hột. Những giọt mồ hôi lạnh này chảy ra khi cảm thấy nguy hiểm, cũng là đang cảnh cáo gã không được hành động tùy tiện. Người mà gã đang nói chuyện qua điện thoại này không phải là quả cam có thể bị bóp nắn một cách tùy tiện. Hậu quả của việc chọc giận anh có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Quan trọng nhất là cái tên Đông Bát Lượng này quả thật là điều cấm kỵ nhất của Đồng Thiên Thanh. Cho dù Hoắc Khải làm thế nào mà biết được thì anh vẫn là đã biết rồi. Nếu đã biết thì chính là có sức uy hiếp vô cùng lớn. Một khi cái tên này bị tiết lộ ra ngoài thì nửa đời sau của gã thật sự có khả năng phải sống kiếp chui lủi nay đây mai đó. Nếu mà đi tự thú thì gã cũng chắc chắn sẽ ấm án tử, vì dù sao gã không phải chỉ giết một người mà là cướp của, giết người cả một gia đình. Ba, âm thanh lạnh nhạt của Hoắc Khải lại truyền đến liên tiếp theo những tạp âm. Đồng Thiên Thanh đơ ra mấy giây, sau đó vô thức nắm chặt vô lăng, chặt đến nỗi mấy nút bấm bằng nhựa kêu lên răng rác. Tên danh này sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng mình mới là người nên nắm quyền chủ động mới đúng chứ, nhưng tại sao đến cuối cùng mình lại bị động yếu thế như thế này? Mồ hôi lạnh của gã chảy ròng ròng. Đối với nguy hiểm đang cận kề trước mặt, Đồng Thiên Thanh có một trực giác rất nhạy bén. Nếu không, gã đã không thể mai danh ẩn tích sau khi giết người được lâu như thế, còn có thể làm vệ sĩ cho nhân vật gần gũi với công chúng như Hoắc Đình Viễn. Gã không do dự thêm nữa, gọi điện ngược lại cho Hoắc Khải. Lần đầu tiên thì cuộc gọi bị từ chối thẳng, lần thứ hai vẫn tiếp tục không bắt máy. Chán Đồng Thiên Thanh liên tục dịn mồ hôi, bây giờ hắn đã có chút sốt ruột, thậm chí còn hối hận tại sao ban nãy lại đi uy hiếp Hoắc Khải làm gì. Có lẽ nói thẳng cho anh biết tình hình cụ thể thì ngược lại càng có lợi hơn. Đến khi gã gọi cuộc điện thoại thứ năm, đầu dây bên kia mới bắt máy. Hoắc Khải không hề có thiện cảm gì đối với cái tên cắn chặt không buông này.
lạnh lùng nói, đừng có nói chuyện thừa thãi với tôi. Đồng Thiên Thanh cũng không nói nhiều, càng không dám uy hiếp anh nữa, bởi vì gã có dự cảm nếu lặp lại mọi hành động lúc nãy, có thể sẽ thật sự không liên lạc lại được tên nhãi này, cho nên hắn nói rất thành thật, vợ của cậu bị đám người Hoắc Đình Viễn phái đến bắt cóc rồi, không liên quan đến tôi, nhưng bây giờ tôi đang bám theo xe của bọn chúng. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 129, vô cùng bình tĩnh, góc truyện audio.com. Hoắc Khải không hỏi Đồng Thiên Thanh chuyện vì sao gã là trợ lý của Hoắc Đình Viễn mà lại nói bản thân không liên quan đến Hoắc Đình Viễn. Vì câu hỏi này liên quan đến sự an toàn của Ninh Thần, nếu đã không liên quan thì anh cũng không có hứng thú biết đáp án. Nói cho tôi vị trí, liên tục báo cáo đường đi. Không, được ngắt điện thoại, âm thanh của Hoắc Khải dứt khoát và lạnh lùng như thép, tạo thành một mệnh lệnh không thể kháng cự. Nhưng Đồng Thiên Thanh không hề cảm thấy không thoải mái, mà còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Người đàn ông này nên dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với người khác mới phải. Cậu ta sinh ra để làm lãnh đạo. Đồng Thiên Thanh do dự một hồi nhưng vẫn không hỏi khi nào Hoắc Khải sẽ nói cho gã biết chuyện Đông Bát Lượng, mà chỉ đơn giản nói vị trí của bản thân bây giờ và phương hướng có thể sẽ đi. Trong điện thoại, gã nghe được giọng Hoắc Khải đang nói chuyện với người khác về hướng đi. Khoảng chừng 10 phút sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Hoắc Khải, nếu chuyện này thật sự không liên quan đến anh, thì, sau khi chuyện này kết thúc, tôi đảm bảo anh sẽ có một cuộc sống yên bình. Giọng nói vẫn bình thản như cũ, một chuyện với độ khó cao như thế mà từ trong miệng Hoắc Khải nói ra lại nhẹ tựa lông hồng, giống như chỉ cần Hoắc Khải muốn thì sẽ được vậy. Điều càng làm người khác khó hiểu chính là, khi nghe câu này, tâm trạng của Đồng Thiên Thanh lại trở nên thả lỏng. Thật ra điều gã cần không phải là đáp án, mà là xóa bỏ đi sự bất an trong lòng, cái tên trong quá khứ, những chuyện đã xảy ra. Gã không hối hận, nhưng cũng không mong nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nửa đời sau của gã. Tuổi gã đã lớn, cũng sẽ có nhiều cố kỵ, dù là người có ý chí lớn hơn thì cũng vậy. Đường Thế Minh lái xe rất nhanh, phi vun vút trong dòng xe qua lại, anh ta chỉ tốn có 15 phút là đã tìm được xe của Đồng Thiên Thanh. Anh ta một lần nữa gia tăng tốc độ, đuổi kịp ngay sau xe Đồng Thiên Thanh. Đường Thế Minh quay đầu nhìn sang người đàn ông ngồi bên cửa sổ, chỉ về chiếc xe phía trước. Anh ta nhìn Hoắc Khải hỏi, có cần chặn xe họ không? Không cần, cứ bám theo thôi, Hoắc Khải bình thản nói. Đường Thế Minh gật đầu, giữ một khoảng cách tương đối với chiếc xe kia, đồng thời anh ta cũng tò mò liếc mắt sang đánh giá Hoắc Khải. Anh ta cũng nghe được đại khái cuộc trò chuyện ban nãy, đến lúc này anh ta mới hiểu ra trong chiếc xe kia chắc chắn có người mà người đàn ông này quan tâm. Theo lý mà nói, cậu ta nên tỏ ra rất phẫn nộ hoặc lo lắng mới phải, nhưng cho đến bây giờ, Đường Thế Minh chưa hề nhìn thấy những cảm xúc đó trên mặt Hoắc Khải. Đây đâu phải cảm xúc mà một người bình thường nên có chứ, nếu là anh ta gặp phải chuyện như thế thì cũng khó mà giữ được trạng thái này. Vậy thì sao một người chồng bình thường như vậy lại làm được chứ? Đường Thế Minh đã giúp Triệu Vĩnh An điều tra bối cảnh của Hoắc Khải từ lâu. Vợ là một người không nghề nghiệp, bố mẹ vợ mở một tiệm trái cây. Hoắc Khải là trẻ, mồ côi, không có họ hàng ở nơi đây. Thành tích tốt nhất mà cậu ta làm được chính là làm tài xế cho tổng giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ CD. Xét từ phương diện nào thì Hoắc Khải cũng chỉ là người bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng Triệu Vĩnh An lại rất thích cậu ta, cậu ấm nhà, họ Hoắc kia cũng vậy. Đến cả ông lão cả ngày chỉ thích sưởi nắng, không nhiệt tình với người ngoài bao giờ cũng rất thích Hoắc Khải. Hoắc Khải mang một sự thu hút khó tả khiến cho bất cứ ai lại gần cậu ta đều không kìm được mà nảy sinh thiện cảm, mà từng hành động của cậu ta cũng chưa bao giờ khiến những người thích cậu ta thất vọng. Mặc dù Đường Thế Minh và Hoắc Khải không nói chuyện nhiều, nhưng qua mấy lần gặp mặt anh ta vẫn cảm thấy Hoắc Khải làm người ta rất thoải mái. Nhưng sự bình tĩnh của cậu ta thì thật sự hơi quá đà. Cậu chắc chắn là không cần chặn bọn họ lại sao? Nhỡ bọn họ làm gì trong xe thì sao? Đường Thế Minh nói, trước khi bắt bọn họ trả giá thì tôi phải tìm được người đứng sau vụ này đã, Hoắc Khải trả lời, cũng coi như giải thích một cách đơn giản. Đường Thế Minh ồ một tiếng rồi không hỏi tiếp nữa, vì anh ta biết nếu bản thân nói rằng cậu ta không nên bình tĩnh như thế, cậu ta sẽ chỉ đáp lại rằng chẳng lẽ không bình tĩnh thì có ích gì trong lúc này sao. Anh ta không muốn nghe cuộc hội thoại như vậy. Đồng Thiên Thanh thì thỉnh thoảng liếc qua cửa kính, gã nhìn thấy Đường Thế Minh đang lái xe, cũng thấy Hoắc Khải đang ngồi ở ghế lái phụ, cửa kính cực kỳ sạch sẽ, không dán kính ô tô, có thể nhìn rất rõ. Gương mặt bình tĩnh của Hoắc Khải khiến Đồng Thiên Thanh thấy lạnh lẽo trong lòng. Giống Đường Thế Minh, gã cũng không thể hiểu nổi, đã đến lúc này rồi mà tại sao người đàn ông này vẫn có thể bình tĩnh được như vậy. Lời giải thích duy nhất ở đây chính là sự việc ngoài ý muốn trước mắt này chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể trong mắt cậu ta, hoặc là người này tự tin có thể khống chế được cục diện. Điều này khiến Đồng Thiên Thanh có cảm giác may mắn, việc bản thân không giúp đỡ Hoắc Đình Viễn có lẽ là
một lựa chọn hết sức chính xác. Ba chiếc xe, một chiếc đi trước, hai chiếc đi sau, vượt qua khu trung tâm, đến khu Tây Bắc hẻo lánh ít người. Gần đây có khá nhiều bất động sản đang được khai phá, có lẽ vẫn còn một vài công xưởng cũ, nhà dân chưa được di rời và khai phá, nhưng hầu như là không còn. Na ơi nào ní, chiếc xe bắt cóc Ninh Thần nhanh chóng rời khỏi đường lớn mà đi vào một con đường nhỏ gồ ghề, cuối cùng thì dừng ở một công xưởng cũ nát hoang phế, chắc đã bị bỏ hoang được 7-8 năm trở lên rồi. Đường Thế Minh và Đồng Thiên Thanh cũng thông minh, không hề bám quá sát để tránh bứt dây động rừng. Bọn họ dừng xe ở ngoài nhà máy, sau đó đi theo Hoác Khải Tiến vào. Lúc xuống xe, hai người đánh mắt nhìn nhau, đều cảm thấy một hơi thở bén nhọn từ trên người đối phương. Bọn họ đều là những người giỏi võ, trên tay cũng từng dính máu, bản năng của một con dã thú khiến bọn họ biết được đối phương không phải người dễ chọc. Cùng với cảnh báo trong lòng, bọn họ cũng lại kinh ngạc với khả năng của Hoác Khải. Đường Thế Minh tưởng Đồng Thiên Thanh là đàn em của Hoác Khải, còn Đồng Thiên Thanh thì cũng lầm tưởng ngược lại. Trong giây phút hiểu nhầm đó, hai người càng thêm kiêng kỵ Hoác Khải, còn Hoác Khải thì lại không quan tâm đến đốm lửa nhỏ đang cháy trong mắt hai người kia. Tiến vào công xưởng, anh lập tức bước nhanh về nơi chiếc xe kia đang đậu. Lúc này, Ninh Thần đã bị mấy tên đàn ông kéo vào bên trong của nhà xưởng. Bên trong nhà xưởng trống rỗng không còn gì, những món đồ đáng tiền đều đã bị bán sạch từ lâu, ngoài một vài loại nhựa không đáng giá hoặc đống rác mà không biết ai vứt lại ra thì chỉ còn một chiếc ghế dựa. Hoác Đình Viễn nằm trên ghế, bên cạnh là một thùng đá, bên trong có một chai rượu vang. Hắn ta cầm ly rượu trên tay, lúc nhìn thấy Ninh Thần bị kéo vào thì khẽ nhấp một ngụm rồi nở nụ cười. Rượu vang tỉnh khiết thơm ngon làm tinh thần hắn ta phấn chấn hẳn lên. Sự xuất hiện của Ninh Thần càng làm ánh mắt hắn ta sáng hơn một cách quái dị. Người phụ nữ này thật sự quá đẹp, khiến hắn ta mơ tưởng mấy ngày liền. Ai nói phụ nữ trẻ tuổi mới hấp dẫn, gái một con trông mòn con mát, kiểu phụ nữ trưởng thành như thế mới hợp với khẩu vị của Hoác Đình Viễn. Cậu Hoác, tôi đã đưa người đến cho cậu rồi đây. Một người đàn ông chạy tới với vẻ nịnh nọt. Làm tốt lắm. Hoác Đình Viễn gật đầu khen. Rồi, hỏi, có bị ai nhìn thấy không? Cậu cứ yên tâm đi. Tôi đã chọn một nơi vô cùng vắng vẻ, không một bóng người, đến cả camera giám sát cũng không có, đảm bảo an toàn, tên đàn ông đó nói. Hoác Đình Viễn không quan tâm hắn nữa. Lúc này, Ninh Thần đã bị đưa đến trước mặt hắn ta, ngắm nhìn kỹ, càng người phụ nữ này. Hoác Đình Viễn ngày càng trở nên hưng phấn, ý định ban đầu của hắn ta là mượn cớ bắt cóc Ninh Thần để dạy dỗ Hoác Khải, nhưng khi nhìn lại người phụ nữ này thì trong đầu hắn ta lại dấy lên những ý nghĩ tà ác. Một người đẹp như thế sao lại để phí phạm cho một tên rác rưởi chứ, người như vậy nên để hắn ta hưởng thụ mới đúng. Mà lúc nhìn thấy Hoác Đình Viễn, Ninh Thần cũng nhận ra hắn ta. Cô biết người đàn ông này có lai lịch, dường như là con cháu nhà danh gia vọng tộc. Cô cũng nhớ chồng mình đã tát hắn ta mấy cái liền vì hắn ta đã ngả ngớn với mình. Trong lòng hơi sợ hãi, nhưng cô biết sợ cũng không giải quyết được việc gì. Chuyện này xảy ra chắc chắn là do người trước mặt cô muốn báo thù Hoác Khải nên mới làm vậy. Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nói, anh làm vậy là phạm pháp đấy. Nếu bây giờ anh thả tôi ra thì tôi sẽ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Cô từng đọc những bài nhắc nhở về bảo vệ bản thân. Khi đối diện với kẻ xấu thì an toàn nhất là làm theo ý hắn. Không nên dọa là báo cảnh sát hay kiện cáo gì, như vậy chỉ kích động sự phẫn nộ của đối phương, sau đó khiến bản thân bị thương mà thôi. Hoác Đình Viễn nghe vậy thì bật cười. Phản ứng của cô đã vượt ra ngoài dữ liệu của tôi đấy. Tôi còn tưởng cô sẽ cầu xin hoặc mắng chửi tôi cơ. Không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 130, anh ấy đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Hoác Đình Viễn cầm ly rượu vang, đứng dậy rồi bước từ từ đến trước mặt Ninh Thần. Ánh mắt của hắn ta vô cùng bị ổi, khiến cho Ninh Thần phải lùi về mấy bước. Nhưng mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ phía sau đã chặn lại khiến cô không thể lùi thêm được nữa. Hoác Đình Viễn vươn tay đưa về phía cằm của cô. Không biết vào lúc làm chuyện đó thì cô có bình tĩnh vậy không, hay là còn cuồng nhiệt hơn tôi nghĩ. Ninh Thần không ngốc, cô đã là người làm mẹ rồi, đương nhiên sẽ hiểu ý của Hoác Đình Viễn. Điều này khiến tim cô đập nhanh hơn gấp bội. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Anh đừng có tới đây. Chồng tôi mà không tìm được tôi thì sẽ báo cảnh sát đó. Giờ anh mà thả tôi thì tôi còn có thể khuyên anh ấy đừng làm vậy. Ninh Thần nắm chặt quần áo theo bản năng lại tiếp tục khuyên Hoác Đình Viễn đổi ý, nhưng dáng vẻ sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của cô lại càng kích thích dục vọng của Hoác Đình Viễn. Đừng sợ, hắn ta đưa rượu cho người bên cạnh. Sắc mặt hơi đỏ, Hoác Đình Viễn vừa đi về phía Ninh Thần vừa nói, người đẹp như cô ấy à, tôi sẽ không quá bạo lực đâu, anh đừng có qua đây. Anh mà dám tới thì, trong sự hoảng loạn cực độ, Ninh Thần chỉ nghĩ đến Hoác Khải. Cô hét to lên, chồng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nghe được câu này, bước chân của Hoác Đình Viễn hơi ngưng lại một chút. Sau đó, hắn ta cười khẩy nói, không tha cho tôi à, có mà tôi không tha cho hắn ta thì
Có, dám láo liếu với tôi thì sẽ phải trả giá thôi. Không, những tôi muốn cô, mà còn muốn hắn ta phải đau khổ cả đời, để hắn ta vẫy đuôi với tôi như một con chó. Anh ấy rất lợi hại đó, anh ấy cũng quen rất nhiều người, ha 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 ha. Hót Đình Viễn cười như điên. Dù hắn ta quen có nhiều người đi nữa thì có nhiều bằng tôi được. Không, tôi là cậu chủ nhà họ Hót đấy, xếp hàng thừa kế, thứ hai đấy, cô có biết nó nghĩa là gì không hả? Là kể cả, người ghê gớm nhất thành phố này cũng chỉ là rác rưởi khi đứng trước mặt tôi mà thôi. Nếu không vì Hót Giai, mình có mặt ở đó mấy ngày trước, thì cô nghĩ là tôi sợ, chồng cô, không dám trả thù các người chắc. Trái tim Ninh Thần càng lúc càng lạnh, càng lúc càng, chẳng, cô thật sự không hiểu ý nghĩa của việc nằm trong hàng ngũ thừa kế thứ hai. Nhưng từ độ ngang ngược của Hót Đình Viễn mà nói, thì có lẽ hắn ta là một người rất kinh khủng, cho nên hắn ta mới làm ra chuyện trái pháp luật này. Mà không hề sợ hãi, Hót Đình Viễn từng bước áp sát, Ninh Thần không, còn đường lui nữa, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ mặt bỉ ổi của tên đàn ông kia tới gần và giơ tay ra. Lúc ấy, cô như bị sợ đến đơ người ra, Hót Đình Viễn tưởng là cô đã sợ, ham muốn trong, lòng lại càng mãnh liệt hơn, đồng thời đưa tay ra đụng vào mặt của Ninh Thần, cái cảm giác mềm mại đó khiến hắn run rẩy hết cả người. Đúng là ngon thật, chỉ mới là làn da thôi mà đã khiến người ta động lòng như vậy rồi. Nếu thật sự làm chuyện đó thì chẳng phải là sẽ sướng như lên tiên sao? Chính vào lúc này, Ninh Thần đột một hét lên rồi vung tay tát một cái theo bản năng. Hót Đình Viễn không kịp phòng vệ, ăn trọn cái tát, tiếng bạt tai vang lên làm cả công xưởng yên tĩnh hẳn lại. Mấy giây sau, một tên đàn ông nắm lấy đầu Ninh Thần, chử, mẹ khiếp, cô muốn chết à, thả cô ta ra. Hót Đình Viễn đột nhiên nói, tên đàn ông nghe lời, thả tay ra khỏi Ninh Thần đang ngấn lệ. Hót Đình Viễn sầm mặt nhìn cô, ôm bên má bị tát vẫn còn đang hơi run run, nói, đây là cái tát thứ năm mà hai vợ chồng cô cho tôi rồi đấy. Cô yên tâm, một cái tát sẽ là một lần làm chuyện đó, tôi mệt thì sẽ đến lượt bọn họ làm thay, hôm nay mà không cho cô biết thế nào là thảm thì tôi sẽ không mang họ Hót nữa. Anh dám, Lý Phong sẽ không tha cho anh đâu, tôi còn mong hắn ta tới đây này, tốt nhất là bây giờ có mặt luôn đi, như vậy thì tôi sẽ cho hắn ta tận mắt nhìn thấy cuộc sống của mình thảm cỡ nào. Sau khi dạy dỗ cô xong, tôi sẽ xử hắn ta, Hót Đình Viễn tàn nhẫn nói. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta bị người khác họ đánh, bị Hót Khải đánh thì thôi đi, dù sao cũng vì hắn ta có ý xấu với vợ người ta, nhưng người phụ nữ này lại dám đánh hắn ta, đúng là ăn gan hùm mà. Mấy người cũng khởi động và chờ một bên dần đi, lát nữa sẽ đến lượt mấy người đó. Hót Đình Viễn lạnh lùng nói, mấy tên đàn ông đầu lộ ra vẻ mặt mong chờ, ánh mắt lúc nhìn Ninh Thần cũng mang sự thèm khát. Lúc bắt Ninh Thần, bọn họ không dám làm gì linh tinh, vì Hót Đình Viễn đã yêu cầu phải nhìn thấy người phụ nữ này nguyên vẹn, nhưng bây giờ, mấy cái tên ở tầng đáy của xã hội này, làm gì có cơ hội được làm thịt một người đẹp mà bình thường bọn họ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Như hôm nay chứ, bọn họ cố ý vây thành nửa vòng tròn, khiến cho Ninh Thần không thể chạy trốn đi đâu cả, chỉ có thể nhìn Hót Đình Viễn từng bước áp sát. Hót Đình Viễn vừa đi vừa cởi áo. Cô yên tâm, tôi nói là tôi sẽ không quá thô bạo, nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi tát tôi một cái. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận về hành động của mình, tôi cũng sẽ quay clip lại để cho toàn thế giới biết vợ của cái tên kia ngon đến cỡ nào, cô có biết thế nào là sống không bằng chết không, tương lai của hai vợ chồng nhà cô đấy. Ninh Thần tràn đầy tuyệt vọng, trên đường đi tới đây, cô thấy ven đường càng ngày càng trở nên vắng vẻ, mà cái nhà xưởng cũ nát này sẽ lại càng không có ai bén mảng tới, hôm nay cô thật sự sẽ tiêu đời, không ai có thể cứu cô được nữa. Mặc dù sâu dưới đáy lòng, cô cực kỳ hy vọng chồng cô có thể xuất hiện và cứu cô ra khỏi nơi này. Nhưng Ninh Thần biết chuyện này là không thể, điện thoại của cô đã bị lấy đi từ lâu, Hót Khải có gọi, thì cũng chẳng biết được nơi cô đang ở là nơi nào. Có lẽ giờ anh đang hỏi bố mẹ cô, hoặc đang lo lắng đi, tìm cô. Lý Phong, Ninh Thần đọc lại cái tên này, rồi đột một như đã hạ quyết định gì đó mà nói với Hót Đình Viễn, nếu anh dám làm gì tôi thì tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Hót Đình Viễn sửng sốt rồi cười to, cắn lưỡi tự sát, cô muốn làm phụ nữ giữ trinh tiết như ngày xưa à, được. Cô cắn đi tôi xem nào, chờ cô ngất rồi thì sẽ không thể phản kháng được nữa, cô cắn đi, mấy tên đàn ông ở bên cạnh cũng hét lên theo, cắn, đi, sự ngang ngược của đám người này khiến Ninh Thần càng thêm tuyệt vọng, cô đặt răng vào đầu lưỡi theo bản năng, thật sự chuẩn bị tự sát để ép đám người kia lùi lại. Ngoài chết ra thì cô không biết còn cách nào để khiến đám người này sợ nữa. Vào lúc cô định dùng sức cắn lưỡi mình thì một giọng nói truyền vào tai đám người, Hót Đình Viễn, hình như cậu không biết chữ chết viết thế nào hả? Giọng nói quen thuộc này làm Ninh Thần dừng lại động tác, cô mạnh mẽ xoay người lại thì vui mừng nhìn thấy Hót Khải cùng Đường Thế Minh và Đồng Thiên Thanh đang bước nhanh về đây. Vào giây phút nhìn thấy chồng mình, nước mắt Ninh Thần đã tuôn ra như mưa, cô vừa kích động lại vừa tủi
thân, càng nhiều hơn là nỗi sợ hãi bị đè nén trong lòng. Tạo thành sự bộc phát áp lực tâm lý, thấy giọt nước mắt của Ninh Thần, ánh mắt của Hoắc Khải càng thêm lạnh lùng, đến anh còn không nỡ làm Ninh Thần khóc mà lập lời. Thề sẽ không khiến hai mẹ con cô ấy chịu bất cứ phiền. Não nào, thế mà bây giờ Hoắc Đình Viễn lại phá vỡ lời thề của anh, hắn ta thật đáng chết. Thấy Hoắc Khải xuất hiện, Hoắc Đình Viễn rất ngạc nhiên, hắn ta nhìn sang mấy tên đàn ông, hỏi, các người, nói địa chỉ cho hắn ta biết à, không hề, gọi điện thoại xong là tôi đã ném điện, phải đi rồi, ngoài ra không hề có bất kỳ ai liên lạc với cô. Ta nữa, tên đàn ông vội vàng đáp, chẳng còn ít gì nữa. Hoắc Đình Viễn lắc đầu, dùng ánh mắt ám thị, mấy tên đàn ông lập tức cầm côn, cầm ghế, hoặc xích sắt lên tay. Sau đó, Hoắc Đình Viễn nhìn về phía ba người Hoắc Khải, khi nhìn thấy Đổng Thiên Thanh, hắn ta đã đoán được là mọi chuyện có liên quan đến gã. Đổng Thiên Thanh có biết chuyện hắn ta muốn bắt cóc Ninh Thần, cho nên gã đã đi cáo trạng ư? Nhưng nếu cáo trạng thì Hoắc Khải cũng không thể đuổi theo được mới đúng chứ, mấy tên kia chẳng phải đã nói là trước sau không một bóng người hay sao? Nhưng cái này không quan trọng, Hoắc Đình Viễn thậm chí còn chẳng có ý định mắng chửi gì Đổng Thiên Thanh. Giờ hắn ta đều đang tập trung vào Hoắc Khải, mặc dù không biết anh tới kiểu gì nhưng mà đã tới rồi thì cũng tốt. Tôi đang mong anh có thể tận mắt nhìn thấy vợ anh bị làm nhục ra sao đây. Sao nào, anh cũng mong chờ lắm đúng không? Nhìn người đàn ông ngang ngược trước mặt, Hoắc Khải lạnh lùng nói, tôi không mong chờ chuyện cậu đang nói, nhưng tôi lại mong rằng vào lúc răng cậu bị đánh gãy hết thì cậu sẽ hối hận vì đã làm thế này. Cách chương chế tạo hào môn, chương 131, người điên, góc truyện audio.com. Lời nói của Hoắc Khải không hề khiến Hoắc Đình Viễn sợ hãi, mà trái lại hắn ta cười ầm lên, vẻ mặt điên cuồng, ngang ngược, nói, có phải não của thằng khốn nhà anh bị úng nước rồi không? Cũng không nhìn xem anh có mấy người, tôi có mấy người. Một kẻ cao lớn đặt tay lên miệng huýt một tiếng sáo vang, lập tức có ít nhất 10 người giống như trước chạy, đến từ bốn phương tám hướng, trong tay kẻ nào cũng cầm gậy, lăm lăm tiến đến, nhìn rất hung hãn và dữ tợn. Ninh Thần còn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị cảnh tượng này dọa cho mặt tái mét. Những kẻ này cười gần lên ác độc, quay thành vòng tròn xung quanh ba người Hoắc Khải. Hoắc Đình Viễn cười lạnh, nói, bây giờ thì mày cảm thấy ai mới là người bị đánh gãy hết răng. Hoắc Khải không thèm nhìn những kẻ cao lớn đang vây quanh, chỉ hỏi, các anh có thể xử lý mấy gã này không? Đương nhiên, Đường Thế Minh thì không cần nói nhiều, bản thân anh ta là học trò của nhà vỡ Triệu Vĩnh, an phải anh ta đưa Hoắc Khải đi chính là có ý để anh ta giúp đỡ. Mấy kẻ này không biết đánh nhau, tôi có thể một chọi mười, Đường Thế Minh thản nhiên nói. Hoắc Khải nhìn sang Đổng Thiên Thanh, gã vẫn chưa trả lời mà còn đang chần chừ. Gã chủ động báo tin cho Hoắc Khải là vì muốn biết đối phương biết bao nhiêu bí mật của mình, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Hoắc Đình Viễn thì trong lòng gã lại kiêng dè, có cần phải đắc tội với cậu ấm nhà họ Hoắc vì người này không, có đáng không? Bây giờ mà anh đi, nếu tôi không chết thì chắc chắn anh sẽ chết. Anh cảm thấy mấy người này dám giết tôi à? Giọng nói của Hoắc Khải khiến Đổng Thiên Thanh phát run. Anh nói không sai, mấy người này nhìn thì rất hung hãn, nhưng chắc chắn không thể giết người bừa bãi. Chúng cũng không ngu, một xã hội pháp quyền xử lý vụ án giết người vô cùng nghiêm trọng, coi như anh có bản lĩnh bằng trời cũng khó thoát khỏi tấm lưới pháp luật. Có lẽ người như Hoắc Đình Viễn còn có thể có cách giả bệnh để nộp tiền bảo lãnh hoặc vào viện tâm thần mấy tháng, còn chúng chỉ là đám người dưới đáy xã hội, lại không có bất kỳ thủ đoạn nào để tự bảo vệ mình, cho nên có hung hãn thế nào, vũ khí trên tay dọa người ra sao, nhiều nhất cũng chỉ gây trọng thương mà thôi. Nhưng một khi Hoắc Khải còn sống, chắc chắn sẽ báo cảnh sát, nói ra bí mật của gã. Vào giờ khắc này, Đổng Thiên Thanh đại khái đoán ra được khả năng người đàn ông này biết rất nhiều điều, ít nhất anh cũng đã biết gã từng giết người, nếu không thì không thể uy hiếp gã hết lần này đến lần khác. Hiểu rõ điều này, Đổng Thiên Thanh thở dài trong lòng, rồi mở miệng nói, tôi có thể đánh 14, 15 người. Đường Thế Minh liếc nhìn gã, khóe miệng khẽ động, không biết là muốn nói gì hay là muốn thể hiện sự xem thường của anh ta nói có thể đánh 10 người, gã lại nói đánh được 14, 15 người, muốn tỏ vẻ sao? Không phải là Đổng Thiên Thanh muốn phân tranh, mà sau khi gã rời khỏi trường dạy võ thì đã học được các loại kỹ thuật thực chiến, có lẽ không học hành chính quy như Đường Thế Minh, nhưng cũng gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ. Khi một người phản ứng linh hoạt, nhạy bén, lại hiểu được làm thế nào để đối phó với điểm yếu của con người, thì sự cách biệt về kỹ năng đã không còn quá lớn nữa. Những yếu tố thể hiện rõ nhất sự khác biệt giữa hai bên đó là tốc độ và sức mạnh. Xét về điểm này, Đổng Thiên Thanh cũng không kém Đường Thế Minh. Hơn nữa, gã còn có một ưu thế, đó là thật sự đã từng giết người và muốn giết người là hai kiểu trạng thái tâm lý hình thành khi đối mặt với nguy hiểm hoàn toàn khác biệt nhau. Giống như bây giờ, Đổng Thiên Thanh không hề nghĩ
đến lát nữa đánh nhau làm thế nào vừa có thể đánh được. Kẻ địch vừa không phải giết người, còn Đường Thế Minh thì lại cân nhắc rất nhiều đến vấn đề này. 10 cộng 14 là 24, mấy gã to con, trước mặt đếm đi đếm lại cũng chỉ có 17, 18 người, không đủ để họ đánh. Sau khi việc này kết thúc, anh không cần lo lắng. Những việc khác, Hoắc Khải nói xong, bước từng bước, lên phía trước, Đồng Thiên Thanh lặng lẽ đi theo sau. Không biết có tin hay không nhưng hình như gã cũng không còn sự lựa chọn nào khác, thấy Hoắc Khải bình tĩnh tiến lên trước như thế, vẻ mặt Hoắc Đình Viễn trở nên lạnh lẽo, nói, chú ý gã đi, theo sau anh ta, có biết chút võ thuật, đánh gãy chân, chúng, đừng đánh chết, tôi muốn để lại cho anh ta một hơi thở, để anh ta biết rằng, đắc tội với tôi thì phải nhận, kết cục như thế nào. Một đám người cao lớn lên tiếng đồng thuận, một gã, trong số đó tính tình nóng nảy vung gậy đánh về phía đầu của Hoắc Khải, thằng danh con, đi chết đi, tuy rằng là gậy gỗ nhưng với sức lực của gã đó, nếu đập trúng đầu thì 100% là gục. Hoắc Khải thậm chí còn không nhìn gã như thể anh vốn dĩ không chú đến hành động của người này. Đường Thế Minh đang đi theo bên cạnh hô vang một tiếng, bay người lên tung một cước đạp lên tay của gã kia, khiến hắn không cầm nổi gậy nữa. Sau đó xoay người trên không đạp vào ngực hắn. Gã cao lớn kia ít nhất cũng phải 80-90 cân, cự một tiếng bị đá bay ra xa 7-8 mét. Những gã khác nhìn thấy cảnh tượng đó cũng ầm chửi rủa, giơ vũ khí trong tay xông đến. Đường Thế Minh không may mảy sợ hãi, thậm chí còn không nghĩ đến việc hòa hoãn mà lùi lại, vẫn cứ thế xông về phía kia. Anh ta rất giỏi võ, lại có thể đối kháng, dù có bị người khác đánh cho một gậy thì cũng không có vấn đề gì. Ngược lại gã cao to kia, bị anh ta đánh cho một quyền, đau đến nhe răng trợn mắt, mặt mũi trắng bệch. Cho dù là như thế thì Đường Thế Minh cũng không thể cùng một lúc ứng phó với 17, 18 người, may mà còn có thêm Đồng Thiên Thanh. Sau khi chính thức chọn đứng về phía Hoắc Khải, đối mặt với sự tấn công đang ập đến, Đồng Thiên Thanh khom lưng đấm một quyền vào gã kia, một cú đấm nham hiểm khiến cho khuôn mặt của gã cao lớn kia xanh như tàu lá, sau đó ôm lấy đũng quần ngã xuống đất kêu thảm thiết. Kẻ lăn lộn đầu đường cuối phố như Đồng Thiên Thanh tuy không học kỹ thuật gì cao xa, nhưng tất cả những thứ gã học đều đầu rất quỷ quyệt và mang lại hiệu quả mạnh mẽ. Đánh ở đâu có thể khiến kẻ khác lập tức mất ngay sức chiến đấu thì gã đánh vào chỗ đó, đấm vào đầu, khuỷu tay, đầu gối, chọc vào mắt, đá, đũng quần, đánh vào mũi, các kiểu tấn công khiến người khác nhìn thấy đều phải xanh mặt. Liên tục được đánh ra chỉ trong ngắn ngủi mười mấy giây, người đã nằm la liệt trên mặt đất. Những gã cao lớn mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy thì bây giờ đều hận không thể mọc thêm hai chân để chạy thoát thân. Đáng tiếc chúng không có thêm đôi chân nào, chỉ có thể ôm chỗ bị thương la hét thảm thiết. Những tiếng kêu này khiến sắc mặt của Hoắc Đình Viễn ngày càng trở nên khó nhìn, từ xanh đến trắng, rồi cuối cùng là tràn đầy sợ hãi. Khi gã cuối cùng bị Đường Thế Minh đá vào xương hông, tiếng xương gãy vang lên rắc rắc giòn giã, thì vừa đúng lúc Hoắc Khải bước đến trước mặt Hoắc Đình Viễn. Hoắc Khải đứng cách Hoắc Đình Viễn chưa đến 10 cm, cao hơn hắn ta nửa cái đầu. Anh nhìn từ trên cao xuống, dùng thái độ trịnh thượng, giọng nói khinh thường và ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn ta. Cậu cảm thấy tôi sẽ phải trả giá như thế nào? Giọng nói của Hoắc Khải vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức toàn thân Hoắc Đình Viễn run rẩy. Lần trước ở trong nhà, hắn đã bị anh không chút kiêng dè cho mấy cái bạt tai. Bây giờ sự việc ồn ào lớn đến mức độ này, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn so với lúc trước. Sự ám ảnh ở trong lòng khiến hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ run rẩy nói, tôi là cậu ấm của Hoắc Bopi. Sau một tiếng văng giòn giã, nhìn Hoắc Đình Viễn ôm lấy hai bên má, Hoắc Khải lạnh nhạt nói, cái tát này là thay cho bố mẹ cậu, thay nhà họ Hoắc dạy bảo cậu. Cậu không xứng là con cháu nhà họ Hoắc. Anh, Hoắc Đình Viễn vừa mới nói ra hai chữ thì cảm thấy thân dưới vô cùng đau đớn. Hoắc Khải hung hăng đá cho hắn ta một cái thật mạnh, sau đó nhấc đầu gối đập vào miệng hắn ta. Hoắc Đình Viễn kêu gào thảm thiết, một tay ôm đũng quần, một tay ôm miệng, máu tươi không từ chảy ra từ miệng vết thương. Một đòn đó của Hoắc Khải dùng lực rất mạnh khiến hắn ta có thể cảm thấy răng lợi lỏng lẻo hết rồi. Đàn ông có một số thứ dài hơn phụ nữ, không phải là để cậu coi thường phụ nữ mà để dạy cậu tôn trọng tự nhiên. Duy trì nòi giống, nhưng cậu đã không học được thì cũng có thể không cần dùng nó nữa. Bố mẹ cho cậu cái răng là để cậu biết ăn no bụng, cho cậu cái lưỡi là để cậu hiếu kính với người già và anh em. Nếu cậu không dùng được, tôi có thể thay cậu bỏ nó. Củ bây giờ cả hai chỗ đó của Hoắc Đình Viễn đầu đau như muối sát kim châm, nào có thể nói được gì. Vừa mới 2 phút trước hắn ta còn hung hăng kiêu ngạo, nào ngờ chỉ qua 2 phút ngắn ngủi hắn ta đã bi thảm tới mức độ này. 10 giây trước, hắn ta đã từng nghĩ, người này có thể sẽ đánh hắn, nhưng không ngờ, anh có thể đánh đến mức độc ác như vậy. Nét mặt và ánh mắt của Hoắc Đình Viễn tràn đầy sự sợ hãi, hắn ta không thể hiểu được, tại sao người này lại
không sợ nhà họ Hoác, lẽ nào, anh không sợ nhà họ Hoác báo thù sao, tại sao, dựa vào cái gì, không ai dám coi thường sự tồn tại của nhà họ Hoác. Cũng không có ai dám đối xử với người nhà họ Hoác như thế này, nhưng mà bây giờ, Hoác Đình Viễn gặp được rồi. Hắn, ta trở thành người đầu tiên ăn con cua này, nhưng đáng tiếc mai cua quá cứng, làm gãy hết răng, trong mồm hắn, Đường Thế Minh và Đồng Thiên Thanh xử lý xong đám, kia thì cũng đi đến, cả hai người đều có dấu vết bị tấn, không, nhưng không nghiêm trọng, cùng lắm thì cũng chỉ, coi là vết thương ngoài da mà thôi. Hoác Khải quay lại nhìn sang bên cạnh, rồi đi qua đó, lúc anh nhặt một cây gậy sắt từ dưới đất lên, Hoác Đình Viễn như muốn hét lên cứu mạng, người này con mẹ nó điên rồi sao, anh ta muốn làm gì? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 132, tổ tiên giáo huấn, góc truyện audio.com, Ninh Thần cũng rất sợ hãi khi nhìn thấy Hoác Khải, nhặt thanh sắt lên, mặc dù vừa rồi cô đã sợ chết khiếp, thậm chí còn muốn tự tử để cứu lấy danh tiết của mình. Nhưng nếu đánh hắn ta bằng một thanh sắt dày như vậy, e rằng không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng, người tự tử sẽ không nghĩ đến pháp luật vì nó không? Liên quan gì đến người khác, nhưng làm hại đến tính mạng của người khác, nhất định sẽ bị trừng phạt, Ninh Thần cũng không phải loại người muốn lấy mạng. Người khác khi bị ai đó xúc phạm, nên mặc dù rất muốn, Hoác Đình Viễn chết nhưng cô vẫn can ngăn, Lý Phong, anh đừng, cô chưa kịp nói xong, Hoác Khải đã đi tới gần cô, đưa cây gậy sắt trên tay cho cô và nói, em đánh hắn ta đi, hả, Ninh Thần sững sờ, hắn ta thô lỗ với em, hắn ta còn có âm mưu không, tốt đối với em, nhất định phải đánh, nếu như em muốn, đánh gãy luôn tay chân của hắn ta, anh cũng không có ý kiến, Hoác Khải nhẹ nhàng nói, Ninh Thần luống cuống tay chân, cô chưa từng gây gổ. Với ai, cũng chỉ có một vài lần từng xảy ra cãi vã, làm sao cô ấy có thể tự mình làm những việc này, được chứ? Hay là bỏ đi anh, Ninh Thần do dự nói, Hoác Khải cũng không thuyết phục thêm nhiều, ném, thanh sắt về phía Đồng Thiên Thanh, nói, đánh gãy một tay một chân hắn ta đi, Đồng Thiên Thanh cầm cây gậy sắt, không nói lời nào, mà đi thẳng về phía của Hoác Đình Viễn, kể từ thời điểm gã làm điều đó thì gã đã xúc phạm. Đến nhà họ Hoác rồi, nên trong trường hợp này cũng, không còn gì đáng ngại, nhìn thấy Đồng Thiên Thanh đi tới. Hoác Đình Viễn sợ, hãi hét lên, Đồng Thiên Thanh, anh lại dám ra tay với tôi, anh không muốn sống nữa hả? Đồng Thiên Thanh nhìn hắn ta, sau đó giơ thanh sắt, trong tay lên nói, là vì tôi muốn sống, nên mới phải đánh, cậu, anh dám ra tay, anh lớn của tôi là Hoác Khải, anh, dám động đến tôi liền bảo anh ấy, nói được nửa chừng thì lời nói của Hoác Đình Viễn đã biến thành một tiếng hét thảm thiết, thanh sắt dày cục đập vào cánh tay, tiếng vang lanh, lảnh, sắc mặt của Hoác Đình Viễn đã trở nên trắng bệch. Không đợi hắn ta kêu đến tiếng thứ hai, Đồng Thiên Thanh lại giáng xuống một gậy, đánh gãy cả chân của hắn. Ta, Hoác Đình Viễn ngã xuống đất, muốn ôm lấy cánh tay, nhưng chân cũng đang đau đến chết đi sống lại, trợn mắt đến mức suýt ngất đi, mà biểu hiện của Đồng Thiên Thanh vẫn rất bình tĩnh, giống như chỉ đang đánh một con chó hoang chứ không, phải đang đánh một cậu chủ nào đó của nhà họ Hoác. Hoác Khải bước tới, mở điện thoại di động, phát đoạn, video trên đó, trong video, tất cả những gì Hoác Đình Viễn đã làm, với Ninh Thần đều được ghi lại. Âm thanh khá rõ ràng, ít nhất, nếu nghe cẩn thận, còn có thể nghe được những gì, hắn ta nói, đánh gãy một tay một chân của cậu chỉ là để dạy dỗ. Chút ít, nếu như cậu bất mãn, tôi có thể cùng cậu đến nhà, họ Hoác, ngược lại tôi cũng muốn biết cậu ở trước mặt tổ, tiên của nhà họ Hoác sẽ nhận được hình phạt như thế. Nào, nước mắt đau đớn của Hoác Đình Viễn rơi xuống lã, chả, hai mắt đỏ hoe trừng lên nhìn Hoác Khải, giống như, muốn chém chết người đàn ông này cả ngàn lần, nhưng đoạn phim đó cũng khiến cho hắn ta hiểu rằng. Lần này mình thật sự đã chọc sai người, vào thời khắc mấu chốt như vậy, người đàn ông này, trước hết vẫn có thể nắm giữ chứng cứ, xem ra cũng biết, rất rõ về nhà họ Hoác, một trong những giáo huấn của tổ tiên nhà họ Hoác, chính là, dù chết cũng không bắt nạt người yếu đuối, không ức hiếp phụ nữ, không làm tổn thương trẻ em, giáo huấn thứ hai của tổ tiên nhà họ Hoác, không, gây họa cho người nhà, giáo huấn thứ nhất là dạy cho người nhà họ Hoác, hành động ngay thẳng, không để bụng lời nói của người, khác, giáo huấn thứ hai là dạy phải để cho người khác. Một con đường thoát, cũng giống như cho bản thân một, con đường lùi, làm việc không được quá tuyệt tình, đây đều là những chân lý cuộc sống mà tổ tiên nhà họ. Hoác trải qua quá trình tranh đấu đã rút ra được, khắc trên bốn bức tường của đền thờ tổ tiên, người nào không tuân theo, lập tức vào đền thờ tổ, tiên cõng cây gai, đọc lại giáo huấn 7 ngày 7 đêm, trừ việc ăn cơm ra, miệng không thể ngừng, mắt không thể ngủ, nếu như làm sai, lập tức có người rút cây gai ra, quất vào người, đừng nói là cậu chủ nhà giàu từ nhỏ đã được cưng. Chiều, ngay cả người bình thường quen chịu cực khổ, cũng ít ai chịu nổi. Vì vậy, rất ít người nhà họ Hoác chủ động gây chuyện, rắc rối, nhưng trong khu rừng lớn có đủ mọi loài chim chóc, tất nhiên đã có giống loài quý giá thì cũng phải có giống. Loài cặn bã, giống như Hoác Đình Viễn vậy, bọn họ đều biết gia tộc đối với những người không, tuân theo giáo huấn của tổ tiên đều bị trừng phạt rất nặng, vì vậy mỗi lần gây ra phiền toái,
họ luôn sẽ nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để đè nó xuống. Các vị cao niên trong gia tộc cũng chấp nhận hành vi đó, chỉ cần không có ai tố cáo thì đều xem như là không biết. Nếu như Hoắc Khải thật sự đem cái video này đưa cho nhà họ Hoắc xem, thứ bậc của Hoắc Đình Viễn trong gia tộc chắc chắn sẽ bị thay đổi, đồng thời còn phải gánh chịu hết khó khăn này đến chắc trở khác. Không phí lời với hắn ta nữa, Hoắc Khải thu lại điện thoại, quay người kéo Ninh Thần rời đi. Ninh Thần trong lòng cũng rất hoang mang, chồng cô lại làm việc dứt khoát như vậy, nói đánh gãy chân tay của đối phương là lập tức đánh gãy, tuyệt đối không phải trò đùa. Mặc dù trong lòng cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng cô lại có chút lo lắng về chuyện rắc rối có thể phát sinh trong tương lai. Lúc này Hoắc Khải đột nhiên như vừa nghĩ ra điều gì đó, anh dừng lại, quay đầu nói với Hoắc Đình Viễn, còn nữa, nếu như cậu còn muốn gây phiền phức cho tôi thì tốt nhất đừng nói chuyện này với tên anh lớn của cậu. Nếu để cho tôi nghe được cậu dám làm điều đó, lần sau tôi bảo đảm cậu so với bây giờ sẽ còn thê thảm hơn. Ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc bây giờ chỉ là hàng nhái, còn bản thân mới là hàng hiệu chân chính. Hoắc Khải đương nhiên không muốn có người lợi dụng tên tuổi của mình để gây chuyện, đặc biệt là một kẻ hỗn láo như Hoắc Đình Viễn. Hoắc Đình Viễn nằm trên mặt đất, nước mắt nước mũi hòa lẫn máu tươi chảy ra ròng ròng, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoắc Khải đang rời đi, sự căm hận trong mắt không gì sánh kịp, nhưng chỉ tồn tại một cách ngắn ngủi. Khi Hoắc Khải và những người khác thật sự rời đi, trong xưởng chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông to lớn. Nỗi sợ hãi trong lòng Hoắc Đình Viễn lại dần dần được khơi dậy, hắn ta cảm thấy rằng mình sắp chết, cứu mạng. Hoắc Đình Viễn hét lên theo bản năng, bọn rác rưởi, mau gọi xe cấp cứu. Ninh Thần nghe thấy giọng của hắn ta hét ra bên ngoài khu nhà xưởng, do dự một lúc, cô liền hỏi, có nên gọi xe cứu thương cho hắn ta không? Em sợ sẽ xảy ra chuyện, hai người bọn họ cũng biết điểm dừng mà, em đừng lo lắng. Hoắc Khải nhẹ nhàng an ủi, sau đó hỏi, em sao rồi, có bị thương ở chỗ nào không? Giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt quan tâm của anh khiến cho mọi sự uất ức của Ninh Thần bộc phát ngay lập tức, nước mắt chảy ra, cô ôm lấy cổ Hoắc Khải khóc rưng rức, lúc đó em chỉ muốn cắn lưỡi tự tử, em sợ đến mức tưởng như sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa. Hoắc Khải nghe cô nói, ánh mắt như đông cứng lại, anh đã không nghĩ tới chuyện Ninh Thần sẽ nảy sinh suy nghĩ đó. Anh hừ một tiếng, nói, xem ra chỉ đánh gãy một tay, một chân là còn quá nương tay cho hắn ta, điều đó cũng có nghĩa là, cũng may Ninh Thần hiện tại đã bình an vô sự. Nếu không, Hoắc Khải có thể đã thật sự giết chết Hoắc Đình Viễn ngay tại chỗ. Lý do anh không làm đến cùng là vì giáo huấn của tổ tiên vẫn còn trong tâm trí anh, đặt cho anh một lằn danh mà anh không thể vượt qua một cách dễ dàng. Mặt khác, đây cũng là vì anh còn phải tìm cơ hội để tiếp cận với nhà họ Hoắc trong tương lai. Nếu Hoắc Đình Viễn bị giết, thế giới chẳng qua cũng chỉ mất đi một tên cặn bã, nhưng nó sẽ khiến cho việc tiếp cận với nhà họ Hoắc của anh gặp khó khăn. Trên đời này, ngoài sự sống và cái chết, mọi thứ khác đều là tầm thường. Nhà họ Hoắc sẽ không làm xấu mặt kẻ chống trả sau khi bị ức hiếp, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ đã giết con cháu của gia đình họ. Đây cũng là tôn chỉ của gia đình. Chuyện nhỏ không nhẫn nhịn thì chuyện lớn không làm được. Lời này đúng là có đạo lý, nhưng lại khiến cho Hoắc Khải cảm thấy áy náy với Ninh Thần. Chỉ cần anh đến sớm hơn một chút, có lẽ Ninh Thần đã bớt đi phần sợ hãi. Anh xin lỗi, Hoắc Khải nói. Ninh Thần ôm anh khóc rất lâu rồi mới lau nước mắt, nói, sao anh lại xin lỗi em, hắn ta xấu xa cũng không phải là lỗi của anh, hơn nữa không phải anh đã giúp em báo thù rồi hay sao? Mà phải rồi, hai vị đây là ai? Đó là một cách chuyển chủ đề rất không tự nhiên, Hoắc Khải làm sao lại không hiểu, nhưng vào lúc này, cho dù có hiểu anh cũng phải giả bộ không hiểu. Anh liền giới thiệu, đây là Đường Thế Minh, tài xế của giáo sư Triệu Vĩnh An, đây là Đồng Thiên Thanh, một người bạn cũ. Ninh Thần lau nước mắt, nhanh chóng bắt tay hai người kia mà nói, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, nếu như không có hai người, hôm nay chúng tôi chắc chắn đã phải gặp điều tồi tệ rồi. Đường Thế Minh vẫn rất lễ độ nói, không cần cảm ơn, chính giáo sư đã bảo tôi đến, muốn cảm ơn thì cũng nên cảm ơn giáo sư. Về phần Đồng Thiên Thanh, thái độ của gã lạnh lùng hơn rất nhiều, mục đích duy nhất của gã ở đây là tìm hiểu xem Hoắc Khải đã biết được bao nhiêu, chứ không phải để nghe ai đó nói lời cảm ơn. Ninh Thần có chút lúng túng nhìn người đàn ông không nói lời nào sau cái bắt tay ngắn ngủi, Hoắc Khải lập tức đằng hắng một tiếng. Đồng Thiên Thanh mí mắt giật giật, khô khốc nói, không cần cám ơn. Nhìn Đồng Thiên Thanh với vẻ mặt thiếu tự nhiên, đứng trước một Hoắc Khải thật điềm tĩnh, Ninh Thần luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bắt nạt, trốn sau lưng bố để xem ông ta dạy dỗ người khác. Cảm giác này cũng rất tốt, giống như có một ngọn núi sừng sững che xương chắn gió cho cô, cho dù gặp phải phiền toái cũng không có gì đáng sợ. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 133, không thể làm bạn, gocchuyenaudio.com.
Sau đó, Hoắc Khải bảo Đường Thế Minh tự lái xe về, trong khi anh và Ninh Thần ngồi xe của Đồng Thiên Thanh. Đi đón Đường Đường, Đường Thế Minh liếc nhìn Đồng Thiên Thanh, sau đó, nhìn Hoắc Khải rồi hỏi, cậu có chắc không? Chắc chắn, Hoắc Khải gật đầu nói. Đường Thế Minh đồng ý, không nói thêm gì nữa. Sau, khi anh ta quay vào trong xe, liền mở cửa sổ xuống nói với Đồng Thiên Thanh, hôm nào đấu với nhau một trận, nhé. Đồng Thiên Thanh nhướng mày liếc anh ta một cái rồi, nói, không có hứng thú. Đường Thế Minh ừ một tiếng, sau đó đóng cửa sổ rồi, lái xe đi. Hoắc Khải đưa Ninh Thần lên xe, mở cửa để cô đi lên. Trước, Đồng Thiên Thanh vẫn đứng ở buồng lái bên cạnh, không lên xe, chỉ nhìn Hoắc Khải, có một cái nhìn do dự trong mắt gã, như thể gã đang đưa ra một quyết định khó khăn. Hoắc Khải giúp Ninh Thần đóng cửa xe mà không nhìn gã, anh chỉ lãnh đạm nói, tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ, trở thành kẻ thù của tôi phiền phức hơn nhiều so với việc trở thành bạn của tôi, chúng ta không thể làm bạn, và tôi cũng không muốn làm bạn với cậu. Đồng Thiên Thanh lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn biết ai đã nói cho cậu cái tên đó. Cậu biết được bao nhiêu, còn những ai biết nữa? Nếu tôi nói chỉ có mình tôi biết, liệu anh có bộc phát lên mà giết người không? Hoắc Khải hỏi, đây chính là điều mà Đồng Thiên Thanh đang do dự. Khi Đường Thế Minh rời đi, gã đã thật sự muốn giết Hoắc Khải và Ninh Thần ngay lập tức, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng gã không dám làm điều này, vì gã không biết, rốt cuộc còn có ai khác biết về khoảng thời gian đó hay không. Cho dù muốn giết người thì cũng phải làm rõ ràng chuyện này trước, bao nhiêu năm nay anh vẫn sống yên ổn đúng không, việc gì anh phải quay trở lại con đường cũ chứ, chỉ khi quên đi quá khứ, anh mới có thể có được cuộc sống mới, Hoắc Khải nói. Đồng Thiên Thanh sững sờ khi nghe anh nói điều đó, đó cũng chính là một lý do khác khiến cho gã chần chừ không xuống tay, bởi vì cuộc sống bây giờ của gã cũng đã khá ổn định, cho dù gã có bị Hoắc Đình Viễn sa thải thì cũng không khó để gã có thể tìm được một công việc ngon nghề khác, nhiều ông chủ sẵn sàng thuê gã với mức lương cao, cuộc sống càng tốt đẹp thì con người càng ít muốn thay đổi. Để ngăn chặn những chuyện như thế này có thể xảy ra một lần nữa trong tương lai, tôi hy vọng anh có thể ở lại để bảo vệ cô ấy, nếu như mẹ con cô ấy không xảy ra chuyện nữa thì không ai có thể tiết lộ bí mật của anh, Hoắc Khải nói. Đồng Thiên Thanh liếc mắt nhìn anh, cậu đang uy hiếp tôi, anh có thể hiểu đó là một lời mời, Hoắc Khải nói. Điều duy nhất ở anh có thể được tôi đánh giá cao chính là kỹ năng của anh, không còn gì hơn. Tôi không có hứng thú đe dọa những người thân cô, thế cô nói xong, Hoắc Khải đi vòng qua ngồi vào ghế phụ trên xe. Sau khi lên xe, anh nhìn Đồng Thiên Thanh vẫn còn đứng đó nói, anh còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng con gái tôi không thể đợi thêm nữa. Đồng Thiên Thanh quay lại nhìn anh, 10 giây sau, liền mở cửa xe đi lên. Nếu như người lái xe là Đường Thế Minh, Ninh Thần chắc chắn sẽ nói chuyện với ân nhân cứu mạng và thề hiện lòng biết ơn nhiều hơn, nhưng người lái xe hiện tại là Đồng Thiên Thanh, cọc, cằn như một người gỗ, cô chỉ mới nói chuyện có vài câu, thì cuộc đối thoại đã càng ngày càng trở nên khó xử. Vì, vậy cô cũng thôi không nói nữa, cứ như vậy, chiếc xe đã chạy đến tận cửa hàng trái cây của Ninh Quốc Năng. Sau những ngày quảng bá rầm rộ, hiện tại cửa hàng trái cây rất ăn khách, chỉ vài ngày nữa lượng khách sẽ lên, đến hơn 1.000 người. Ninh Quốc Năng bây giờ mỗi ngày đều làm ông chủ, ngồi đếm tiền, vui vẻ cười đến mức miệng cũng sắp bị chặt khớp. Khi Hoắc Khải bước xuống xe, anh thấy Đường Đường đang chạy loanh quanh cửa hàng, hết giúp khách xách túi, rồi lại giúp Đặng Tuấn Mai quét sàn. Nếu không thì cô bé sẽ đứng quảng cáo cho khách hàng biết loại trái cây nào là ngon nhất. Tất nhiên, những gì mà cô bé giới thiệu đều là những loại trái cây mà bản thân thích ăn. Cô bé có vẻ rất thích công việc buôn bán, nói năng rõ ràng, miệng lại liếm láp minh họa sự ngon lành, khiến cho nhiều khách hàng nhìn vào, dù không muốn mua một loại trái cây nào đó thì cũng sẽ vô thức lấy vài trái. Mỗi khi bán được thành công, Đường Đường sẽ nhảy cẳng lên sung sướng, như thể đó là một điều kỳ diệu. Khi những người khách nhìn thấy cô bé thể hiện như thế, họ cũng cảm thấy rất mát lòng. Hoắc Khải phá lên cười, không ngờ con gái kinh doanh còn tài giỏi hơn mẹ nó. Ánh mắt của Đường Đường rất nhanh nhạy, vừa nhìn thấy Hoắc Khải, cô bé lập tức vứt bỏ trái cây trong tay, vừa chạy ra ngoài vừa gọi bố. Có những bậc thang bên ngoài nên Hoắc Khải sợ rằng cô bé sẽ ngã, anh tiến về trước hai bước rồi nhanh chóng ngồi xổm trước bậc thềm, giang hai tay ra. Vài vị khách quay đầu nhìn sang Đặng Tuấn Mai, không đợi có người hỏi liền chủ động giải thích, đó là con rể của tôi, trái cây tự phục vụ, chương trình khuyến mãi đều là ý tưởng của nó. Đúng là người trẻ tuổi có đầu óc nhanh nhạy, người già như chúng tôi không thể nào theo kịp. Bà nở nụ cười trên môi, cùng với giọng điệu lộ rõ vẻ phô trương, khách khứa vì vậy nên cũng phụ họa theo. Vậy thì con rể của bà thật lợi hại, Ninh Quốc Năng khít mũi nói, có gì lợi hại lắm đâu, chẳng qua chỉ là mèo mù vớ phải cá rán, làm được đôi ba hoạt động. Nếu không phải vì nó là trợ lý tổng giám đốc của công ty nhà họ Cơ, tôi cũng sẽ không gả con gái cho nó. Vốn dĩ ý tưởng trái cây tự phục vụ và chương trình khuyến mãi cũng không được người ta đánh giá cao cho
lắm, vì mặc dù loại hoạt động này rất hiếm ở địa phương, nhưng họ cũng đã nghe nói nhiều về nó trên mạng, Internet. Tuy nhiên, làm trợ lý của Tổng Giám đốc công ty, vị trí này nghe thật lợi hại, một vị khách trà tuổi Ninh Quốc Năng nói với vẻ ghen. Tỷ, con rể của anh thật tuyệt vời, trẻ trung và đầy triển vọng, tốt hơn nhiều so với người mà con gái tôi tìm về. Đúng vậy, con trẻ như vậy mà đã là trợ lý Tổng Giám đốc, trong tương lai có lẽ còn có thể trở thành Tổng Giám đốc đây, làm Tổng Giám đốc thì có ý nghĩa gì? Tôi thấy, cậu ấy, sau này nhất định sẽ thành lập công ty riêng, trở thành ông chủ lớn. Nghe mấy vị khách nói chuyện, miệng của Ninh Quốc Năng ngày càng ngoác rộng ra, ông cứ nói như thể bản thân không mấy hài lòng, nhưng thật ra ai nghe cũng hiểu rằng ông đang khoe, khoang, ngay cả Đặng Tuấn Mai cũng cảm thấy buồn cười nhìn ông một cái, muốn khen thì cứ trực tiếp khen đi, lại cứ muốn nói vòng vo, bố, mẹ, chúng con tới đón Đường Đường về nhà. Ninh Thần đứng ở cửa nói, tới rồi thì vào đây, ăn bữa tối rồi đi. Hay là mẹ gọi, điện bảo Ngọc Lâm trên đường về mua vài món mà mấy đứa thích ăn, nó dạo này bận rộn với cửa hàng trên, tao bao mỗi ngày, thường xuyên đi vào sáng sớm đến tối, muộn mới về, cả ngày không nhìn thấy bóng dáng nó. Đầu Đặng Tuấn Mai nói, cửa hàng của Ngọc Lâm được nhà máy đặc biệt hỗ trợ dưới sự quản lý của sếp Hoàng, chúng ta đừng làm phiền đến nó, ngày mai Đường Đường còn phải đi học, cửa hàng lại bận rộn như vậy, nên tụi con cũng không ở lại làm phiền nữa, chờ cuối tuần sau tụi con lại tới. Ninh Thần nói, thật ra cô rất muốn cùng bố mẹ ăn uống trò chuyện, nhưng vừa rồi cô đã khóc nên sợ bị bố mẹ nhìn thấy. Mặc dù Hót Đình Viễn vẫn chưa làm được gì nghiêm trọng, nhưng vẫn thật đáng sợ khi phải nói ra. Ninh Thần là một người con hiếu thảo, cô không muốn để cho bố mẹ lo lắng vì chuyện riêng của mình. Cửa hàng thật sự rất bận, hơn nữa Ninh Thần lại lấy con gái ra làm cái cớ, vì vậy Đặng Tuấn Mai cũng không phép cô thêm nữa. Khi xe của họ sắp rời đi, Ninh Quốc Năng mới gọi với lại, ông bố vợ già bưng một hộp trái cây đi tới, vừa nhìn thấy Đồng Thiên Thanh thì thân thiện gật đầu chào, sau đó vừa đế trái cây lên xe vừa nhìn Hoắc Khải hỏi, nghe Đường Đường nói hai đứa mua nhà rồi hả? Dạ, một căn hộ 3 phòng ngủ, trang trí xong xuôi thì bố mẹ cũng có thể đến ở, bố mẹ có nhà riêng. Đến nhà mấy đứa ở làm gì? Ninh Quốc Năng theo thói quen vội vàng nói, sau đó nhận ra nói kiểu vậy thì không hay cho lắm, liền thay đổi giọng điệu chậm lại một chút rồi mới nói, sau này phải cố gắng lên, đừng có làm cho bố mất mặt. Mặc dù lời khó nghe, nhưng Hoắc Khải vẫn nghe ra được ý khác của ông, rằng quá khứ đã đi qua, chỉ cần sau này không tái phạm sai lầm thì cứ xem như là chưa có chuyện gì. Nụ cười trên gương mặt Hoắc Khải lại càng sáng hơn, nói, bố yên tâm, tương lai sẽ chỉ có nhiều chuyện tốt đẹp hơn thôi, nhớ lời này của con. Ninh Quốc Năng khít mũi rồi quay sang nói với Ninh Thần, con tính toán lại, nếu không đủ tiền trang trí thì nói cho bố biết, đừng chỉ giấu giếm mà coi bố mẹ con như người ngoài, nghe không? Không đâu, tụi con thật sự sống rất tốt. Ninh Thần nói, được rồi, ngày nào cũng chỉ nói một câu đó, đi đi, chờ về tắm rửa nghỉ ngơi. Ninh Quốc Năng lùi lại đóng cửa xe, cả nhà vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi ra về. Lần trước khi Hoắc Khải rời đi, Ninh Quốc Năng vẫn giả vờ không muốn xuất hiện, nhưng lần này ông cứ đứng thẳng người ở đó nhìn theo chiếc xe rời đi, chờ đến một lúc lâu sau, cho đến khi chiếc xe biến mất vào dòng xe cộ đông đúc trên phố. Trên mặt Ninh Quốc Năng mới nở một nụ cười, cái thằng nhóc này, phong độ gần đây của Hoắc Khải thật sự là khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt, có tài kinh doanh, ở nơi làm việc thăng quan tiến chức, chỉ trong nháy mắt đã mua được nhà mới. Tuy rằng mua nhà ở hướng Tây Bắc mà nói, đối với Ninh Quốc Năng cũng không quá vừa ý, nhưng so với việc sống trong căn nhà nát kia thì vẫn tốt hơn nhiều. Ấn tượng của ông về người con rể này cuối cùng cũng đã thay đổi. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 134, cô đang đùa cái gì vậy? Góc chuyện audio.com, khoảng 2-30 phút sau thì bọn họ trở về nhà. Ninh Thần và Đường Đường đi vào nhà trước, trong khi Hoắc Khải quay lại xách theo hộp trái cây, vừa lấy trái cây ra khỏi xe, anh đã thấy Đồng Thiên Thanh đứng ở phía sau. Khi Hoắc Khải quay lưng lại với gã đàn ông tay đã nhúng chàm này thật sự muốn giết Hoắc Khải ngay tại chỗ, sau đó bỏ trốn. Trên thực tế, gã chưa bao giờ từ bỏ hoàn toàn ý định này, ngay cả khi đang lái xe, gã cũng nhiều lần tự hỏi liệu bản thân có thể thoát tội nếu như gã ngụy tạo hiện trường của một vụ tai nạn xe hơi, nhưng cho đến bây giờ, gã vẫn chưa thể hạ quyết tâm, rủi ro quá lớn, quan trọng nhất chính là vẻ mặt bình tĩnh của Hoắc Khải, sự tự tin đó khiến cho gã không dám nhúc nhích một chút nào. Vào nhà ngồi chút không? Hoắc Khải hỏi. Không, vậy thì làm ơn tránh ra, anh đang chặn đường của tôi. Đấy, Hoắc Khải nói, Đồng Thiên Thanh im lặng bước sang một bên. Còn Hoắc Khải thì xách trái cây vào nhà, vừa định vào nhà, giọng nói lại vang lên từ phía sau. Anh, cậu vừa nói rằng tôi phải bảo vệ vợ cậu, ngoài việc giữ bí mật, phần thưởng là gì? Hoắc Khải quay đầu nhìn gã, khẽ cười, giá là 30.000 tệ một tháng.
nhưng tôi phải nợ anh trước. Lúc nào có tiền nhàn rỗi trong tay, tôi sẽ giao cho anh một lần. Yên tâm, tôi sẽ trả theo lãi ngân hàng, tính như là đền bù cho anh. Đồng Thiên Thanh nghe vậy liền cảm thấy ngứa ngáy. Giá 30.000 tệ một tháng không phải thấp. Hoắc Đình Viễn chỉ trả cho gã 20.000 tệ, nhưng mà Hoắc Đình Viễn trả lương đúng hạn hàng tháng, con tên này lại muốn nợ. Đang đùa gì vậy, anh cứ suy nghĩ rồi quyết định xem có muốn làm điều đó hay không. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không quyệt tiền của anh, nhanh thì từ 3 đến 5 tháng, chậm nhất là 1 năm, nhưng tiền thì sẽ không thiếu một đồng. Hoắc Khải nói rồi bước vào nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Nhìn cánh cửa đóng, chặt, Đồng Thiên Thanh nắm chặt tay. Sau nửa phút, gã từ từ buông tay, rồi quay vào xe bỏ đi. Nghe thấy bên ngoài có tiếng xe khởi động, Ninh Thần hỏi, anh không mời bạn anh vào trong ngồi sao? Không cần, anh ấy thích một mình yên tĩnh. Hoắc Khải nói. Ồ, Hoắc Khải nhìn Ninh Thần một cách khó hiểu rồi hỏi, anh tưởng em sẽ hỏi anh yên tĩnh là ai chứ? Ninh Thần sững người một lúc, sau đó bật cười thành tiếng, đấm nhẹ cho anh một cái rồi nói, anh bây giờ sao mà lắm lời vậy chứ? Thế mà cũng đùa được. Nói thế nào thì Ninh Thần cũng thật sự thích không? Khí gia đình của cô ở hiện tại ấm áp, đáng tin cậy, hạnh phúc và mỹ mãn, đó không phải là tất cả những gì mà một người phụ nữ cần hay sao? Cô vẫn luôn dễ dàng mãn nguyện như thế. Mà này, anh không hỏi em tại sao Phan Tư Mễ không cho anh đi trị liệu tâm lý nữa sao? Ninh Thần hỏi. Hoắc Khải cùng Đường Đường đang chọn loại trái cây mà cô bé thích, lắc đầu nói, còn hỏi gì nữa, không đi thì không đi thôi. Tư Mễ nói rằng vấn đề của anh có thể là do mâu thuẫn giữa vợ chồng mình, cô ấy hy vọng rằng em cũng có thể tham gia vào quá trình trị liệu này. Lý Phong, trước đây em thật sự khiến anh chịu nhiều áp lực lắm sao? Hoắc Khải ngước nhìn lên, chỉ thấy nét mặt của Ninh Thần tràn đầy lo lắng, thậm chí còn có chút tự trách. Anh đứng dậy nói, đừng nghe lời cô ấy nói bậy bạ, anh không có áp lực tâm lý gì cả. Nếu như nói trước kia có không vui cũng không phải là giả, nhưng anh cũng biết mọi chuyện đều là do anh tự gây ra, cho nên bây giờ anh đã cố gắng sửa sai. Nếu như anh đã nguyện ý sửa chữa lại bản thân, sao có thể có áp lực gì được? Chỉ là sự cố va chạm lúc trước có thể đã gây ra một bóng mờ trong tâm lý, nên em đừng gấp như vậy, hãy cho anh chút thời gian. Hai má Ninh Thần đột nhiên đỏ lên, cô liền nói, em có gấp gì đâu, còn không phải là em chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh. Hoắc Khải cũng biết trong những gì mình nói vừa rồi có một chút mờ ám, vì vậy anh chỉ cười và không nói gì nữa. Ninh Thần cũng không xa đà vào đề tài này nhiều thêm, nếu như chồng cô đã nói tình hình của anh bây giờ không liên quan đến chuyện trước kia, vậy thì cô sẽ tin anh. Tuy nhiên, Ninh Thần không hề biết rằng Phan Tư Mễ thật sự đang nghi ngờ Hoắc Khải giả bệnh, nhất là sau khi trò chuyện với Ninh Thần, cô ấy lại càng chắc chắn về điều này. Những mâu thuẫn trong gia đình có thể khiến cho đàn ông mất hứng thú với vợ của mình, nhưng đường cong tâm lý của Hoắc Khải lại không phù hợp với lý do này. Vì vậy, hoặc là anh ta đang thuộc trường hợp của một loại bệnh tâm lý mới, hoặc là anh ta chỉ đang giả vờ mà thôi. Về suy đoán này, Phan Tư Mễ đã không nói với Ninh Thần, cô ấy dự định sẽ xác nhận nó trong lần điều trị tiếp theo. Ninh Thần đi qua mở máy vi tính, chuẩn bị tiến hành công việc của hôm nay. Hay là hôm nay em nghỉ ngơi một chút đi, đừng để ý đến chuyện làm ăn nữa, Hoắc Khải khuyên cô. Mới vừa trải qua một chuyện nguy hiểm như vậy, tinh thần của cô nhất định phải rất mệt mỏi, có kiếm ít một ngày tiền cũng không sao. Ninh Thần lắc đầu nói, công việc của cửa hàng trên tao bao không dễ làm, nhiều người bán hàng đến kiệt sức trong 1-2 năm, nhưng cuối cùng doanh thu lại vẫn ảm đạm như vậy, em không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội nào vì sự lười biếng, chưa kể đến nguồn hàng đa dạng trong cửa hàng của mình nữa, tất cả đều đang trong giai đoạn tăng trưởng, chỉ cần một ngày nghỉ cũng có thể khiến cho xu hướng chung bị thay đổi. Nhìn thấy Ninh Thần nói chuyện quyết tâm như vậy, Hoắc Khải không khỏi xúc động. So sánh với lúc anh vừa sống lại trong cơ thể của Lý Phong, Ninh Thần của bây giờ đã ngày càng hoàn thiện bản thân của mình hơn. Cô đã có ý tưởng riêng, tham vọng riêng, có sự hiểu biết và quan điểm độc lập về kinh doanh. Không nên ngăn cản một người nhiệt huyết như vậy, dù cho có mệt mỏi một chút, cô cũng càng hy vọng có thể nhận ra giá trị của bản thân mình. Nghĩ đến đây, Hoắc Khải cũng thôi không thuyết phục cô nữa, ngược lại nói, vậy anh đi nấu chút cháo cho em, bố, con muốn ăn cháo thanh long cam dưa hấu và ngô. Đường Đường giơ tay kêu lên. Hoắc Khải cười một tiếng, xoa đầu cô con gái nhỏ nói, con đang thử tài nấu nướng của bố sao? Nhưng vì công chúa nhỏ nhà chúng ta, bố dù có vắt hết óc cũng phải nấu bằng được loại cháo này. Đường Đường bật cười vui vẻ, cô bé cũng không thích ăn loại cháo hỗn độn đó, cô bé chỉ muốn được nghe thấy giọng nói chiều mến và biểu cảm âu yếm của Hoắc Khải mà thôi. Với cô gái nhỏ này, không gì khiến cô bé hạnh phúc hơn là nhận được tình yêu thương của bố. Ngay khi Hoắc Khải vừa chuẩn bị vào bếp với một mớ hoa quả, Ninh Thần đột nhiên hét lên, Lý Phong, Lý Phong, anh lại đây mau lên, có chuyện gì vậy? Hoắc Khải vừa ôm trái cây vừa
Bước qua bên đó hỏi, nhà sản xuất đã chủ động hỏi thăm em về sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán hàng gần đây. Ninh, thần nhìn thông báo trên trang, hồ hởi nói, họ muốn hỏi, em có muốn làm đại lý độc quyền và lấy hàng trực tiếp từ nhà sản xuất không? Nếu muốn thì có thể gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cụ thể. Hoắc Khải đã xem thông báo đó một cách cẩn thận. Sau đó, anh mới nói, hãy gọi điện trước và hỏi giá mua, mà đại lý độc quyền có thể đưa ra. Được, Ninh Thần không chậm trễ, lập tức cầm điện, phải bấm số gọi, điện thoại nhanh chóng được kết nối, nên cô liền nói, vào trong điện thoại, xin chào, tôi là, sau một hồi trò chuyện, Ninh Thần nắm chặt điện, thoại, quay sang nói với Hoắc Khải, đại lý độc quyền, Tao Bao bình thường đang giảm giá 40, họ sẵn sàng, giảm giá cho em 50, nhưng họ cần em đảm bảo rằng, doanh số bán hàng tháng này không được thấp hơn tháng trước, nếu không đạt mục tiêu trong vòng 3 tháng, quyền đại lý sẽ bị thu hồi. Vẻ mặt Ninh Thần tràn đầy phấn khích, cũng có chút bất ngờ khi nhà sản xuất liên hệ với cô. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là Hoắc Khải không trả lời cô ngay mà chỉ nói, để anh dùng máy tính một chút, mặc dù không biết anh định làm gì, nhưng Ninh Thần vẫn lập tức đứng dậy và bước sang một bên. Sau khi Hoắc Khải ngồi xuống, anh bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến nhà sản xuất, anh kiểm tra kỹ càng, không chỉ những tin tức liên quan đến nhà sản xuất, mà còn tin tức về các loại nguyên liệu, bởi vì tốc độ tìm kiếm và duyệt web của anh quá nhanh, Ninh Thần liền hoa cả mắt, không biết rốt cuộc là anh đang làm gì. Sau khoảng 3 phút, Hoắc Khải ngừng gõ bàn phím và nói với Ninh Thần, hãy nói với họ, giảm giá ít nhất 70, hoặc em sẽ chuyển sang thương hiệu khác, nếu họ muốn, em có thể đảm bảo doanh số hàng ngày sẽ ổn định trong khoảng hơn 150.000, ít nhất là cho đến 2 tháng sau. Ninh Thần sững sờ khi nghe anh nói điều đó. Nhà sản xuất vốn đã rất thành khẩn về việc có thể đưa ra mức giá thấp hơn 10 so với đại lý bình thường, nhưng Hoắc Khải lại đang yêu cầu giảm giá thêm 3 lần so với mức giảm bình thường, trong khi anh còn chưa thảo luận về điều đó. Điều quan trọng nhất chính là doanh thu của cửa hàng mỗi ngày hiện giờ cố gắng lắm cũng chỉ đạt đến 60.000, anh lại còn muốn 2 tháng sau doanh thu của cửa hàng mỗi ngày tăng lên hơn gấp đôi, làm sao có thể chứ? Nhìn thấy vẻ mặt do dự không dám nói của Ninh Thần, Hoắc Khải cười nói, đừng lo lắng, anh nói không sai đâu, em cứ nói với họ như vậy. Trong khoảng thời gian gần đây, không một quyết định nào mà Hoắc Khải đưa ra lại sai lầm, vì quá tin tưởng vào anh, nên cho dù vẫn còn đang vô cùng lo lắng, Ninh Thần vẫn cắn răng cầm lấy điện thoại, mà nói, xin chào, chúng tôi đã bàn bạc rồi, hy vọng sẽ được giảm giá đại lý 70. Cô chưa kịp dứt lời thì trong điện thoại đã truyền ra một giọng nói rất không vui, cô đang đùa cái gì vậy? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 135, hoạt động mới, góc truyện audio.com, Ninh Thần cố nén sự bất an trong lòng, nói tiếp, nếu các vị đồng ý, chúng tôi có thể đảm bảo trong vòng 2 tháng, mỗi ngày doanh thu sẽ đạt hơn 150.000 tệ. Nếu các vị không đồng ý, chúng tôi chỉ đành đổi qua thương hiệu khác thôi. Cô không hề phải nghe những lời mắng mỏ, thậm chí chửi rủa như trong tưởng tượng, ngược lại là một khoảng lặng yên tĩnh, Ninh Thần loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn bạc truyền ra từ đầu kia điện thoại, có cả tiếng tranh cãi, nhưng cuối cùng lại không nghe thấy gì nữa. 2 phút sau, điện thoại lại vang lên giọng nói từ bên kia, cô có chắc chắn trong vòng 2 tháng nâng được doanh thu mỗi ngày lên 150.000 tệ không? Chắc chắn, Ninh Thần khẳng định chắc nịch, đã nói, đến mức này rồi thì cô cũng không thể đào hố chồng mình, cho dù cô có cho rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thì đi chăng nữa. Sau khi đầu dây bên kia một lần nữa im lặng thêm 20 giây, thì lại có một giọng nói vang lên. Được, chúng tôi cho cô giá đại lý giảm 70, đồng thời cô cũng phải đảm bảo trong vòng 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ đạt được doanh thu 150.000 tệ mỗi ngày, nếu không chúng tôi sẽ thu hồi ủy quyền đại lý, còn kiện mấy người vi phạm hợp đồng, phải thanh toán tiền bồi thường tương đương doanh số bán hàng ít nhất 1 tháng, doanh số 1 ngày là 150.000 tệ, bồi thường doanh số 1 tháng là 4-5 triệu tệ. Số tiền lớn như vậy làm Ninh Thần càng thêm thấp thỏm trong lòng, cô không dám tự mình ra quyết định, chỉ có thể ngước lên nhìn Hoắc Khải, điện thoại đang bật loa ngoài, cho nên toàn bộ cuộc hội thoại Hoắc Khải đều nghe không sót một chữ nào. Anh cười mỉm, nói, không vấn đề gì, nếu không làm được bồi thường vi phạm hợp đồng 4-5 triệu tệ, đối phương hỏi dò thân phận của người vừa lên tiếng, sau khi biết đó là chồng của Ninh Thần thì cũng không nói gì nữa, hợp đồng cụ thể sẽ được gửi tới trong vòng 2 ngày. Nhưng bắt đầu từ bây giờ Ninh Thần đã có thể dùng giá đại lý giảm 70 để bắt đầu kinh doanh. Cho dù cô ấy bán với giá bao nhiêu, chỉ cần doanh thu mỗi ngày đạt được 150.000 tệ là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đặt điện thoại xuống, trán Ninh Thần đã rịn đầy mồ hôi, chỉ là một cuộc đối thoại đã làm cả người cô cảm thấy khó chịu, số tiền bồi thường 4-5 triệu tệ giống như một ngọn núi đè nặng trong lòng cô.
đừng lo lắng, doanh thu 150.000 tệ một ngày không? Phải là quá khó, chỉ cần áp dụng một số phương thức mà. Thôi Hoắc Khải cười an ủi, Ninh Thần ngờ vực nhìn anh, hỏi, nhưng làm sao anh biết được bọn họ sẽ chấp nhận để cho mình giá đại lý? Giảm 70, lúc nãy Hoắc Khải nói đối phương không đồng ý thì sẽ chuyển qua thương hiệu khác, chắc chắn là cố ý, Ninh Thần đoán sau khi anh tra cứu thông tin xong thì rút ra. Được kết luận nào đấy mới dám làm vậy? Hoắc Khải cười, nói, nguyên nhân thực ra rất đơn, giản, các sản phẩm giảm cân do nhà máy này sản xuất là một trong những sản phẩm hiệu quả nhất, có thể tăng tốc, độ trao đổi chất và thúc đẩy đốt cháy chất béo, đồng thời, lại không làm tổn thương cơ thể. Nghe nói công thức cốt, lõi của họ có người bỏ ra 50 triệu tệ để mua mà còn không chịu bán, nhưng việc này thì liên quan gì đến chuyện giảm 70, Ninh Thần không khỏi thắc mắc. Hoắc Khải cười nói, có quan hệ rất lớn đấy, bởi vì bây giờ công thức cốt lõi đã bị tiết lộ, nói đúng hơn là, có lẽ bị người ta phát tán đi khắp thế giới rồi, chắc là không đến một tháng thì sẽ có các thể loại thương hiệu thuốc giảm cân mọc lên như nấm sau mưa để cạnh tranh thị trường. Với họ, Ninh Thần ngây ra, tin này là ban nãy anh tìm được, trên mạng à, tin công thức cốt lõi bị tiết lộ chưa có thông tin. Chuẩn xác, Hoắc Khải đáp, thế làm sao anh biết được, em cũng biết đấy, cho dù không thể tiết lộ chính xác công thức cốt lõi, nhưng Cục Quản lý Chất lượng Nhà nước luôn yêu cầu bắt buộc phải ghi rõ thành phần thuốc. Anh tra được trên mạng, tất cả nguyên liệu có liên quan đến sản phẩm thuốc giảm cân của họ, đặc biệt là những nguyên liệu chỉ có họ dùng, nay giá hàng đều bị nâng lên. Điều này nghĩa là gì? Ninh Thần không hề do dự, nói, điều này nghĩa là có người đã mua với số lượng lớn để nâng cao giá dự trữ. Sau khi nói ra đáp án, cô ấy lại lần nữa ngây ra, bởi vì đáp án thực sự rất đơn giản đến nỗi dù là một người mới nhập môn vào lĩnh vực kinh doanh chưa bao lâu như cô cũng có thể hiểu được. Nếu tất cả nguyên liệu có liên quan đều bị nâng giá, nhất là mấy nguyên liệu độc nhất để làm thành phần cốt lõi cũng vậy, thì nhất định là có người đang thu mua số lượng lớn. Nhưng làm sao Hoắc Khải có thể nghĩ ra được? Nếu không có anh nhắc nhở thì cho dù Ninh Thần có biết việc nhập hàng số lượng lớn sẽ đẩy cao giá bán cũng tuyệt đối không nghĩ đến được việc công thức cốt lõi của nhà máy này bị tiết lộ. Hoắc Khải đứng đó cười mỉm, không hề hé răng, sao anh lại nghĩ đến đi tra mấy thứ này? Doanh thu ngày của chúng ta được 50.000 tệ cũng đã được một thời gian rồi, bọn họ chưa từng chủ động liên lạc, hơn nữa trước đây anh cũng từng thử điều tra, họ sẽ không bao giờ hỏi đến những cửa hàng có doanh thu ngày dưới 10.000, bây giờ mới có 6.000 họ đã chủ động tìm đến cửa, chỉ có thể là do doanh nghiệp gặp khủng hoảng lớn, cần gấp rút mở rộng kênh bán hàng mới, cho nên anh mới nghĩ thử đi tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ lại giảm xuống. Hoắc Khải đáp, ánh mắt Ninh Thần nhìn anh ngày càng kinh ngạc, cuối cùng dường như còn xen lẫn chút kính phục, chỉ vì đối phương tìm đến cửa lúc doanh thu ngày đạt 60.000 tệ mà đã đoán ra được nhiều như vậy. Đây có còn là người không? Hồi trước Ninh Ngọc Lâm cứ nhắc mãi rằng anh rể quả là một thiên tài kinh doanh, trên thế gian này không ai có thể sánh bằng. Lúc đó Ninh Thần chỉ cảm thấy là em trai đang cố tình chém gió nịnh hót, dù sao Hoắc Khải cũng vừa giúp cậu ta bán được kha khá bình nước nóng, còn giúp cửa hàng flagship ăn nên làm ra. Nhưng bây giờ Ninh Thần mới hiểu, hóa ra em trai không phải đang tâng bốc ai cả, mà là chồng mình quả thực làm người ta ngưỡng mộ trên phương diện kinh doanh này. Nếu người bên nhà máy mà biết rằng hành động kỳ lạ của họ lại bị người khác suy đoán ra chuyện cơ mật nhất, có lẽ sẽ sợ đến chấu cả mắt ra. Anh giỏi quá đi mất, Ninh Thần khen chân thành. Hoắc Khải cười nói, thực ra đây không phải trọng điểm, theo như anh đoán qua một khoảng thời gian nữa sản phẩm giảm cân nhất định sẽ cạnh tranh giá cả vô cùng tàn khốc, nhiều sản phẩm tương tự như vậy cùng cạnh tranh trên một sân chơi, không chơi trận chiến giá cả, chết bớt vài nhà xưởng thì không thể kết thúc được, cho nên chúng ta nhất định phải ép giá nhập hàng càng thấp càng tốt, đồng thời cũng phải tìm một lối thoát khác. Ý anh là kinh doanh cả sản phẩm của những thương hiệu khác sao? Ninh Thần hỏi. Không phải như thế, Hoắc Khải lắc đầu nói. Sản phẩm giảm cân của các thương hiệu khác hiệu quả không đủ, bán rồi chỉ tổ làm hỏng mất danh tiếng mà chúng ta khó lắm mới gây dựng được thôi, cho nên vẫn bán hàng của họ, chỉ là lúc bán thì phải dùng thêm một số biện pháp hỗ trợ, ví dụ như làm đồ ăn sẵn. Đồ ăn sẵn, Ninh Thần nghe mà ngơ ngác, đã nói là làm cửa hàng tao bao sao giờ tự nhiên lại muốn làm đồ ăn. Muốn giảm cân không phải chỉ có uống thứ này vào mới có tác dụng, đồ ăn giảm béo cũng là một sản phẩm rất được người ta ưa chuộng, quan trọng nhất là bây giờ hệ thống chuyển phát đã hoàn thiện, chuẩn giờ hơn, giao hàng nội tỉnh có thể nhận được trong ngày, giao hàng ngoại tỉnh thì cách ngày, cho nên anh định làm đồ ăn giảm béo, gói hàng bằng túi chân không, đông lạnh theo dây, chuyền, giao hàng toàn quốc trong vòng 48 giờ, nhưng nơi khác cũng có người bán đồ ăn giảm béo,
mà, hơn nữa càng tiện, càng nhanh hơn, sao lại phải mua, của chúng ta chứ? Ninh Thần hỏi, bởi vì chúng ta có sức hấp dẫn. Hoắc Khải cười nói, em từng xem bộ phim Xin Chào, Quỷ Ông Tỷ Phú, chưa, cái phim mà đột nhiên có rất nhiều tiền đầy á, đúng vậy. Nhân vật đó ở cuối phim lập một quỹ bảo, hiểm giảm béo để tiêu hết tiền, cứ người nào mua bảo, hiểm mà giảm được nửa cân thì sẽ được 1.000 tệ. Chỉ là chúng ta không bán bảo hiểm, mà giải thưởng cũng không phải là 1.000 tệ, mà là 2.000.000 tệ, cứ người nào mua sản phẩm giảm cân và đồ ăn giảm béo của Khừa Hàng chúng ta thì sẽ tính là báo danh rồi. Trong vòng 6 tháng, người nào giảm được nhiều cân nhất sẽ một mình ấm giải thưởng 1.000.000 tệ, giải nhì 400.000 tệ, giải ba 300.000 tệ. Em nói thử xem sẽ có bao nhiêu người béo vì 1.000.000 tệ này mà mua hàng của chúng ta. Ninh Thần nghe đến ngây ngốc, vừa nghe đến đoạn giải thưởng 2.000.000 tệ, lòng cô đã hoảng sợ vô cùng, muốn phá sản luôn sao? Nhưng chưa đợi Hoắc Khải nói hết, cô đã lập tức hiểu ra đây là chiêu trò cùng một kiểu với hoạt động bốc thăm trúng thưởng của cửa hàng hoa quả hồi trước. Chỉ có điều hoạt động lần này của Hoắc Khải càng có tính mục tiêu, cũng càng có sức hấp dẫn hơn. Tất cả hoa quả trong một cửa hàng có thể so với 1.000.000 tệ tiền thưởng không? Sức hấp dẫn của 1.000.000 tệ tiền mặt là ngoài sức tưởng tượng đấy, sẽ có vô số người sẵn sàng vì nó mà trả giá, đồng thời để loại bỏ khả năng gian lận, cũng là để lấy lòng tin của khách hàng. Chúng ta sẽ công bố số liệu trong suốt quá trình diễn ra hoạt động dưới sự giám sát của phòng công chứng thành phố. Tất cả những người đăng ký phải được xếp hạng và đếm số cân đã giảm mỗi ngày. Bằng cách này, họ sẽ có đủ động lực để vượt qua. Những người đứng trước phà ta thì không phải lo lắng về các hoạt động gian lận. Hoắc Khải cười, cuối cùng kết luận rằng, mặc dù có thể phải bỏ ra rất nhiều tiền trong giai đoạn đầu, nhưng miễn là hoạt động được thực hiện, thì anh tin rằng cuối cùng cái thu được phải lớn hơn nhiều so với cái ta đã bỏ ra. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 136 tin xấu, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Ninh Thần phát sáng lên, Hoắc Khải nói, càng chi tiết thì cô càng cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể thành công, chưa tính đến chuyện khác, chỉ nhắc đến 1.000.000 tệ, kia đã khiến cô phấn khích rồi, nhưng, nếu người đăng ký quá nhiều thì việc thống kê sẽ vô cùng phức tạp, đồng thời, chúng ta còn phải tìm người có chuyên môn để giám sát, tránh việc tạo cân, nặng giả. Ninh Thần đưa ra những khúc mắc của cô, Hoắc Khải bật cười, nói, chúng ta không cần tìm người có chuyên môn, vì chính những người đến đăng ký này là người giám sát tốt nhất rồi. Ninh Thần ngẩn người, sau đó cũng lập tức hiểu ra, vui vẻ nói, ý của anh là, để họ giám sát lẫn nhau à, vì, mỗi người đều muốn giành giải nhất nên tuyệt đối sẽ, không cho phép người khác làm giả. Hoắc Khải cười lớn, nói, bây giờ em càng ngày càng, hiểu làm kinh doanh như thế nào rồi đấy, rất tốt, trước tiên, em lên một bản kế hoạch cụ thể về hoạt động lần này, anh sẽ chịu trách nhiệm về phần quảng bá, nhưng, hoạt động chính thức thì ít nhất cũng phải đợi đến cuối tuần sau, thứ hai anh phải đi cùng Cơ Hương Ngưng đến nhà họ Cơ, có thể mất mấy ngày mới quay lại. Ninh Thần gật đầu, phấn khích không ngừng, nói, anh cứ làm việc của anh đi, mấy ngày nay em sẽ chăm, chỉ viết một bản kế hoạch, đến lúc đó anh xem cho em, nhé. Dáng vẻ hăng hái của cô khiến cho Hoắc Khải cũng cảm thấy vui lây, đến cả Đường Đường cũng chạy lại hỏi, mẹ ơi, bạn học của con cũng có thể tham gia sao? Đương nhiên có thể, Hoắc Khải cười tít mắt nói, không chỉ bạn của con có thể tham gia, mà bố mẹ, ông, bà của bạn học đều có thể tham gia. Tốt quá rồi, vậy ngày mai lúc con lên lớp sẽ nói với các bạn, tốt lắm, nhưng bây giờ chúng ta đi làm cháo hoa quả trước nhé, có muốn cho thêm dứa không? Không ạ, ăn nhiều dứa chua lắm. Vậy khoai tây thì sao? Khoai tây không phải hoa quả. Ha ha ha, nghe tiếng cười trêu đùa của hai bố con, trong tim, Ninh Thần cũng tràn đầy vui vẻ. Cuộc sống bây giờ thật sự khiến cô rất hạnh phúc, khả năng kinh doanh của chồng khiến cô rất nể phục, và cảm thấy tự hào vì điều đó. Quyết định ban đầu quả là không sai, cô không đánh mất tư cách có được hạnh phúc vì phải lấy người mà cô không hiểu rõ, mà lại hạnh phúc hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Khi Hoắc Khải đem cháo hoa quả và cháo trắng từ bếp ra thì Ninh Thần đang ngồi trước máy tính lách ta lách tách gõ bàn phím. Giờ đây, trên người cô tràn đầy năng lượng, ý tưởng, hoạt động mà Hoắc Khải đề ra khiến cả người cô đều trong trạng thái phấn khích tột độ. Nhìn thấy dáng vẻ hết sức chăm chú của cô, Hoắc Khải giữ lại Đường Đường đang muốn gọi cô ra ăn cơm. Nhỏ giọng nói, mẹ đang bận làm việc rồi. Rất vất vả đó, con, đừng quấy rầy mẹ. Đường Đường rất nghe lời gật gật đầu, sau đó múc một bát cháo hoa quả đưa cho Hoắc Khải, bắt chước nhỏ, giọng nói, bố cũng vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi ạ. Con gái ngoan như thế khiến trong lòng Hoắc Khải cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm, sự nỗ lực của anh, cuối cùng cũng không vô ích, bây giờ bên nhà ngoại, từ già đến trẻ đều rất hài lòng, với anh. Ninh Thần đánh chữ lách tách cả một đêm, cho tới hơn 5 giờ sáng hôm sau, Ninh Thần mới làm xong bản kế hoạch đầu tiên của cô. Hoắc Khải còn chưa kịp đánh răng đã bị cô kéo lại. Mừng rỡ nói, anh mau xem đi, xem có chỗ nào còn thiếu
Không, được, anh xem cho, nhưng em không cần đợi ở đây. Nữa, đi ngủ đi, Hoắc Khải nói. Nhưng em cũng muốn, không nhưng nhị gì cả. Nếu em không đi, anh sẽ không xem nữa, Hoắc Khải nói. Ninh Thần biết anh nói được làm được, cũng hiểu rằng anh đang quan tâm đến cô. Cô bĩu môi rồi bỗng nhiên cười tít mắt thơm một cái lên má Hoắc Khải. Cảm ơn ông, xã, anh vất vả rồi. Sau đó, cô ngâm nga một giai điệu nào đó rồi đi về phía phòng ngủ, giơ tay sờ lên gò má vẫn còn hơi ướt. Hoắc Khải không biết nên vui mừng hay nên đau đầu. Người phụ nữ này càng ngày càng giống vợ của anh. Rồi, đương nhiên rồi, trên phương diện pháp luật, cô ấy vốn dĩ chính là vợ của anh. Lắc đầu, không nghĩ thêm nhiều nữa. Hoắc Khải bắt đầu xem bản kế hoạch của Ninh Thần viết, không cần xem về cách hành văn. Dù sao đây cũng không phải là tiểu thuyết. Ninh Thần là một tay mơ trong kinh doanh, chưa đủ kinh nghiệm và cũng chưa hiểu rõ những quy tắc bán hàng. Cho nên ở phương diện này, cô ấy vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng điều khiến Hoắc Khải kinh ngạc là việc giới thiệu những quy tắc chung và việc triển khai trong bản kế hoạch đều làm rất chi tiết, rất phù hợp với ý tưởng của Hoắc Khải. Từ điểm này có thể nói, Ninh Thần thuộc kiểu phụ nữ có suy nghĩ logic rất tỉ mỉ. Người như vậy rất thích hợp để làm kinh doanh, trước đây chưa thể hiện ra, hoặc là vì không có cơ hội, lấy phải ông chồng nói như rồng leo, làm như mèo, mửa thì còn đâu thời gian mà nghĩ đến việc khác. Nói chung, ưu điểm của cô nổi trội hơn những khuyết điểm, cũng đã đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của Hoắc Khải. Chưa đến một tiếng đồng hồ, anh đã sửa xong những chỗ còn thiếu sót, nhầm lẫn trong bản kế hoạch. Khi trở lại phòng ngủ, Ninh Thần đã ngủ rất sâu. Không biết có phải cô đang mơ một giấc mơ đẹp không mà khóe miệng hơi cong lên như đang cười. Hoắc Khải không làm phiền cô, làm một bản kế hoạch thâu đêm suốt sáng cũng khiến cô mệt rồi. Nhẹ nhàng bế Đường Đường từ trên giường ra bên ngoài để mặc quần áo, đưa cô bé đi vệ sinh cá nhân, ăn cơm, sau đó hai bố con cẩn thận đóng cửa lại. Vừa quay người thì Hoắc Khải nhìn thấy Đồng Thiên Thanh đứng khoanh tay bên cạnh xe. Lúc nhìn thấy gã, Hoắc Khải cười nhẹ rồi nói, chào. Đồng Thiên Thanh không đáp lại lời chào của anh mà hỏi, có cần đưa hai người đi không? Không cần, cô ấy đang nghỉ ngơi. Mấy hôm nay tôi không ở đây, phiền anh trông nom một chút, Hoắc Khải nói. Đồng Thiên Thanh gật đầu, sau đó quay lại chui vào xe rồi đóng cửa sổ lại. Đường Đường khẽ kéo Hoắc Khải, hỏi, bố, chú này là bạn bố ạ, con cứ xem như là thế. Hoắc Khải trả lời, chú ấy lạnh lùng quá, Đường Đường có chút không vui nói, cô bé rất thích những người đối xử nhiệt tình với người khác, ví dụ như Phương Xương Thịnh, con kiểu người cả ngày mang vẻ mặt lạnh lùng, miệng ngậm hạt thị như Đồng Thiên Thanh thì khiến cô bé không thích cho lắm. Hoắc Khải mỉm cười rồi nói, vậy thì sau này con dạy chú ấy nhé. Vâng, Đường Đường nghiêm túc gật đầu. Trong lòng, cô bé quyết định đặt ra một mục tiêu nhỏ. Sau khi đưa cô bé đến trường, Hoắc Khải gọi taxi đi, đến sân bay, Cơ Hương Ngưng đã đợi ở sân bay. Hai người ngồi chuyến bay sớm nhất đi về nhà họ Cơ. Lần này quay về nhà họ Cơ có ý nghĩa đặc biệt đối với Cơ Hương Ngưng, là thời điểm quan trọng để cô ấy được tăng lên hạng 3, nếu có thể thành công, thì những ngày tháng sau này của cô ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Bất kỳ con cháu thuộc nhánh phụ mà tăng lên hạng 3 thì đều có thể đạt được sự ủng hộ rất lớn của nhánh phụ. Trước đây đều là cô đơn độc chiến đấu, nhưng sau này thì sẽ không cần phải như vậy nữa. Có nhánh phụ chống lưng, lại có người bày mưu tính kế như Hoắc Khải, vậy thì tương lai có hy vọng rồi. Cho nên, tuy rằng Cơ Hương Ngưng có hơi căng thẳng một chút nhưng lại phấn khích và mong chờ nhiều hơn. Sau khi xuống máy bay, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải gặp Cơ Xuyên Hải ở sân bay, nhân vật nắm thực quyền của dòng chính đích thân, đến đón cũng được coi như là rất nể mặt rồi. Nhưng, ông ta lại mang đến một tin vô cùng xấu, quét đi sạch sẽ tâm trạng tốt của Cơ Hương Ngưng. Ngày thăng cấp của nhà họ Cơ lần này được đẩy lên sớm hơn, nên cũng không dành cho tất cả mọi người, mà là dành cho cô ấy. Cô ấy sẽ trở thành đối tượng liên hôn với tập đoàn Liêu Thị, kết hôn với con trai út của chủ tịch tập đoàn Liêu Thị là Liêu Quân Bồi. Đồng thời, nhà họ Cơ sẽ cùng tập đoàn Liêu Thị triển khai hợp tác đa phương theo chiều sâu, cùng tương trợ nhau trong những sự kiện trọng đại. Lúc Cơ Xuyên Hải nói câu này, sắc mặt có chút trầm xuống, bởi vì đối với ông ta, đây cũng là một tin xấu. Cơ Hương Ngưng càng nghe thì sắc mặt lại càng đỏ bừng lên, chứng tỏ cô ấy đang rất tức giận. Tôi đồng ý lấy Liêu Quân Bồi lúc nào? Tôi không quen anh ta, Cơ Hương Ngưng nói. Cơ Xuyên Hải liếc nhìn Hoắc Khải, sau đó thấp giọng nói, có lẽ chuyện này liên quan đến việc tôi tiến cử cô thăng cấp. Trước khi tin tức được thông báo, không ít người đã tìm tôi, bảo tôi từ bỏ việc tiến cử cô. Dòng chính và nhánh phụ không thể cùng tồn tại, tại sao tôi có thể làm kẻ phản bội chứ? Nhưng tôi không đồng ý, vẫn cố chấp đưa thư tiến cử của cô chuyển lên trên. Kết quả là, chưa tới 3 ngày thì việc này đã ẩm lên. Tôi cũng vừa nghe nói, lập tức đến đây đợi cô. Cơ Hương Ngưng nghe thấy vậy thì sắc mặt lại càng trở nên xám xịt. Cô từng nghĩ, nếu cô có quan hệ với nhân vật có thực quyền trong dòng chính như Cơ Xuyên Hải thì rất có khả năng sẽ xuất hiện những khó khăn ngoài sức
tưởng tượng, nhưng không ngờ, rắc rối lại ập đến nhanh chóng và triệt để như vậy. Những người của dòng chính đã tính toán kỹ lưỡng, nếu đã không ngăn được Cơ Xuyên Hải thì họ cũng tuyệt. Đối không ngồi nhìn dòng chính và nhánh phụ kết thành đồng minh, Cơ Xuyên Hải không đồng ý từ bỏ, vậy họ liền gả Cơ Hương Ngưng đi. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 137, người quái dị, góc truyện audio.com, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đã thành vợ của người khác rồi thì sẽ không thể tiếp tục thừa kế sản nghiệp nhà họ Hoắc được nữa, thậm chí cũng sẽ bị gạch tên ra khỏi việc kinh doanh trong nhà họ Hoắc, dù là không lập tức đổi ngay, nhưng chỉ đến mấy hôm sau thì lý do này cũng sẽ trở nên chính đáng. Chiêu này chính là để giải quyết tận gốc, một là Cơ Xuyên Hải phải chủ động từ bỏ, hai là Cơ Hương Ngưng phải buông tay, dù sao trong hai bọn họ vẫn phải có một người phải chịu thiệt. Tôi không lấy, Cơ Hương Ngưng sầm mặt lại, nếu cô không chịu lấy chồng thì bọn họ sẽ đổ tội. Không vì tập thể cho cô để tạo áp lực, cô nghĩ mình sẽ còn có hy vọng được thăng cấp nữa chắc, Cơ Xuyên Hải nói. Cơ Hương Ngưng không nói gì vì cô rất hiểu, nếu gia tộc chèn ép cô với lý do chính đáng thì cô sẽ không thể nào phản kháng lại được, lợi ích của tập thể luôn luôn đặt lên trên lợi ích cá nhân. Nhưng cô càng không muốn chịu đựng, một người mà cô ấy còn chưa từng gặp mặt, vậy mà, nói cưới là cưới sao, bọn họ coi Cơ Hương Ngưng cô là, cái gì, cá nằm trên thất chắc, cả hai con đường đều không thể đi, khiến cho Cơ Hương Ngưng cảm thấy tương lai thật đen tối. Cô thậm chí đã bắt đầu thấy căm thù nhà họ Hoắc, để có thể ngẩng cao đầu trong gia tộc mà cô đã nỗ lực gấp trăm lần người khác, đầu tiên là Cơ Xương Minh, đối đầu với cô, sau đó đến Cơ Xuyên Hải, cô khó khăn lắm, mới giải quyết được hai người này thì tập thể dòng chính lại xuất hiện hòng loại bỏ cô. Chẳng lẽ gia tộc không được hưởng những lợi ích, được đổi lấy từ nỗ lực mà Cơ Hương Ngưng bỏ ra chắc? Vì cớ gì mà muốn cống hiến cho gia tộc lại khó đến thế, vì cớ gì mà tất cả đều đối đầu với cô? Lúc này, Cơ Hương Ngưng rất muốn đứng trước mặt đám cổ đông trong hội đồng quản trị và mắng cho họ một trận tơi bời khói lửa, nếu sử dụng những tư duy dơ bẩn đó trong việc kinh doanh của công ty thì làm sao nhà họ Cơ lại không có chút tiến triển gì trong suốt bao nhiêu năm qua chứ? Lúc này, có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai Cơ Hương Ngưng và dịu dàng nói với cô, đừng tuyệt vọng, nhanh thế, mọi chuyện chưa hẳn là đã đi vào ngõ cụt mà, người có thể lạc quan vào những lúc thế này thì cũng chỉ có mình Hoắc Khải. Anh vừa nói xong thì cả Cơ Xuyên Hải lẫn Cơ Hương Ngưng đều quay sang nhìn anh rồi đồng thanh nói, cậu, anh có cách gì? Hai người đều biết thực lực của Hoắc Khải, muốn ba tấc lưỡi là có thể biến đá thành vàng, nhân tài như thế có lẽ thật sự sẽ tìm được một con đường sống từ chỗ tuyệt vọng. Đối diện với ánh mắt của hai người, Hoắc Khải vẫn bình tĩnh nói, nhà họ Cơ muốn liên hôn với tập đoàn Lưu, thì một là muốn mượn chuyện này để tấn công mối quan hệ hợp tác giữa hai người, hai là để kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa cho gia tộc, một hòn đá trúng hai con chim, nhưng bọn họ lại quá vội vàng, thậm chí còn chưa làm một bước đệm nào, sẽ rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Cơ Xuyên Hải và Cơ Hương Ngưng vẫn chưa hiểu Hoắc Khải đang nói gì, nhưng bọn họ biết anh vẫn chưa nói xong, cho nên bèn yên lặng nghe tiếp. Theo những gì tôi biết, mấy năm nay nhà họ Cơ đều gặp khó khăn trong việc phát triển, một phần nguyên nhân lớn là vì phải chia hoa hồng nội bộ quá nhiều gần như chiếm toàn bộ lợi nhuận của công ty, không đầu tư sinh lời thì sẽ không có để bù vào ăn thịt uống máu của gia tộc, nuôi dưỡng rất nhiều người cũng trở thành một gánh nặng cho gia tộc, thêm vào đó có rất nhiều con em dòng chính chỉ biết chèn ép nhánh phụ mà không chịu chuyên tâm làm việc, khiến cho nhiều việc kinh doanh bị các công ty khác chiếm mất thị phần. Biểu đồ báo cáo tài chính nửa đầu năm của nhà họ Cơ chắc không đẹp mắt lắm đâu nhỉ? Cơ Xuyên Hải gật đầu, ông ta là giám đốc tài chính nên hiểu rõ chuyện này nhất. Biểu đồ báo cáo hai quý này của nhà họ Cơ được cho là kém nhất trong vòng 10 năm nay, rất nhiều thị phần bị cướp, dẫn đến hậu quả không chỉ là lợi nhuận giảm thấp mà chi phí kinh doanh còn tăng rất cao. Nếu cứ tiếp diễn thế này, thu sẽ không đủ chi, sớm muộn gì công ty cũng sẽ toi đời. Cho nên lần này dòng chính muốn liên hôn với tập đoàn Lưu Thị cũng là điều dễ hiểu. Tập đoàn Lưu Thị phất lên chưa được bao lâu, cũng mới chỉ trong khoảng 20-30 năm nay gần đây, bọn họ khởi nghiệp từ ngành giao thông vận tải, dòng tiền rất nhiều, nhà họ Cơ đang muốn lợi dụng sự trợ giúp từ dòng tiền của tập đoàn Lưu Thị cùng với chi phí tiết kiệm từ hệ thống logistics siêu mạnh của bọn họ để thay đổi tình trạng tồi tệ hiện tại, cũng vì Cơ Xuyên Hải và Cơ Hương Ngưng đã bắt tay với nhau, nếu đổi là bọn họ thấy người khác làm chuyện như vậy thì có thể cũng sẽ nghĩ ra cách xử lý tương tự. Dĩ nhiên, có lẽ lúc trước dòng chính đã muốn liên hôn với tập đoàn Lưu Thị rồi, nhưng Cơ Hương Ngưng chưa chắc đã là người được chọn, dù sao thì tập đoàn Lưu Thị cũng sẽ trở thành cái cây hái ra tiền của nhà họ Cơ, nên đối tượng liên hôn cũng phải là người mà dòng chính tín nhiệm. Bọn họ chọn Cơ Hương Ngưng lúc này chỉ vì muốn đá đích cô ra chứ không có lý do nào khác. Mặc dù biết rõ chuyện này nhưng Cơ Xuyên Hải vẫn không hiểu tại sao Hoắc Khải lại nhắc đến biểu đồ báo
cáo tài chính, chuyện này thì có liên quan gì đến việc hóa giải tình hình hiện tại chứ? Hoắc Khải mỉm cười, nói, mấy năm nay, nhà họ Cơ vẫn luôn cố gắng bắt kịp tốc độ của ngành bất động sản và ngành tài chính nên đã đầu tư phần lớn tài sản vào đây. Nhưng bởi vì là nối bước của người khác nên dẫn đến tỷ lệ hoàn tiền không đủ cao, khiến nợ nần chồng chất, vì vậy mà chỉ có thể liên tục vay vốn ngân hàng để bổ sung tiền. Mà liên hôn với tập đoàn Lưu Thị cũng là vì muốn có được sự hỗ trợ về tiền mặt, thế nhưng hiện giờ, tập đoàn Lưu Thị còn chưa đưa tiền, mà dù có đưa thì cũng chẳng thể hoàn thành được trong 1-2 ngày, nếu vào lúc này, ngân hàng và người ghi nợ phát hiện nhà họ Cơ sắp phá sản thì hai người nghĩ bọn họ sẽ làm gì đầu tiên đây? Sao nhà họ Cơ lại phá sản được chứ? Cơ Xuyên Hải lắc đầu theo bản năng, nói, mặc dù biểu đồ báo cáo tài chính không khả quan, nhưng vẫn còn nền móng yếu, trâu còn hơn khỏe bò mà. Chúng tôi, nếu như có hàng loạt thông tin nói rằng nhà họ Cơ sắp phá sản thì sao? Thứ đáng sợ không phải nội dung tin đồn mà là có càng nhiều người muốn tin nó là thật. Hoắc Khải cắt ngang lời của ông ta, Cơ Hương Ngưng phản ứng rất nhanh, hai mắt cô sáng lên, ý anh là chúng ta có thể phao tin rằng nhà họ Cơ đang vội vã muốn liên hôn là vì họ sắp phá sản. Bát buộc phải tìm được nguồn tiền để dựa vào, nếu vậy thì, người ghi nợ sẽ đổ xô đi rút tiền, ngân hàng cũng sẽ không cho nhà họ Cơ vay vốn nữa. Không được, chúng ta không thể làm vậy, ngân hàng mà cắt đứt nguồn vay thì nhà họ Cơ thật sự sẽ đi đời mất. Cơ Xuyên Hải nghiêm nghị từ chối. Cơ Hương Ngưng quay sang nhìn ông ta, híp mắt nói, chú ba, chú đừng nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu như vậy, không phải Lý Phong thật sự muốn làm hại nhà họ Cơ đâu, ý của anh ấy rất đơn giản, chúng ta phải tạo một cái tin đồn để khiến cho mọi người nghĩ rằng nhà họ Cơ liên hôn, chứng tỏ là sắp phá sản, như vậy gia tộc sẽ không dám ép tôi nữa, bọn họ không những không thể ép cô, mà còn phải cầu xin cô đừng cưới Liêu Quân Bồi nữa cơ. Nếu không, trước cảnh bên ghi nợ ùn ùn kéo đến tìm, dù nhà họ Cơ có thể đối phó cho qua một lần, thì cũng sẽ phải bước lên một con đường không thể quay lại khác. Hoắc Khải mỉm cười bổ sung, Cơ Xuyên Hải nghe hai người bổ sung lẫn nhau mà ngơ hết cả người. Hoắc Khải nghĩ ra một ý tưởng quá to gan, nếu thật sự làm vậy thì nhà họ Cơ sẽ như phải đi trên dây, lúc nào cũng có thể ngã tan xương nát thịt, nhưng không thể không thừa nhận đây là cách duy nhất để hóa giải khó khăn. Bọn họ đã muốn ép Cơ Hương Ngưng lấy chồng thì cũng phải chịu hậu quả của việc ép buộc đó. Cách làm trái ngược mới là lựa chọn tốt nhất. Cơ Xuyên Hải nhìn Hoắc Khải như muốn nhìn thấu toàn bộ con người anh, nhưng ông ta không thể. Người thanh niên trẻ hơn ông ta ít nhất hai giáp này như được bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí khiến người ta không tài nào đoán nổi, cũng không ngờ nổi những gì mà người này nghĩ và làm. Cậu ta mất mấy phút để nghĩ ra một phương pháp vừa to gan vừa hiệu quả như vậy, có lẽ là 3 phút, 2 phút, hay là ngắn hơn nữa. Quái gì, Cơ Xuyên Hải chỉ có thể dùng từ này để miêu tả Hoắc Khải, ông ta chưa từng gặp ai quái dị như vậy cả. Bộ óc linh hoạt của Hoắc Khải khiến người ta vừa bội phục lại vừa sợ hãi, chỉ nghĩ đến việc bản thân từng suýt trở thành kẻ thù của Hoắc Khải thôi mà Cơ Xuyên Hải đã cảm thấy lạnh hết cả người rồi. Trong vài phút đồng hồ, chỉ dựa vào những tin tức bản thân vừa mới nghe được mà nghĩ ra một kế hoạch khiến cho nhà họ Cơ hoàn toàn đi đời như vậy thì người này phải đáng sợ đến cỡ nào chứ? Làm kẻ địch với người như vậy thì sẽ bất hạnh đến chừng nào? Có lẽ kiếp trước người đó phải đi đốt trụi cả hệ thống ngân hàng thì mới xui đến mức đấy thôi. Mặc dù biết cách của Hoắc Khải rất hay nhưng Cơ Xuyên Hải vẫn có một chút cầu kỳ, ai bảo cách này đáng sợ vậy chứ? Một khi làm hỏng, khiến nhà họ Cơ phá sản thật thì sao đây? Ông ta chỉ muốn mượn nhánh phụ để kiếm chút lợi cho bản thân chứ đâu có muốn trở thành tội đồ của cả gia tộc. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 138 thuyền hải tặc, góc truyện audio.com. Việc Cơ Xuyên Hải từ chối cũng không nằm ngoài dự đoán của Hoắc Khải, nụ cười của anh vẫn không hề nhạt đi. Thứ nhất, sự tồn tại của nhà họ Cơ đối với chúng tôi là có lợi chứ không hại, cho nên chúng tôi cũng không mong nó sụp đổ. Thứ hai, nếu ông cứ nhất quyết từ chối, hoặc thậm chí là bí mật cáo trạng với người khác, thì ông, nghĩ đi, nếu giờ nhà họ Cơ đuổi luôn tổng giám đốc Cơ và không cho cô ấy quay lại thì có sao nào? Nếu tổng giám đốc Cơ bị đuổi việc, ông nghĩ người tiếp theo vào tầm ngắm sẽ là ai nào? Một người nhánh phụ gần như không có thực lực gì, hay là một người giữ chức giám đốc tài chính nhưng lại đã từng có ý đồ khác như ông? Cơ Xuyên Hải nghe vậy thì đổ hết mồ hôi lạnh. Không, sai, nếu vì chuyện này mà Cơ Hương Ngưng bị đuổi đi thì dòng chính sẽ tha cho một kẻ phản bội như ông ta sao? Dám bắt tay với nhánh phụ để tranh quyền đoạt lợi, chính là tội chết, cho dù hiện giờ ông ta đang là giám đốc tài chính. Nhưng ông ta biết một mình ông ta không thể đối đầu với toàn bộ dòng chính được, mấy lão cổ đông của dòng chính mà đứng dậy lên tiếng thì ông ta sẽ bị đuổi cổ ngay. Đến lúc này Cơ Xuyên Hải mới nhận ra, dù tương lai có thế nào đi nữa thì số mệnh của ông ta đã bị buộc chặt vào
cùng với cơ hương ngưng rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chứ không, phải có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu như lúc trước. Ông ta nghĩ nữa, Cơ Xuyên Hải nhìn sang Hoắc Khải, đắn đo nói, có, phải cậu đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi không? Cậu, biết chỉ cần tôi đồng ý thì sẽ không thể tách khỏi các người được nữa. Hoắc Khải mỉm cười, lắc đầu nói, có nhiều chuyện, không phải cứ muốn là được, mà là quy tắc của trò chơi, bắt buộc chúng ta phải đi theo hướng đó. Vả lại, tổng, giám đốc Cơ có thể thăng cấp thì ông cũng được lợi chứ. Không hài, dòng chính không dám động vào ông, nhánh, phụ cũng sẽ muốn lôi kéo ông, cả hai bên đều nịnh nọt, ông, sao Cơ Xuyên Hải lại không biết điều này chứ, nhưng, cảm giác bị người khác điều khiển số mạng thật sự không thoải mái chút nào, nhất là kẻ điều khiển lại là một người trẻ tuổi như Hoắc Khải, điều này càng khiến cho Cơ Xuyên Hải cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng dù ông ta có khó chịu hơn thì cũng không thể làm gì được nữa rồi. Từ giây phút ông ta động lòng với đề nghị của Hoắc Khải thì ông ta đã phải lên một con thuyền mà không có đường xuống. Cơ Xuyên Hải nhìn rất rõ tương lai, ông ta biết mình không còn lựa chọn nào khác nữa, nhưng thật sự phải dùng cách này để đối phó nhà họ Cơ sao? Cơ Xuyên Hải đang do dự, nhưng Cơ Hương Ngưng thì không nghĩ nhiều đến vậy. Những lần bị chữa mũi nhọn vào suốt bao nhiêu năm, qua cùng với lần ép hôn này đã khiến cô hoàn toàn thất vọng về gia tộc. Đừng nói Hoắc Khải chỉ muốn lợi dụng cách này để thoát khỏi khó khăn, kể cả có thật sự kéo cho nhà họ Cơ sụp đổ đi nữa thì Cơ Hương Ngưng cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Khi mà con người ta bị ép đến mức không thể chịu được nữa thì sẽ xuất hiện những ý nghĩ điên cuồng. Cơ Hương Ngưng hưng phấn nói, vậy chúng ta đi tìm bọn họ thôi, tôi thật sự rất muốn xem cảm xúc của mấy lão già đó. Hoắc Khải lắc đầu, không vội, đề nghị của tôi là lan truyền vài tin tức nhỏ trước, đồng thời tổng giám đốc Cơ phải tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời để bọn họ nới lòng cảnh giác. Bên cạnh đó, cô cũng có thể đưa ra một vài điều kiện, bọn họ sẽ đồng ý thôi. Đến khi tin tức có xu hướng lan rộng ra thì cô vẫn sẽ có thời gian quan sát biểu cảm của bọn họ. Hiện giờ Cơ Hương Ngưng đã hoàn toàn nghe theo lời của Hoắc Khải nên không có ý kiến gì. Hoắc Khải nói sao thì cô sẽ làm vậy. Hai người này đã đồng ý rồi, Cơ Xuyên Hải phận làm châu chấu bó trên cùng một sợi dây cũng không phản đối nữa. Kết quả của việc phản đối là Cơ Hương Ngưng sẽ bị đuổi khỏi gia tộc, ông ta cũng bị liên lụy theo. Còn không, phản đối thì lại có khả năng khiến mọi chuyện phát triển theo hướng tốt hơn, nếu đã vậy thì còn nghĩ làm gì nữa. Sau đó, ba người lên xe tiến về nhà họ Cơ. Nhà họ Cơ không có nhà lớn do tổ tiên truyền lại, nhưng bọn họ cũng coi như giàu có, đã xây nên rất nhiều khu chung cư và tòa văn phòng ở trung tâm thành phố. Bình thường, phần lớn người nhà họ Cơ đều làm việc ở tòa văn phòng trụ sở. Khi về nhà thì cũng không tụ lại với nhau nữa, lúc ba người đến văn phòng trụ sở thì đã là 11 giờ, theo đề nghị của Cơ Xuyên Hải, ba người đến nhà ăn, chủ yếu nhất là muốn cho Hoắc Khải xem thế lực của nhà họ Cơ. Nguyên cả một tầng được chừa ra để làm nhà ăn, trang trí vô cùng sang trọng, món ăn thì đều là hàng cao cấp, thức ăn đều là những món chỉ xuất hiện ở các nhà hàng xa hoa, cái gì cũng có, còn có cả hai đầu bếp để chuẩn bị những món ăn được đặt cấp dành cho những người kèn ăn. Cơ Xuyên Hải dẫn Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đi vào trong nhà ăn cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Cơ Hương Ngưng là người ở nhánh phụ đầu tiên được dòng chính tiến cử, nên đã bị đưa ra trước đầu sóng ngọn gió, cộng thêm tin tức hội đồng quản trị đã chọn cô làm người kết hôn với Liêu Quân Bồi trong hội nghị thường kỳ sáng nay đã càng lôi kéo nhiều ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa hơn. Có làm thân được với người có thực quyền như Cơ Xuyên Hải thì sao chứ, vẫn phải gả đi chỉ sau một câu nói của gia tộc mà thôi, không gả thì sẽ bị chèn ép bởi một lý do nào đó, thậm chí khiến cô không thể thăng cấp, còn gả thì sẽ không còn là người nhà họ Cơ nữa. Thì ai cho phép cô tranh quyền, tất cả những ai có mặt ở đó đều nghĩ như vậy. Dù có gả hay không thì Cơ Hương Ngưng cũng xong đời rồi, không còn bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế hết. Nhánh phụ không có tác dụng gì quá lớn trong chuyện này, vì bọn họ không hề tin tưởng Cơ Xuyên Hải, cũng không tin Cơ Xuyên Hải sẽ thật sự kết minh với nhánh phụ. Quan trọng nhất là bọn họ biết chuyện Cơ Hương Ngưng và Cơ Xuyên Hải liên kết đã cho tức nền tảng dòng chính rồi, lúc này mà đồng tình với bọn họ thì nhánh phụ sẽ càng khó thăng cấp hơn. Trước khi làm rõ tình hình thì bọn họ không dám dễ dàng đưa ra quyết định. Đối diện với ánh mắt của quần chúng, nghe những lời xì xào to nhỏ của bọn họ, Cơ Hương Ngưng hoàn toàn già mù. So sánh với sự phẫn nộ khi nghe được tin tức lúc mới xuống máy bay, giờ thì lòng cô lại vô cùng yên bình, thậm chí cô còn hơi buồn cười. Cô ấy biết đám người này đang chờ xem trò hề của bản thân, có nhiều người có khi còn đang chào phúng cô là nằm mơ giữa ban ngày, xỉ tâm vọng tưởng, đâu có dễ dàng mà móc nói với dòng chính như thế. Cười đi, để xem ai mới là người cười cuối cùng nào. Ba người chọn vị trí rồi ngồi xuống, sau đó lập tức có người đến chào hỏi Cơ Xuyên Hải.
dù sau này có xảy ra chuyện gì thì hiện giờ, Cơ Xuyên, Hải vẫn là giám đốc tài chính của tập đoàn, nằm trong nhóm người có quyền lực tuyệt đối. Bọn họ không muốn tiếp bước sự xui xẻo của Cơ Xuyên Hải vào lúc này đâu. Nhỡ mà bị ông ta liên lụy chết chùm thì thật oan uổng. Quá, cảm xúc của Cơ Xuyên Hải cũng bình tĩnh như vậy, ông ta đã tiếp nhận tình huống hiện tại nên không muốn nghĩ gì khác nữa, mỗi một người đến chào hỏi đều sẽ cố tình nhìn sang Cơ Hương Ngưng một cái, có người thì chào hỏi Cơ Hương Ngưng, cũng có người liếc cô một cái rồi rời đi, một mầm mống tai họa sắp bị gà đi thì không có tư cách được họ quan tâm, còn về Hoắc Khải thì nhìn đã biết là đi theo, nên càng không đáng giá để liếc nhìn. Ái chà, sao chú ba lại tới nhà ăn ăn cơm thế này? Chú, chán ăn cơm nhà hàng rồi sao? Có một giọng nói truyền tới, Cơ Xuyên Hải quay ra, nhìn rồi lạnh lùng đáp, một đứa thuộc hàng thừa kế thứ, hai như cậu cũng được vào đây thì sao tôi không được? Vào, xem chú nói kìa, có ai bảo chú không được vào đâu? Cơ chứ, người thanh niên cười to, bước về phía ba người, tới nơi, anh ta nhìn sang Cơ Hương Ngưng, đây là em họ, Hương Ngưng hả, xinh gái đây, cậu chủ nhà họ Lưu chắc, sẽ thích cô lắm, à mà chú ba này. Chú đã nói với Hương, Ngưng về chuyện liên hôn chưa vậy, người này tên Cơ Ôn Thư, đứng hàng đầu trong hàng, thừa kế thứ hai của nhà họ Cơ, cũng là tuyển thủ được, săn đón trong quá trình tranh đấu thăng lên hàng thừa kế thứ nhất. Năng lực của anh ta rất tốt, mặc dù không thể so với người quái dị như Hoắc Khải, nhưng trong đám thanh niên, nhà họ Cơ thì cũng có số có má, mới 32 tuổi mà đã khiến cho thu nhập của văn phòng chi nhánh dưới quyền quản lý của bản thân lọt top 5 của gia tộc, bố của anh ta còn là tổng thanh tra thị trường của nhà họ Cơ Cơ bộc tồn, quyền lực không kém gì Cơ Xuyên Hải, cho nên mặc dù anh ta có lòng dạ hẹp hòi, thích cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vì có năng lực và một người bố quyền lực nên không có mấy ai dám làm gì anh ta. Phòng kế toán và phòng kinh doanh vốn là hai nơi dễ có xung đột về lập trường, Cơ Xuyên Hải và Cơ Bộc Tồn từ nhỏ đã đánh nhau, khi lớn lên vào công ty rồi cũng đối chọi không ngừng, sau này hai người đều trở thành nhân vật có chức quyền trong công ty nhưng cũng không từ bỏ ý cạnh tranh với nhau, cho đến giờ mối quan hệ của bọn họ cũng chẳng mấy tốt đẹp, với phận làm con thì Cơ Ôn Thư dĩ nhiên sẽ đứng về phía bố mình rồi, nếu có cơ hội đẩy Cơ Xuyên Hải ngã xuống thì anh ta cũng rất vui mừng mà tham gia vào. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 139, diễn viên, gocchuyenaudio.com. Lần này, vốn dĩ việc Cơ Xuyên Hải tiến cử Cơ Hương Ngưng đã khiến cho rất nhiều người của dòng chính không hài lòng, Cơ Bộc Tồn thay mặt cho họ mắng hành vi này của Cơ Xuyên Hải chính là vong ơn phụ nghĩa. Bây giờ, hội đồng quản trị quyết định để Cơ Hương Ngưng lấy con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lưu Thị để đổi lại sự hỗ trợ về tiền bạc và phát triển kinh doanh. Đương nhiên, Cơ Ôn Thư muốn tìm cơ hội để giễu cợt Cơ Xuyên Hải. Trước đây, anh ta còn không nhớ trong dòng họ còn có người phụ nữ xếp hạng 4 như Cơ Hương Ngưng. Cơ Xuyên Hải rất ghét Cơ Bộc Tồn, đương nhiên cũng không thích người con trai này của lão ta. Ông ta ngước mắt nhìn Cơ Ôn Thư rồi nói, cậu ở đâu ra mà nói nhiều thế, rảnh rỗi thì giúp nhân viên vệ sinh dọn dẹp, coi như đóng góp chút công sức cho công ty. Chú ba đúng là hay nói đùa, cháu cũng không phải là người đẹp như em họ, chỉ biết chạy tới chạy lui đi kinh doanh bên ngoài mới có thể đóng góp cho dòng họ. Tầm nhìn của chú ba xa thật, sớm tìm được một hòn ngọc quý như thế, đến lúc gả cho cậu ấm nhà họ Lưu xong thì chỉ cần ngồi đợi hưởng phúc nhỉ. Lời nói của Cơ Ôn Thư càng khiến Cơ Xuyên Hải khó chịu, chỉ là hàng con cháu mà dám nói chuyện với ông ta như vậy, thật láo xược, xem ra, vì việc này đã khiến ông ta thật sự đã trở thành ánh mặt trời ban chiều sắp tắt trong mắt của người nhà họ Cơ. Nếu đổi lại là lúc khác, coi như Cơ Ôn Thư muốn giúp bố của anh ta chút giận thì cũng không dám nói những lời như thế. Cơ Xuyên Hải tức giận đập mạnh xuống bàn, ông ta đứng lên, đang định quát mắng Cơ Ôn Thư thì Hoắc Khải mở miệng nói, cứ bình tĩnh, những gì người anh em này nói cũng không sai, việc gì ông phải tức giận. Cơ Ôn Thư liếc mắt nhìn qua, hỏi, anh là ai? Hoắc Khải trả lời, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Cơ, tên là Lý. Được rồi, tôi không có hứng, tôi biết tên anh, chỉ là một trợ lý ở công ty con mà có tư cách nói chuyện ở đây. Sao? Cơ Ôn Thư lại nhìn Cơ Xuyên Hải, cười chế giễu, nói, chú ba, chú có uy thật đấy, đến cả một trợ lý của em, họ cũng có thể chặn lời chú rồi. Cơ Xuyên Hải nghe thấy thế thì càng tức giận, đương nhiên, ông ta hiểu ý của Hoắc Khải, trò hay còn ở phía sau, không cần phải phân tranh cao thấp với thằng nhãi này mà ôm cục tức trong lòng. Nhưng thái độ của Cơ Ôn Thư thật sự làm cho người khác không chấp nhận được, dù sao ông ta vẫn đang là tổng giám đốc tài chính, cũng không phải thật sự bị cách chức ngay. Cậu có tư cách gì mà ầm trước mặt tôi? Cơ Ôn Thư lại không hề có ý muốn xoa dịu bầu không khí, anh ta nheo mắt cười nhìn về phía Cơ Hương Ngưng, nói, em họ Hương Ngưng à, được cả cho cậu ấm nhà họ Lưu chính là chuyện khiến các cô gái khác đều phải
ngưỡng mộ đấy, trước đây có người còn sợ cô không? Đồng ý, nhưng tôi nghĩ, chắc là cô không như những gì họ, nói đâu nhỉ, nhìn người anh họ không lớn hơn cô mấy tuổi nhưng, lại tỏ vẻ bề trên, vẻ mặt của Cơ Hương ngưng lại rất bình, tĩnh, xin một miếng bít tết bỏ vào miệng, nói, sao lại thế, được, dòng họ đã cần tôi vậy thì tôi cũng rất vui được khi được cống hiến. Cơ Ôn Thư hơi sững lại, theo suy nghĩ của anh ta, bỗng nhiên bị ép gả chồng sẽ khiến Cơ Hương ngưng, cảm thấy khó chịu mới đúng, cho dù, cô đến đây đập bàn đập ghế thì cũng có thể hiểu được, vậy mà, tuy rằng Cơ Hương ngưng không nở một nụ, cười nào nhưng cũng không tỏ ra tức giận, lại còn nói gì, mà bằng lòng cống hiến vì dòng họ, điều này không có trong kịch bản gốc, giả bộ sao, Cơ Ôn Thư thầm chế nhạo, việc này đã được định sẵn, rồi, cố tỏ ra bình tĩnh thì có tác dụng sao, nghĩ đến đó, anh ta bỗng bật cười, vỗ tay nói, tỉnh, thần cống hiến của em họ Hương ngưng chính là tấm gương cho thế hệ chúng tôi, nhưng không biết lời nói này, có phải lời thật lòng, có khi nào đến lúc cả cho cậu lưu lại, khóc ầm lên không đấy? Thật ra, nếu cô không đồng ý thì, anh họ như tôi đây cũng có thể hiểu, dù sao cũng chưa, từng gặp mặt, ai mà lại bằng lòng gả cho người đàn ông, mà mình không hề quen biết. Hơn nữa, chú ba muốn tiến, cử cô thăng cấp, tiền đồ mở rộng, vào lúc này mà lấy, chồng thì không phải lãng phí hết tâm sức sao? Các chú, các bác trong hội đồng quản trị cũng nghĩ như vậy nên dù sao cũng sẽ cho cô thêm vài ngày, cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng ít nhất có thể khiến cô có thêm mấy ngày vui vẻ. Trong lời nói của Cơ Ôn Thư mang đầy ý chế giễu. Cho, dù là thằng ngốc thì cũng nghe hiểu được, anh ta không phải là thật lòng nghĩ cho người khác, mỗi câu nói đều khắc sâu vào vết thương của Cơ Hương Ngưng, cố ý nói hết những chuyện này. Thế nhưng, Cơ Hương Ngưng vẫn không để lộ ra vẻ mặt tức giận như anh ta tưởng tượng hay mong đợi, mà, trái lại, cô buông dao dĩa trong tay xuống, lấy khăn ăn lau, khóe miệng rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười với Cơ Ôn Thư, cảm ơn sự quan tâm của anh họ. Đương nhiên, việc được gả cho anh ấy là một tin tốt. Tôi vất vả chạy tới chạy lui không phải là để vượt xa những người khác sao? Nếu được gả cho một người đàn ông có thể hỗ trợ cho tôi thì tại sao lại không vui chứ? Nói đến đây, tôi phải cảm ơn mấy bác mấy chú kia, giúp tôi tiết kiệm bao nhiêu sức lực. Hôm nay vừa trở về nên không đến chào hỏi được. Sau khi thu xếp xong, tôi phải đến tận cửa cảm ơn họ. Dáng vẻ thoải mái của Cơ Hương Ngưng khiến Cơ Ôn Thư hừ một tiếng, anh ta không đủ nhẫn nại để diễn cùng Cơ Hương Ngưng, không vui thì cô nói luôn đi, còn nói gì mà đến tận cửa, cảm ơn chú bác, nếu muốn đến thì cũng là đến để khuyên họ bỏ qua cho cô hoặc là để chất vấn hỏi tội. Nhưng cho dù là kiểu nào thì cũng tốn công vô ích. Dòng chính nắm trong tay quyền lực cốt lõi của dòng, họ còn quan tâm đến cảm nhận của một đứa cháu nhánh, phụ hạng tư nhỏ bé như cô sao, nếu không phải là người nhận được sự tiến cử của Cơ Xuyên Hải thì có lẽ họ cũng lười công bố trên cuộc họp hội đồng quản trị mà đưa luôn cô đến nhà họ Lưu cho. Xong chuyện, thấy Cơ Hương Ngưng từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ cam tâm tình nguyện, Cơ Ôn Thư bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nói, nếu em họ Hương Ngưng đã biết điều như thế, thì tôi thật sự muốn xem, vào ngày tổ chức lễ cưới, cô có thể cười vui vẻ đến mức nào. Anh họ yên tâm, tôi nhất định có thể cười từ đầu đến cuối, sẽ vui vẻ hơn bất kỳ người nào. Cơ Hương Ngưng, càng nói thì nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ, ngược lại, Cơ Ôn Thư thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh ta đến để xem trò cười, Cơ Hương Ngưng không vui thì anh ta mới vui, nhưng bây giờ, Cơ Hương Ngưng không hề tỏ vẻ chán, nản thì sao anh ta có thể sung sướng đây, phí công suốt một hồi rồi khiến Cơ Ôn Thư cũng lười. Nói nữa, hừ một tiếng rồi quay đi, Cơ Xuyên Hải hết sức tức giận, ngồi xuống rồi nói, thằng danh, ngày trước sao dám hoành hoang trước mặt, tôi, cậu ta thật sự cho rằng tôi dễ bắt nạt như thế sao? Hoắc Khải mỉm cười và nói, cứ để họ cười trước, người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng, hơn nữa, người xưa đã nói rồi. Trèo càng cao, ngã càng đau, nói hay lắm, một đám ngu ngốc, muốn ngáng chân, chúng ta thật sao, vốn dĩ, tôi cũng không muốn khiến mọi việc đi quá xa, nhưng bây giờ xem ra, nếu không làm đến, cùng, chưa biết chừng bọn họ sẽ lập tức ra tay với tôi cơ. Xuyên Hải hừ lạnh, nói, muốn động vào tôi, nào có dễ, thế, lần này để tôi tìm người, đảm bảo chưa đến 2 ngày, sẽ thông tin vịt ngập trời, nếu muốn hiệu quả tốt hơn chút, tốt nhất ông cũng, nên làm một diễn viên. Hoắc Khải bỗng nhiên nói. Diễn cái gì? Cơ Xuyên Hải không hiểu hỏi. Rất đơn giản, ông cần báo cáo tài chính nửa năm đi, tìm thành viên hội đồng quản trị, ai nắm giữ quyền lực lớn, thì tìm người đó, nói với ông ta tình hình tài chính thật sự, quá tồi tệ, nhất thiết phải chấn chỉnh lại, chỉ cần họ hơi, chần chừ hoặc không đồng ý thì lập tức đập bàn, tóm lại, khiến sự việc ồn ào đến mức càng bế tắc càng tốt. Phải, nói những câu kiểu như, nếu tiếp tục như thế thì nhà họ, Cơ không trụ được nổi nửa tháng, anh thật sự cho rằng, có thể nhanh chóng cầm được tiền của tập đoàn Lưu thị. Sao, tất nhiên, cảnh này phải được ghi lại, còn phải trên, góc độ quay lén mới đem lại tính chân thực, đến lúc đó, dùng một kênh không hút khách lắm để tung ra, tôi tin, rằng, tất cả những người nhìn thấy đều chắc chắn rằng,
nhà họ Cơ đã nghèo kiết xác rồi, đến cả tổng giám đốc tài chính đã nói như vậy thì còn có thể là giả sao? Cơ Xuyên Hải nghe mà sững sờ. Một lát sau, ông ta mới thở dài, nói với Hoắc Khải, bây giờ, bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút may mắn vì lúc đầu đã nghe theo kiến nghị của cậu, kết đồng minh với Hương Ngưng, nếu không, bây giờ tôi có thể sẽ trở thành kẻ thù của hai người. Tên nhóc cậu quá kinh khủng, từng tầng từng lớp, mưu kế chồng chất, nếu trở thành kẻ thù của cậu, sợ là, chết cũng không biết vì sao lại chết. Hoắc Khải bật cười, nói, ông quá coi trọng tôi rồi, có, thể vì tôi đứng ngoài cuộc, nên có thể nhìn rõ thế cục hơn. Mọi người, Cơ Xuyên Hải không hề tin sự khiêm tốn của anh, sự, đáng sợ của người trẻ tuổi này, ông ta đã hiểu được vài phần, nếu làm theo những gì tên nhóc này nói thì nhà họ có, sẽ phải đối mặt với khủng hoảng khó có thể tưởng tượng. Mà ông ta chỉ cần bỏ ra một ít chi phí tung tin tức, cũng không đáng kể, lấy nhỏ đánh lớn, hơn nữa còn tạo nên một kế hoạch hoàn chỉnh chỉ trong một thời gian cực ngắn. Tầm suy nghĩ như vậy khiến Cơ Xuyên Hải cảm thấy sợ hãi không thể nói nên lời. Từ đáy lòng có một giọng nói cho ông ta biết, tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù của người đàn ông này. Cách chương chế tạo hào môn, chương 140, mở cuộc họp gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng, Cơ Bộc Tồn đang rất kinh ngạc ngồi nghe con trai kể lại chuyện vừa xảy ra ở nhà ăn. Ý con là, con bé đó không những không tức giận, mà, ngược lại còn có vẻ rất vui. Cơ Bộc Tồn nghe xong rất ngạc nhiên, nói, chắc là giả vờ đúng không? Con cũng nghĩ là giả vờ. Bình thường con gái gặp phải mấy chuyện này đều sẽ tức giận. Hơn nữa hồi trước, cái tên Cơ Xương Minh kia có từng nói rằng cô ta là một người phụ nữ hiếu thắng, không thể nào chấp nhận chuyện ép hôn, cho nên con thấy chắc là cô ta đang muốn lấy lùi làm tiến, hoặc là gây phiền phức cho chúng ta, hoặc là muốn kiếm được lợi ích nào đó. Cơ Ôn Thư phân tích, một đứa xếp hạng tư nhánh phụ thì có thể gây ra phiền phức gì, còn về việc kiếm lợi, Cơ Bộc Tồn cười lạnh, nói, cả cô ta đi chính là vì bớt một người chia bánh kem, hơn nữa đối với cô ta mà nói thì gả cho công tử nhà họ Lưu chính là chuyện tốt không gì bằng, còn muốn kiếm lợi lộc gì nữa. Còn về phía Cơ Xuyên Hải, con cũng đừng chọc giận ông ta, dù sao lão già đó vẫn còn là giám đốc tài chính, con run xéo lắm cũng quản không cần phải ép ông ta quá, tránh việc trước khi chết còn kéo chúng ta chịu tội cùng. Cơ Hương Ngưng bị gả đi, đồng nghĩa với việc ông ta hai đầu đều giờ, dòng chính không cần mà cũng chẳng còn giá trị lợi dụng đối với nhánh phụ, chẳng có gì phải sợ cả. Cơ Ôn Thư bĩu môi nói tóm lại, đối phó với Cơ Xuyên Hải không phải là chuyện riêng của chúng ta mà là của cả dòng chính, việc gì chúng ta phải ra đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cơ Bộc Tồn vỗ vai anh ta, nói, con vẫn còn trẻ, tránh kiêu ngạo và nóng vội, đừng vội tận hưởng mùi vị chiến thắng. Như thế, Cơ Ôn Thư đương nhiên chẳng thèm để Cơ Xuyên Hải vào mắt, nhưng lại răm rắp nghe lời bố mình. Con biết rồi ạ, Cơ Ôn Thư lên tiếng đáp. Ăn cơm xong, Cơ Xuyên Hải vốn định đưa Cơ Hương Ngưng đi dạo một vòng, tuy rằng cô ấy là người nhà họ Cơ, nhưng lại chỉ là nhánh phụ, bình thường trừ lúc báo cáo hàng năm ra, Cơ bản không có cơ hội đến đây. Nếu sau này đã là người cùng hội cùng thuyền rồi, Cơ Xuyên Hải đương nhiên mong cô ấy làm quen thêm vài người, tìm hiểu thêm về các vấn đề trong gia tộc. Dù gì, sau này mục tiêu cũng là xếp hạng hai, nhưng ông ta vừa bước ra khỏi cửa nhà ăn đã bị người khác ngăn lại. Người cản đường là thư ký của giám đốc nhân sự Cơ Vĩnh Tân, người đàn ông mà dù đeo cặp kính lên cũng không che được vẻ hà khắc này, nói, hội đồng quản trị mở cuộc họp đặc biệt, mời ông và tổng giám đốc Cơ Hương Ngưng đến tham gia. Bây giờ mới có mấy giờ, cơm còn chưa kịp tiêu đã họp, có việc gì mà gấp thế? Cơ Xuyên Hải bất mãn hỏi. Người thư ký kia liếc nhìn Cơ Hương Ngưng một cái rồi trả lời thẳng, phần lớn là việc có liên quan đến tổng giám đốc Cơ. Cơ Xuyên Hải nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi nói, có cần gấp thế không? Đây là mệnh lệnh của hội đồng quản trị, tôi chỉ phụ trách truyền đạt lại thôi. Vị thư ký kia nói. Cơ Xuyên Hải còn định nói gì đó nhưng lại bị Hoắc Khải ở đằng sau kéo lại. Sau khi ông ta quay đầu nhìn thấy ánh mắt của anh thì trầm tư một chút rồi nói với người thư ký, được rồi, tôi biết rồi, đợi một lát tôi sẽ qua ngay. Ánh mắt người thư ký kia có chút kinh ngạc, sau khi nhìn Hoắc Khải một cái thì cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ quay người rời đi. Cái đám người này thật sự không ra làm sao cả, cho dù có muốn hút máu người ta thì cũng không cần rõ ràng như thế chứ, Cơ Xuyên Hải nói. Hoắc Khải cười rồi nói, sớm hay muộn thì cũng phải đến, hơn nữa bọn họ chủ động mời, dù sao cũng có lợi cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng tổng giám đốc Cơ bận rộn cả một năm, thành tích của công ty chi nhánh cũng rất tốt, chắc rằng cũng rất muốn lúc báo cáo có thể tranh thủ kiếm chút lợi về cho công ty, đúng không? Cơ Hương Ngưng là một người phụ nữ thông minh, đương nhiên nghe hiểu được ý của anh, rồi cô cũng nở nụ cười mà nói, đó là điều tất nhiên. Cơ Xuyên Hải cũng không ngốc, biết được rằng hai người muốn thừa cơ kiếm hơi, bèn lắc đầu nói,
Mấy người, đừng lạc quan quá, đám già đó tôi còn lạ gì? Họ muốn kéo, dài thời gian thì có thể kéo đến lúc đầu tóc cậu bạc phơ. Luôn, Hoắc Khải cười, nói, bọn họ có thể cao su, nhưng vẫn, để nằm ở chỗ chúng ta có giám đốc tài chính quyền thế. Nhất nhà họ Cơ mà, chỉ cần ông gật đầu một cái. Chuyện, sau này làm thế nào? Thậm chí là tiền trảm hậu tấu thì họ, cũng làm gì được, lẽ nào sẽ chọn lật mặt với ông vào lúc, này sao? Cơ Xuyên Hải ngây ra mất mấy giây, cười ha hả rồi vỗ, mạnh vào vai Hoắc Khải mấy cái mà nói, tên nhóc cậu, quả nhiên lắm ý kiến hay. Đúng thế, dù thế nào thì tôi, cũng là lãnh đạo cấp cao. Chuyện của công ty chi nhánh ít, nhiều gì tôi cũng phê duyệt được vài phần. Ba người vừa nói chuyện vừa đi tới phòng họp, lúc đến phòng họp, ngoài cửa còn có rất nhiều người, cũng vừa đến, hai bố con Cơ Bộc Tồn và Cơ Ôn Thư chính là một. Trong số đó, hai bố con họ thấy nhóm ba người Cơ Xuyên Hải vừa đi vừa nói cười thì lấy làm lạ, cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị này đột xuất. Mở ra đặc biệt nhằm vào Cơ Hương Ngưng, đúng ra thì, mấy người này phải mặt mũi khó chịu, tức giận, thậm chí, còn phải văng tục mới đúng chứ, tại sao lại cười rực rỡ. Như vậy, kìa, Bộc Tử, nào Hương Ngưng, lại đây chào hỏi chú, tư của cháu đi, Cơ Xuyên Hải mặt mũi vui vẻ gọi, Cơ Hương Ngưng cũng rất nể mặt, bước đến mỉm cười, nói, chào chú Tư, điệu bộ ngoan ngoãn của cô ấy làm Cơ Bộc Tồn có hơi. Ngây ra, quả thật giống với lời con trai lão ta đã nói, mặt, mũi cô tươi cười vui vẻ, hoàn toàn không nhìn sự tức, giận, nếu đây là giả vờ, mấy người này diễn xuất cũng tốt thật, sau một thoáng suy tư, Cơ Bộc Tồn cũng nở nụ cười. Nói, cháu Hương Ngưng đúng là con gái lớn rồi có khác, nhoáng cái đã trở thành cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng trách công tử nhà họ Lưu lại chịu cưới cháu, chỉ, riêng vẻ đẹp này thôi, bày trong nhà đã là phong cảnh rồi. Xuyên Hải, em nói xem có phải không? Cơ Xuyên Hải nghe xong muốn chửi cho một trận, thế, chẳng phải nói Cơ Hương Ngưng là cái bình hoa sao? Thế nhưng biểu hiện của Cơ Hương Ngưng lại rất bình, thản, tiếp tục nở nụ cười nói, chú Tư biết khen thật đấy, cậu chủ nhà họ Lưu có thể để mắt đến cháu cũng, cảm thấy rất vinh hạnh. Dù sao cũng không cần phải tranh, nhau đến ngươi sống ta chết trong dòng họ nữa. Cũng có, thể kiếm được một khoản tiền mà rất nhiều người khác, kiếm cả đời cũng không nổi. Tính ra chuyện này phải cảm, ơn mấy người nhà chú Tư. Sau này cháu gả qua đó rồi các, chú nhớ thường đến chơi. Đừng xa cách quá, từng câu từng chữ này, giọng điệu này, biểu cảm này, khiến trong lòng Cơ Bộc Tồn không hiểu sao thấy bồn, chồn, diễn tốt thế cơ à? Hay là cô ta đã thật sự chấp nhận, cảm thấy gả cho, Lưu Quân Bồi là sự lựa chọn không tồi. Nếu thật sự là lý do phía sau thì tốt, họ cũng đỡ phải, nghĩ cách tăng thêm áp lực nữa. Được, cháu gái nghĩ thông suốt là tốt, đi thôi, vào rồi nói Cơ Bộc Tồn vừa nói vừa mở cửa bước vào. Trước, tuy rằng vẻ mặt gã ta rất nhiệt tình, nhưng lại, chẳng có vẻ gì là muốn đi vào cùng Cơ Hương Ngưng. Cơ Hương Ngưng cũng không để tâm, cùng Cơ Xuyên, Hải bước vào, trong phòng họp rộng rãi đã có không ít người ngồi, rồi, hầu hết đều là lãnh đạo cấp cao, thấp nhất cũng cỡ, giám đốc Cơ Xuyên Hải. Cơ Bộc Tồn, thành viên hội đồng quản trị có mấy người đến, đều là, người thuộc dòng chính, dù sao chuyện Cơ Hương Ngưng gả đi là nỗi nhục đối. Với nhánh phụ, cho nên cuộc họp kiểu này, bọn họ đều, không tham dự, trước khi cuộc họp diễn ra, họ đã xem qua ảnh của Cơ Hương Ngưng, cho nên cũng không cần ai giới thiệu, sau khi ai đã vào chỗ nấy rồi, Cơ xin đi, người ngồi ở, vị trí đầu tiên phía trước bên phải bàn hội nghị cất tiếng. Nói, cháu gái Cơ Hương Ngưng à, cuộc họp ngày hôm, nay nhằm mục đích gì? Chắc cháu cũng đã biết rồi chứ, biết ạ. Cơ Hương Ngưng gật đầu, nếu đã như vậy, chúng ta có gì thì nói thẳng luôn, tập đoàn Lưu, đợi một chút, Cơ Hương Ngưng cắt ngang lời Cơ, xin đi, dù cho người này là nhân vật kỳ cựu trong hội đồng. Quản trị, Cơ Bộc Tồn liếc con mắt sang nhìn, nói, cháu gái, Hương Ngưng này, cho dù cháu có ý kiến gì thì cũng nên, đợi bậc bề trên nói xong đã, cho dù cháu không coi chúng, ta là bề trên thì trong công ty này chúng ta dù sao cũng là cấp trên, chú Tư hiểu nhầm rồi. Chính là bởi vì tôn trọng các bậc bề trên, đồng thời cũng vì suy nghĩ cho công ty cho, nên cháu mới cảm thấy trước khi nói chuyện cá nhân của cháu thì nên báo cáo tốt chuyện công ty đã, dù sao lần này về nhà họ Cơ thì cháu cũng là vì mục đích thăng hạng, đây là việc công ty, đáng lý nên đặt trước việc cá nhân, Cơ Hương Ngưng nói, Cơ Bộc Tồn bị chẹn họng, chỉ đành hừ nhẹ, không nói thêm nữa, con Cơ Cindy vừa bị cắt ngang thì gật gù nói, nếu đã, như vậy thì cháu bắt đầu đi, vâng ạ, với tư cách là tổng giám đốc. Cháu xin phép, được báo cáo công việc trong năm vừa qua của công ty. Trong năm vừa rồi, mục tiêu chiến lược dự định của công ty là nâng cao hiệu suất lên 20, trước mắt mức hoàn, thành đạt, Cơ Hương Ngưng đứng đó cầm lấy bản báo cáo đã, chuẩn bị từ trước, đọc tuần tự từng phần một, cách chương, chế tạo hào môn, chương 141 cô đừng có quá đáng. Góc truyện audio.com, giọng nói không nhanh không chậm, có nghiêm, túc có thả lỏng, vô cùng dễ nghe, thế nhưng người ở hội trường có mấy ai thật sự nghe bài thuyết trình của Cơ Hương Ngưng chứ, cho dù cô có hoàn thành được mục tiêu đã đề ra.
và thành tích của văn phòng chi nhánh có tăng lên, một cách đáng mừng thì sao chứ, chả được mấy hôm nữa mà cô sẽ trở thành vợ của nhà họ Lưu rồi, đọc mấy cái này đâu có ích gì. Cơ Hương ngừng vẫn đọc, còn đọc rất kỹ, cô nói, rất rõ ràng tình huống phát triển hiện tại của văn phòng chi nhánh, cặn kẽ từng chi tiết từ việc to đến việc nhỏ. Trong năm nay, cá nhân tôi vẫn còn thiếu sót trong một số công việc, nhưng về tổng thể, tình hình, kinh doanh của công ty vẫn được coi như là hợp lệ. Lúc này, Cơ Xuyên Hải cũng vỗ tay phối hợp, cười, khà khà, cô khiêm tốn quá đấy, thành tích này không, chỉ là hợp lệ đâu mà còn được gọi là xuất sắc rồi đấy. Năm nay có đến hơn một nửa số văn phòng chi nhánh chịu tổn thất đấy, một đám người có kinh nghiệm còn chưa làm tốt bằng cô gái trẻ như cô đâu kìa. Nghe được lời của Cơ Xuyên Hải, rất nhiều người phải nghiến răng nghiến lợi, bởi con cháu của đám người này đều nắm giữ ít nhất một văn phòng chi nhánh nhưng thành tích lại chẳng đâu vào đâu. Cảm ơn giám đốc tài chính đã có lời khen ạ. Cơ Hương ngừng khách sáo đáp, Cơ xin đi tiếp lời, thành tích của cô rất tốt, văn phòng chi nhánh phát triển rất rõ rệt, hội đồng quản trị cũng rất tán thưởng cô. Cho nên, chúng tôi đã đi, đến một quyết định rằng cho cô và tập đoàn Lưu, thì, xin lỗi, tôi còn chưa nói hết. Cơ Hương ngừng lại, chặn lời của Cơ Cindy, ông già ít nhất 60 tuổi này tỏ vẻ không vui. Năm xưa, bố của Cơ Cindy đi ra nước ngoài và làm, nên sự nghiệp rất lớn. Sau đó, ông cụ trở về và vẫn, luôn là một trụ cột vững chắc của nhà họ Cơ, tư tưởng của ông cụ lại rất khác biệt với nhà họ Cơ, ta có thể nhìn thấy được từ cái tên mà ông cụ đặt cho con trai mình Cindy nghe rất tây chứ không? Giống với những cái tên thuần Hán khác trong gia tộc, vì chịu ảnh hưởng từ bố mình nên Cơ Cindy luôn tự cho bản thân mình là thanh cao, cảm thấy hai bố con nhà mình có học vấn cao nhất, kiến thức rộng rãi nhất trong nhà họ Cơ, nên ngày thường làm chuyện gì cũng đều rất khoa trương, mặc dù lão ta luôn tỏ vẻ bản thân là người rất có tu dưỡng trước mặt người ngoài, nhưng bị ngắt lời hai lần liên tiếp thì lão ta vẫn rất không vui. Cô nói tiếp đi, Cơ Cindy nói. Cơ Hương ngừng gật đầu nói tiếp, nhìn từ thành tích của văn phòng chi nhánh trong năm ngoái thì tình hình tài chính của chúng tôi rất tốt, cho nên tôi quyết định lấy 10% lợi nhuận của năm ngoái để tặng thưởng cho toàn bộ nhân viên. Ngoài ra, tôi lấy ra 20% để thưởng cho các quan chức cấp cao trong văn phòng chi nhánh. Bên cạnh đó, mong rằng gia tộc có thể cung cấp cho tôi một quỹ phát triển với giá trị là 100 triệu, vì chúng tôi định mở rộng kinh doanh nên cần có vốn trợ giúp để đi cạnh tranh thị phần. Và cuối cùng là, cô đùa cái gì vậy? Cơ Bộc Tồn đập bàn. Đanh, giọng nói, lợi nhuận của văn phòng chi nhánh là mấy chục triệu, lấy ra 30% để thưởng cho đám con cháu các cô thì cũng thôi đi, lại còn thưởng cho nhân viên làm gì, mà cho dù muốn thưởng thì cũng không thể phát nhiều như vậy được. Hơn nữa, 100 triệu tiền quỹ phát triển là sao? Cô có đang nằm mơ không thế? Cơ Cindy cũng lắc đầu nói, tổng giám đốc Cơ, suy nghĩ cho công ty vậy là tốt, tôi công nhận, nhưng yêu cầu cô đưa ra thì hơi quá rồi, đừng nói thành tích của văn phòng chi nhánh cô quản lý vẫn chưa đạt cao nhất, cho dù có đứng số 1 trong gia tộc thì cũng không thể đưa ra quỹ 100 triệu được. Tại sao? Có 100 triệu này, tôi tự tin sẽ kiếm về cho công ty 200 triệu vào năm sau. Cơ Hương ngừng đáp, bóc phét thì ai mà chả nói được, quan trọng là sự thật kìa. Cơ Ôn Thư là con trai của Cơ Bộc Tồn, cũng là tuyển thủ cạnh tranh vào hàng ngũ thừa kế thứ nhất năm nay nên anh ta cũng có tư cách tham gia hội nghị lâm thời này. Lúc này, anh ta đã không nhịn được mà phải lên tiếng châm chọc, huống hồ cô cũng sắp thành con dâu của nhà họ Lưu rồi, đòi nhiều tiền thế để đem đi làm đồ cưới à? Hương ngừng à, cô cũng biết đấy, tình hình của gia tộc dạo này không được khả quan cho lắm, 100 triệu tiền quỹ đâu phải muốn lấy là lấy ra được, nếu đưa hết cho cô thì người khác biết làm sao đây, cho nên chuyện này nên bỏ đi thì hơn. Còn về việc cô có đột phá trong công tác thì công ty sẽ thưởng tùy theo tình hình, tôi đề nghị thưởng 2 triệu tiền mặt được chứ? Cơ Cindy nói, vài người trong hội đồng quản trị và tổng thanh tra đều giơ tay lên biểu quyết, nói rằng những người có công ty nên được trọng thưởng, nhìn dáng vẻ của họ thì như kiểu 2 triệu là một ân tình lớn lắm. Cơ Hương ngưng phải quỳ xuống dập đầu cúi lạy và cảm động đến rơi nước mắt mới phải. Lúc này, Cơ Xuyên Hải lên tiếng, tiền quỹ 100 triệu đúng là hơi nhiều, nhưng đưa 35 triệu thì vẫn được mà. Cơ Xuyên Hải, ông nói vớ vẩn cái gì vậy? Cơ Cindy trợn mắt nhìn qua, tôi là giám đốc tài chính của công ty, nên rất rõ tình hình kinh tế của gia tộc, 35 triệu không phải vấn đề gì lớn cả, vả lại, người ta có phải muốn lấy tiền để đút túi đâu, mà là vì cống hiến cho gia tộc đấy, chứ, với những hành động như vậy thì tôi nghĩ là nên ủng hộ. Cơ Xuyên Hải nói, ai mà chẳng biết hai người cùng một ruột rồi, sao hả? Biết Cơ Hương ngưng sắp lấy chồng nên ông cũng muốn kiếm một món để dưỡng già à? Cơ Bộc Tồn không khách khí nói. Cơ Xuyên Hải lườm lão, ông nghĩ tôi bẩn thỉu như ông chắc, ông bảo ai bẩn thỉu, hai người như sắp muốn cãi nhau đến nơi thì một ông lão ngồi ở hàng ghế đầu gõ bàn,
trầm giọng nói, thôi, không cãi nhau nữa, đây là công ty chứ không, phải nhà riêng của hai người đâu, to tiếng như vậy thì, còn ra cái thể thống gì nữa. Người lên tiếng là Cơ Chấn Hùng, chủ tịch hội đồng, quản trị của nhà họ Cơ hiện giờ, cũng là người có quyền uy cao nhất trong dòng chính. Ông ta vừa lên tiếng thì dù là Cơ Bộc Tồn hay Cơ Xuyên Hải cũng đều phải tự bình tĩnh lại mà không dám nói gì. Cơ Chấn Hùng lại nhìn sang Cơ Hương Ngưng rồi nói, cô gái, nếu chúng tôi không đồng ý với những điều kiện đó thì có phải cô sẽ không chịu lấy cậu chủ nhà họ Lưu không? Rõ ràng quá còn gì, cô ta đưa ra điều kiện như vậy là vì muốn ép buộc chúng ta mà. Cơ Ôn Thư cười khẩy, nhưng cô ta cũng không nhìn lại bản thân xem mình là cái thứ gì, có tư cách đặt điều kiện với chúng ta hay không. 100 triệu mà cũng dám nói ra, bản thân cô ta nghĩ mình đáng giá 100 triệu chắc. Cơ Chấn Hùng liếc anh ta nhưng không ngăn cản, vì rất cần có người nói ra những lời khó nghe đó. Cơ Hương Ngưng đứng dậy, bình tĩnh nói, dù các người có không đồng ý thì tôi vẫn sẽ lấy Lưu Quân. Bồi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, lấy con trai của nhà họ, Lưu rất có lợi cho tôi. Nói thật, tôi đã chán cái không khí tranh đấu trong gia tộc này lắm rồi, người người, bép nhau thì có gì hay ho chứ. Nếu lấy được Lưu Quân, bồi, tôi sẽ thành con dâu của tập đoàn Lưu Thị, và có được cuộc sống mà đến 99% phụ nữ trong cái gia tộc này mơ ước, cũng chẳng có ai khi lấy chồng mà giàu được như tôi đâu. Đã vậy thì, hà cớ gì tôi phải từ chối cơ chứ, cho nên tôi rất vui và rất cảm ơn gia tộc đã cho tôi cơ hội này. Còn về điều kiện tôi đưa ra thì đơn giản chỉ vì sự phát triển của công ty chứ chẳng có ý ép buộc các người. Giờ có ai nói không cho tôi lấy Lưu Quân bồi thì tôi sẽ tát người. Đó đây, lời này của Cơ Hương Ngưng khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, cô gái này thật sự muốn lấy Lưu Quân bồi, mặc dù nói việc cho Cơ Hương Ngưng đi lấy chồng là kế hay của dòng chính, nhưng bọn họ muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ và bị dày vò của một kẻ cả gan đi mơ tưởng đến quyền lực của dòng chính cơ. Hiện giờ Cơ Hương Ngưng lại mang dáng vẻ rất muốn lấy Lưu Quân bồi lại khiến bọn họ không vui chút nào. Cơ Chấn Hùng nhìn Cơ Hương Ngưng, không hỏi cô có nói thật lòng hay không, vì cảm xúc của Cơ Hương Ngưng lúc này nhìn không ra một vẻ phản cảm hay bất mãn gì, nhìn cô ấy vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn thà lòng hơn tất cả mọi người ở đây. Được một lúc, Cơ Chấn Hùng nói, tính cách của cô còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi đấy. Đúng là một đứa bé ngoan, vậy đi, tôi lấy danh nghĩa của chủ tịch hội đồng quản trị mà đồng ý với yêu cầu thưởng cho nhân viên và các quan chức cấp cao của công ty. Còn về quỹ phát triển, Cơ Chấn Hùng im lặng một lúc rồi nói, 10 triệu, không thể hơn được nữa đâu, nhưng món tiền này sẽ cho công ty hay là về túi cô thì chúng tôi cũng sẽ không hỏi. Có không ít người ngồi trên bàn họp cảm thấy bất mãn về quyết định của Cơ Chấn Hùng. Tiền của nhà họ, Cơ sao lại có thể đem cho một người phụ nữ sắp trở thành người ngoài được chứ, chẳng thà đưa tiền cho bọn họ còn hơn. Nhưng bọn họ cũng hiểu Cơ Chấn Hùng muốn lợi dụng số tiền này để làm Cơ Hương Ngưng yên lòng, tránh dây dưa thêm chuyện. Dù sao thì đối với bọn họ, số tiền có được khi dùng Cơ Hương Ngưng để đổi lấy từ tập đoàn Lưu Thị mới là quan trọng nhất. Nhưng điều khiến mọi người không thể tưởng tượng được chính là Cơ Hương Ngưng lại nói, 10 triệu không được, tôi chỉ cần 100 triệu. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 142, điều kiện, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cơ Chấn Hùng hơi trầm lại, nói, cô gái, tôi đã khách sáo với cô lắm rồi đấy. Cô đừng tưởng rằng gia tộc cần cô là cô có thể đưa ra mấy cái điều kiện quá đáng như vậy. Tôi không uy hiếp ai cả, mong ông không hiểu lầm. Tôi nói 10 triệu không được là bởi vì tôi đã có kế hoạch phát triển cho công ty rồi, nên cần 100 triệu để mở rộng kinh doanh. 10 triệu không thể đi tranh giành thị phần với ai được. Tôi mà lấy thì gia tộc lại tưởng tôi lợi dụng gia tộc, cho nên nếu ông đồng ý cho tôi 100 triệu thì tôi sẽ cố gắng cho công ty vận hành thật tốt. Nếu ông không đồng ý thì cũng không sao cả, tôi vẫn luôn muốn lấy Lưu Quân bồi. Dù không đưa tiền thì tôi vẫn đồng ý. Nói một câu khó nghe thì hiện giờ tôi đã muốn lấy anh ấy để rời khỏi đây lắm rồi. Cơ Hương Ngưng nói, sắc mặt Cơ Chấn Hùng càng trầm xuống. Ông ta thật sự muốn lấy Cơ Hương Ngưng để đổi lấy dòng tiền của tập đoàn Lưu Thị, nhưng cô ta lại nói muốn rời khỏi đây lắm rồi, đúng là có chút phả mặt. Cơ Bộc Tồn lại càng không nhịn được mà đập bàn, ý cô là gia tộc không tốt hả? Trước giờ gia tộc chưa tệ với cô bao giờ, sao cô ăn nói vô lương tâm vậy hả? Thôi, Cơ Chấn Hùng gõ bàn, đanh giọng nói, ý của Hương Ngưng này đã rất rõ ràng rồi, nếu cô gái này đồng ý lấy chồng thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng 100 triệu này thì thực sự là không được. Hay là thế này, 20 triệu nhé, cô có thể chọn lấy hoặc không lấy. Vậy tôi không lấy nữa, tôi nói rồi, hoặc là 100 triệu, không thì thôi. Cơ Hương Ngưng nói, chuyện chắc nịch, ngoài ra, còn chuyện thứ ba nữa. Tôi mong rằng văn phòng chi nhánh có thể vận hành độc lập, nhất là trụ sở sẽ không nhúng tay vào phòng nhân sự và phòng kế toán của chúng tôi. Như vậy thì, văn phòng chi nhánh sẽ có một thể chế vận hành hoàn thiện hơn, tự do hơn và có lợi cho sự phát triển
của một thị trường cạnh tranh lành mạnh, hoang đường, mọi thứ của văn phòng chỉ nhánh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là tài sản của gia tộc. Cô muốn gia tộc buông tay là điều si tâm, vọng tưởng. Cơ Bộc Tôn cười lạnh, đúng vậy, đã là tài sản của gia tộc thì sao có thể chia ra được chứ, cô đây là muốn ăn cây táo rào cây, sung à, Hương Ngưng, cô yêu cầu hơi quá đáng rồi đó. Từng thành viên trong hội đồng quản trị và tổng giám sát đều lên tiếng biểu thị sự bất mãn với Cơ Hương Ngưng. Cơ Hương Ngưng thì cười lạnh nhạt nói, tôi chỉ đưa ra đề nghị của mình thôi, nếu tôi ở lại tiếp tục vận hành văn phòng chỉ nhánh thì các yêu cầu của tôi phải được thông qua, còn không thì thà tôi về nhà họ lưu hưởng phúc còn hơn. Vẻ mặt Cơ Chấn Hùng dần dần bình tĩnh trở lại, nói, nếu đã vậy thì cô lấy chồng đi, là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Cơ. Câu nói này của ông ta đã tổng kết cho buổi họp ngày hôm nay. Cơ Hương Ngưng không bày tỏ bất cứ ý kiến nào, mà gật đầu ngồi xuống. Thái độ của này của cô ấy khiến tất cả mọi người vừa thả lỏng lại vừa khó chịu, rõ ràng là đã xóa tan cái ước mơ hão huyền của cái đứa thuộc nhánh phụ này đi, và cũng phá vỡ được liên minh giữa dòng chính và nhánh phụ rồi. Tại sao, trong lòng vẫn thấy không thoải mái chứ? Cơ Chấn Hùng không nói nhiều thêm nữa mà chỉ lên tiếng, chuyện đã có quyết định rồi thì cuộc họp lâm thời hôm nay đến đây thôi, tan họp đi, chủ tịch hội đồng quản trị đã nói vậy thì người khác cũng không ý kiến thêm gì nữa. Dù sao người đáng lẽ cần lên tiếng nhất là Cơ Hương Ngưng thì lại đang giữ im lặng, đám người tản ra ai về nhà nấy. Cơ Chấn Hùng thì đặc biệt đi về phía Cơ Hương Ngưng, khi đi qua cô ấy, ông ta dừng lại nói, mong rằng cô thật sự muốn lấy cậu chủ nhà họ Lưu, giống như cô nói vậy, lấy cậu ấy cũng giống như bắt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, tôi cũng thấy vậy, một cơ hội tốt thì phải nắm bắt thôi. Cơ Hương Ngưng mỉm cười nói, Cơ Chấn Hùng cũng không còn gì để nói nữa, bèn đi thẳng. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã đi hết phòng họp lớn, chỉ còn mỗi Cơ Xuyên Hải, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải. Trong suốt cuộc họp, Hoắc Khải không hé răng nửa lời. Cơ Hương Ngưng biểu hiện rất tốt, không cần anh phải giúp đỡ thêm gì nữa, cô đưa ra yêu cầu hay lắm, rất có gan. Cơ Xuyên Hải cười buông lời khen, ông ta biết ẩn tình sau chuyện này cho nên cũng hiểu vì sao Cơ Hương Ngưng lại đưa ra những yêu cầu khiến nhà họ Cơ không thể đáp ứng nổi như vậy. Bọn họ không đồng ý lúc này, đến khi phiền phức kéo tới thì chắc chắn sẽ phải cầu xin Cơ Hương Ngưng để đồng ý, đầu là lời thật lòng mà, có gì đâu chứ. Cơ Hương Ngưng mỉm cười nói, những ý kiến ban nãy của cô ấy không phải là không có chủ đích, mà đó là tình huống tốt nhất mà cô và Hoắc Khải đã quyết định trong lúc bàn về chiến lược phát triển, để văn phòng chi nhánh vận hành độc lập hoàn toàn rồi lấy một số tiền lớn để tấn công thị trường, tranh giành thị phần, rồi để cho địa vị của công ty được tách biệt ra khỏi gia tộc. Đây chính là mục tiêu mà Cơ Hương Ngưng muốn đạt được. Mắt thấy kết quả hoàn toàn nằm trong dự liệu, cả ba người không thấy nhụt chí chút nào. Hay là tôi đem 20 triệu ra trước rồi cho vào tài khoản của công ty luôn? Cơ Xuyên Hải đột nhiên hỏi, lấy 20 triệu này làm gì chứ? Lấy thì phải lấy, 100 triệu, không thì thôi, Cơ Hương Ngưng nói. Cơ Xuyên Hải đắc ý cười, cô đúng là vẫn còn quá trẻ, nếu chủ tịch hội đồng quản trị đã có lời đó thì tôi có thể lấy ra 20 triệu, có lấy hay không thì là tùy cô, với thân phận là giám đốc tài chính, tôi đương nhiên phải thi hành mệnh lệnh của chủ tịch hội đồng quản trị chứ, tôi sẽ đưa cho cô 20 triệu trước, còn sau này họ có đưa cho chúng ta 100 triệu nữa hay không thì đó lại là chuyện của bọn họ. Cơ Hương Ngưng ngẩn ra, sau đó liền hiểu được, ngay Cơ Xuyên Hải đang muốn nhân cơ hội này để lấy 20 triệu, có lẽ lúc ông ta chuyển tiền ra thì thậm chí còn không cần nói với hội đồng quản trị tiếng nào ấy chứ. Đến lúc phiền phức mò tới cửa, Cơ Hương Ngưng sẽ lại đi đòi 100 triệu nữa, nếu nhà họ Cơ đồng ý, và sau chuyện này bọn họ lại phát hiện ra Cơ Xuyên Hải đã lấy thừa ra 20 triệu thì cũng chẳng làm gì được. 20 triệu này là Cơ Chấn Hùng tự mình nói ra là sẽ cho Cơ Hương Ngưng, cho nên họp xong là ông ta sẽ đưa luôn, ai mà biết được Cơ Hương Ngưng và Cơ Xuyên Hải sẽ đòi 100 triệu chứ, không nhân chứng vật chứng, không ai có thể nói được là Cơ Xuyên Hải cố ý làm vậy. Vả lại, nếu có được 100 triệu thì tức là trong chuyện này Cơ Hương Ngưng đã nắm giữ vị trí chủ đạo, nên dù có lấy nhiều hơn 20 triệu thì cũng không ai dám làm gì. Tôi không nói nhiều nữa, cô cứ đi loanh quanh đi, tôi đến phòng kế toán lấy cho xong 20 triệu đã, còn phải tìm người chạy việc nữa, Cơ Xuyên Hải nói, rồi nháy mắt với Cơ Hương Ngưng, sau đó vui vẻ rời đi. Hiện giờ ông ta vô cùng vui vẻ, đám người nhà họ Cơ kia cứ tưởng là bọn họ được lợi, cho rằng mình đã nắm thóp được Cơ Hương Ngưng, nhưng thật ra chính bọn họ lại đang từng bước rơi vào bẫy. Nhiều người như thế, bao gồm cả Cơ Chấn Hùng, còn không nhận ra mùi bẫy, thế mà giám đốc tài chính được cho là cô độc không ai giúp đỡ như ông ta lại biết rõ sự thật. Trong lòng Cơ Xuyên Hải đang có cảm giác rất thành tựu, hay còn gọi là vô cùng đắc ý cho mấy người suốt ngày khoe khoang này, tỏ vẻ mình giỏi này, chờ đến lúc bẫy dập xuống xem bọn họ có
có còn cười được nữa không? Không thể không nói, khi làm việc xấu thì hiệu suất của con người thật sự cao không tưởng. Đến 3 giờ chiều, Cơ Hương Ngưng đã nhận được điện thoại của giám đốc tài chính từ văn phòng chỉ nhánh nói, công ty nhận được 20 triệu từ trụ sở. Sau khi buông điện thoại, Cơ Hương Ngưng nói với Hoắc Khải đang ngồi uống cà phê ở bên cạnh, 20 triệu về tay rồi, chú ba làm việc nhanh tay thật, chẳng trách mà lên được giám đốc tài chính. Hoắc Khải cười nói, Cơ Hương Ngưng không lên tiếng mà chỉ nhìn anh chằm chằm. Hoắc Khải bị cô ấy nhìn đến dựng cả tóc gáy, không nhịn được mà hỏi, cô nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Tôi đang nghĩ xem rốt cuộc anh có phải Lý Phong không. Cơ Hương Ngưng cổ quái nhìn anh, ý cô là sao? Tôi không phải Lý Phong thì là ai được chứ? Đương nhiên anh là Lý Phong, nhưng mỗi lần anh lại giúp tôi tạo nên kỳ tích vào những lúc tôi gặp nguy hiểm nhất. Có mấy lần tôi đều cảm thấy như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên vậy, thật kỳ lạ và mới mẻ. Cơ Hương Ngưng nói. Hoắc Khải không cười nữa, hóa ra là vì cô ấy quá kinh ngạc. Anh lắc đầu nói, cô nghĩ nhiều rồi, thật ra không phải là tôi có nhiều cách mà là vì các cô ở trong cuộc có góc nhìn khác với tôi là người ngoài, vậy mới có câu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng đấy. Có lẽ vậy đi, nhưng não anh thật sự hoạt động rất nhanh ấy. Giờ tôi thấy thăng chức anh lên làm trợ lý tổng giám đốc đúng là may mắn của tôi. Cơ Hương Ngưng nói. Hoắc Khải bật cười, đúng là cô rất may mắn. Cái này tôi không có gì để mà khiêm tốn hết. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 143, một con đường, góc truyện audio.com. Thân là ngôi sao hy vọng nổi tiếng nhất của nhà họ Hoắc, lại đi làm trợ lý cho tổng giám đốc của một văn phòng chỉ nhánh chỉ có tổng tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ, chuyện này mà để cho người khác biết được, sợ rằng ngay cả cằm cũng rơi xuống đất. Cơ Hương Ngưng không nhịn được phải liếc anh một cái, khen anh một tiếng, anh lại tự cho là thật, nhưng nói như vậy, chú ba của cô có thể tùy ý thừa cơ hội cấp cho cô 20 triệu. Cũng có thể, thấy nhà họ Cơ quả thật đã đi đến bước đường nguy cấp rồi, giám đốc tài chính không cần thông qua ban giám đốc mà đã trực tiếp xác nhận số tiền lớn như vậy, không phải là có hơi đáng sợ hay sao? Điều này cho thấy sức mạnh của ông ta đã lớn đến mức gần như có thể một tay che trời. Hoắc Khải nói, điều này vốn cũng là điều bình thường trong nhà họ Cơ, mọi người đều muốn tận dụng cơ hội để kiếm chắc tiền bạc, vì vậy họ cũng sẽ không tự nhiên đi hạn chế quyền hạn của người khác, bởi vì hạn chế người khác cũng như tự gông cùng chính mình lại. Cơ Hương Ngưng thở dài, làm sao cô ấy có thể không biết tình hình hiện tại của nhà họ Cơ, nhưng dù có biết thì cô ấy cũng không thể làm gì hơn, ngay cả chuyện của văn phòng chỉ nhánh còn chưa giải quyết được, cô ấy đâu còn dư thừa tỉnh lực cùng vốn liếng để quản tiếp những chuyện khác. Trước kia không thể, không có nghĩa là sau này cũng không thể. Hoắc Khải nói. Cơ Hương Ngưng quay đầu nhìn anh, ý của anh là gì? Hoắc Khải nhìn cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng, đồng thời còn mang theo một chút mê hoặc khó tả. Chẳng lẽ cô không muốn trở thành người như Cơ Chấn Hùng, khôi phục lại uy danh của nhà họ Cơ, thay đổi tất cả những chuyện không hợp lý hợp tình này sao? Cơ Hương Ngưng mở to mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng chấn động, anh đang đùa phải không? Từ trước đến nay, Cơ Hương Ngưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể trở thành chủ tịch, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Cơ. Từ trước đến nay chỉ có người trong dòng chính đảm nhiệm, người trong nhánh phụ nhiều nhất cũng chỉ làm đến vị trí giám đốc, sau đó nắm giữ 30 số ghế của hội đồng quản trị. Chủ tịch, hai chữ này rất dễ viết, nhưng chúng dường như không tồn tại trong từ điển cuộc sống của cô ấy. Bây giờ Hoắc Khải lại đang hỏi cô ấy có muốn trở thành một người như Cơ Chấn Hùng hay không. Trong lòng Cơ Hương Ngưng như đang nổi lên sóng gió kinh hoàng, nếu như bản thân cô không có lý tưởng và hoài bão như vậy thì dĩ nhiên lời vừa rồi của tôi chẳng qua chỉ là nói đùa, nhưng nếu như cô có lý tưởng và hoài bão đó, chuyện tương lai rốt cuộc cũng chỉ là tương lai, sờ không được, nhìn không thấu, nhưng cũng tồn tại vô số khả năng. Hoắc Khải mỉm cười nói. Cơ Hương Ngưng lẳng lặng nhìn anh, người đàn ông trước mắt là người mà cô ấy quen biết đã lâu, thậm chí cô ấy còn biết anh trước cả Ninh Thần, nhưng chưa bao giờ cô ấy cảm thấy anh xa lạ hơn lúc này. Làm sao anh có thể nói đến một sự kiện kinh thiên động địa một cách nhẹ nhàng như vậy, cứ như thể chỉ cần cô ấy đồng ý thì anh có thể làm điều đó lúc nào cũng được. Nếu như là mấy tháng trước nghe được những lời này, Cơ Hương Ngưng chắc chắn sẽ không thèm để ý, mơ mộng hão huyền bốn chữ đó là đủ để diễn tả tất cả. Nhưng bây giờ cô ấy lại đột nhiên phát hiện bản thân mình đã không còn quá kinh ngạc khi nghe loại chuyện bất khả thi này nữa. Mặc dù tim của cô ấy cũng có đập nhanh hơn và cả người cũng đang nóng lên, nhưng thứ mà cô ấy cảm nhận được nhiều nhất lúc này lại chính là sự hưng phấn. Có thể làm được không? Cô ấy không biết, cô ấy chỉ biết rằng khi chuyện này được người đàn ông trước mặt nói ra, trong lòng của cô ấy đã rất dao động. Sau khoảng nửa phút, Cơ Hương Ngưng đột nhiên nói, tham vọng của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh nảy ra ý tưởng này khi anh vẫn còn là một tài xế sao? Tôi bây giờ đột nhiên có chút hoài nghi,
Anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy chỉ vì một ngày. Chính là, ngày anh có thể lật đổ thế lực điều hành nhà họ Cơ. Hiện tại, đẩy con rối của anh lên nắm quyền. Sau đó, chiếm đoạt toàn bộ mọi thứ của nhà họ Cơ. Một người có xuất thân chỉ là tài xế bình thường, có thể sẽ không làm được điều này. Nhưng còn Hoắc, Khải, Cơ Hương Ngưng không thể chắc chắn. Bầu không khí nóng như lửa lúc nãy đã nhanh, chóng biến mất. Thay vào đó là một bầu không khí vô cùng lạnh lẽo. Tham vọng của người đàn ông này đã khiến cho cô ấy cảm thấy có chút sợ hãi. Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì? Đừng căng thẳng như vậy. Hoắc Khải lắc đầu, nói, nhà họ Cơ vẫn luôn là nhà họ Cơ. Cho dù cô có trở thành chủ tịch thì cô vẫn là người nhà họ Cơ. Con dối mà cô nói sẽ không bao giờ xuất hiện. Tôi chỉ mong cuộc sống của cô có thể thú vị hơn một chút. Sẽ thật nhàm chán nếu như cô chỉ có toàn quyền kiểm soát một chỉ nhánh công ty. Bởi vì mục tiêu này sẽ không mất nhiều thời gian để chúng ta đạt được. Hơn nữa cuộc đời của cô vẫn còn rất dài. Vẫn còn đến mười mấy năm để tranh đấu trong tương lai. Cô hy vọng cuộc đời của mình sau mười mấy năm nữa vẫn chỉ đang đứng ở vị trí này thôi sao? Đương nhiên không phải, Cơ Hương Ngưng dừng lại sau khi nói được mấy chữ. Cô ấy không muốn dừng lại, nhưng ý tưởng trước đây của cô ấy chỉ là muốn văn phòng chỉ nhánh có thể phát triển tốt hơn. Theo một ý nghĩa nào đó, cho dù văn phòng chỉ nhánh có phát triển tốt đến đâu thì vẫn luôn chỉ là văn phòng chỉ nhánh, và cô ấy sẽ luôn chỉ là tổng giám đốc của một văn phòng chỉ nhánh. Cơ Hương Ngưng ngồi im lặng hồi lâu, nét mặt trông vô cùng phức tạp. Những lời nói của Hoắc Khải khiến cho cô ấy thấy được những thiếu sót của bản thân. Liệu những tiến bộ trong thời gian qua có khiến cho cô ấy cảm thấy tự mãn? Liệu cô ấy có đánh mất trái tim nhiệt huyết dám nghĩ dám làm của mình trong tương lai hay không? Nhưng vị trí chủ tịch thì thật là một vị trí xa xôi, dường như không thể tiếp cận. Cô ấy bây giờ chỉ đang nằm ở hàng thừa kế thứ tư, là một đứa trẻ thuộc nhánh phụ. Cô ấy thật sự có thể ngồi vào vị trí đó sao? Từ từ ngẩng đầu lên, Cơ Hương Ngưng nhìn về phía Hoắc Khải và nói, nếu anh muốn trả đũa tôi, đây không phải là cách tốt nhất, bởi vì tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy, tại sao tôi phải trả đũa cô. Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, rồi còn thăng chức và tăng lương, chẳng lẽ cô không hiểu đạo lý mang ơn phải trả sao? Bởi vì, Cơ Hương Ngưng lại dừng lại, có một số điều cô ấy vẫn chưa thể nói, lại kiêng dè quá nhiều thứ. Hơn nữa, biểu cảm và giọng điệu của Hoắc Khải, tất cả đều rất chân thành, khiến cho cô ấy vô cùng bối rối, là do cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều, hay là do cô ấy đã quá đơn giản. Tuy nhiên, khát vọng muốn trở thành chủ tịch đang từng bước ăn mòn trái tim của cô ấy. Đây là mục tiêu cuối cùng của tất cả con cháu trong gia đình. Cho dù con cháu ở nhánh phụ biết mình không thể làm được thì cũng không thể ngăn cản được mục tiêu này trở thành một trong những ước mơ của chúng. Anh muốn làm gì? Cơ Hương Ngưng hỏi. Nụ cười trên gương mặt Hoắc Khải càng lúc càng sáng lên. Anh nói, hiện tại thì chưa cần làm gì. Chúng ta chỉ cần làm tốt những việc trước mắt, chỉ cần đi từng bước một. Cơ Hương Ngưng cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Muốn trở thành chủ tịch không phải là điều dễ dàng, phải liên quan đến đủ mọi loại người và đủ mọi sự việc khác nhau. Suy cho cùng, nhà họ Cơ bây giờ dù cho có hỗn loạn đến đâu thì vẫn luôn là một gia tộc lớn với tài sản hàng tỷ đồng. Nhìn nụ cười càng lúc càng sáng lên trên gương mặt của Hoắc Khải, Cơ Hương Ngưng đột nhiên hỏi, nếu vừa nãy tôi nói là không muốn, vậy anh có rời khỏi đây không? Khi hỏi xong câu này, Cơ Hương Ngưng bất giác cảm thấy trong lòng nảy sinh một tia hoảng sợ, nghĩ rằng người đàn ông này có thể rời đi. Tự nhiên cô ấy lại cảm thấy khó thở. Cô ấy đã quen với sự tồn tại của Hoắc Khải, ngay cả trong những lúc khủng hoảng nhất, anh cũng đã đến để giúp cô ấy giải quyết nó. Nếu không có người đàn ông này, liệu tình hình của cô có còn như cá gặp nước ở trong gia đình như bây giờ hay không? Câu trả lời chắc là không. Mưu lực của Hoắc Khải không biết là đã cao hơn cô ấy biết bao nhiêu bậc. So với người đàn ông này, cô ấy chỉ giống như hạt bụi trên mặt đất mà thôi. Cơ Xương Minh và Cơ Xuyên Hải, những người muốn chèn ép cô ấy đến tận cùng, giờ đã trở thành đồng minh của cô ấy chỉ vì một vài lời nói. Trước đây, dù có quỳ xuống van xin thì cũng không có chuyện Cơ Xuyên Hải qua mặt nhà họ Cơ để đưa thẳng cho cô 20 triệu, càng nghĩ về điều đó, thì ngoài sự hoảng sợ, trong lòng của Cơ Hương Ngưng còn cảm thấy tự ti. Ở trước mặt anh, cô ấy thật tự ti làm sao? Cơ Hương Ngưng cũng tự cảm thấy hơi nực cười, dù gì thì cô ấy cũng không cần có cảm xúc như vậy. Dù sao anh ta cũng là một. Lúc này, Hoắc Khải mới cười nói, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng không nói nếu cô không muốn thì liền rời đi, dù sao bây giờ tôi cũng là trợ lý của tổng giám đốc, được làm một công việc trí thức lương cao. Như vậy, việc cô phải làm bây giờ là củng cố lòng tin của mình, việc còn lại tôi sẽ giúp cô đạt được nó từng bước. Câu trả lời khẳng định của Hoắc Khải không làm cho Cơ Hương Ngưng tin tưởng lắm. Cô càng ngày càng cảm thấy mình không hiểu rõ về người đàn ông này, những lời mà anh nói có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Chỉ cần nghe là hiểu. Nếu như cô ấy kiên quyết phủ nhận khả năng trở thành chủ tịch của bản thân, có lẽ đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ.
bây giờ lại nói không có ý như vậy. Đơn giản là, muốn an ủi cô ấy một chút. Tham vọng của anh quá lớn khiến cho tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng việc giúp tôi kiểm soát nhà họ Cơ không phải là mục tiêu cuối cùng của anh. Cơ Hương ngưng nhìn chằm chằm vào Hoắc Khải, như muốn nhìn thấu trái tim anh. Hoắc Khải vẫn cười, thoải mái nói, đâu có phức tạp như cô nghĩ, tôi chỉ muốn làm trợ lý cho chủ tịch. Thôi, tham vọng này có tính là quá lớn không? Hoắc Khải đã không muốn thừa nhận. Cơ Hương, ngưng biết mình có nói thêm thì cũng vô ích. Một lúc sau, cô ấy gật đầu nói, vậy tôi sẽ nghe, theo lời anh, chính một câu nói đơn giản như vậy đã quyết định con đường mà họ sẽ đi trong tương lai. Một con đường đầy gian nan và chông gai mà chưa một ai từng bước qua. Trên con đường này, chỉ có bọn họ đồng hành, cùng nhau, cho dù có người khác bên cạnh cũng vẫn sẽ cảm thấy cô độc, bởi vì không thể nào tồn tại quá nhiều đồng minh, ngay cả những người sẵn sàng giúp đỡ họ bây giờ, cũng có thể trở thành kẻ thù vào phút cuối. Vào ngày cuối cùng, sẽ có vô số cuộc tranh đấu, mà tất cả đều có thể được nhìn thấy trước. Nhưng khi anh nói ra điều này, nỗi sợ hãi của Cơ Hương ngưng đã biến mất. Cô ấy cũng là một người phụ nữ rất tham vọng, bây giờ đã đưa ra quyết định này, không còn điều gì phải suy nghĩ nữa, vì vậy cô ấy sẽ chỉ nỗ lực để tiến về phía trước. Không chắc cô ấy sẽ có thể đi đến tận cùng, nhưng khi về già, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy tự hào khi nghĩ đến quyết định mà mình đã đưa ra ngày hôm nay. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 144, Lưu Quân Bồi, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa đến 7 giờ thì, Cơ Hương ngưng đã bị đánh thức, nhìn thấy một nhóm người mang theo quần áo và mỹ phẩm xông vào nhà. Cơ Hương ngưng rất khó chịu hỏi, các người đang làm cái gì vậy? Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục bước tới và mỉm cười nói, chào buổi sáng, cô Hương, ngưng, chủ tịch đã ra lệnh, hôm nay cậu Lưu Quân Bồi sẽ đến làm khách ở công ty, hy vọng cô có thể sửa soạn ăn mặc xinh đẹp một chút để đến gặp cậu. Lưu, gần như toàn bộ chiếc giường của cô ấy đang được lấp đầy bởi ít nhất 100 bộ quần áo, cộng với ít nhất 5 chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, đứng xung quanh, đây mà gọi là sửa soạn một chút, thôi sao? Cơ Hương ngưng không tức giận nữa, chỉ lạnh, nhạt nói, tôi biết rồi, cứ bảo bọn họ đi ra ngoài đi, tự mình tôi trang điểm là được, đây đều là những chuyên gia trang điểm được trả rất nhiều tiền để mời về, rất nhiều ngôi sao hạng A, đều được họ phục vụ, và đây là lệnh của chủ tịch, chuyện này nếu từ chối, tôi e rằng sẽ không hay, người đàn ông trung niên nói, gương mặt của ông ta thì đang nở nụ cười. Nhưng, trong lời nói của ông ta lại sặc mùi đe dọa, Cơ Hương ngưng nhìn ông ta chằm chằm trong vài giây, cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, con đường phía trước còn dài. Không cần thiết, phải khiến mọi chuyện trở nên phức tạp khi vừa mới bắt đầu, hơn nữa ở trong kế hoạch này, cuộc gặp với Lưu Quân Bồi cũng là một phần rất quan trọng. Sau 2 tiếng đồng hồ loay hoay, cuối cùng Cơ Hương ngưng cũng đã được nhóm người này sửa soạn cho xong, thật hoàn hảo, tôi tin rằng bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng sẽ nổi lên ham muốn chinh phục, người đàn ông trung niên nói với vẻ hài lòng, nhìn mình trong gương, Cơ Hương ngưng cũng phải thừa nhận rằng những chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp này quả thật là có bàn tay vàng. Khi cô ấy rời khỏi phòng, Hoắc Khải đã đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Cơ Hương ngưng, Hoắc Khải đã cảm thấy hơi sửng sốt. Cơ Hương ngưng đúng là cũng hay trang điểm, nhưng cô ấy không thích trang điểm đậm, thường chỉ tô son môi và thỉnh thoảng đánh phấn mắt, thậm chí kem nền cô ấy còn lười đánh, nhưng bây giờ lớp nền tinh tế giúp tôn lên làn da vốn đã rất đẹp của cô ấy, ngay cả lỗ chân lông cũng gần như là không nhìn thấy, phấn mắt rất nhẹ nhưng lại có kết cấu hợp lý, và lớp phấn phủ bóng khiến cho sống mũi vốn đã rất cao của cô ấy trở nên thẳng như sườn núi. Tổng thể lớp trang điểm này hoàn toàn phù hợp với khí chất lạnh lùng cao ngạo của Cơ Hương ngưng, chuyên gia trang điểm dường như đã phối hợp rất tốt với khí chất cá nhân của cô ấy, đem sự lạnh lùng cao ngạo của cô ấy phô diễn hết ra bên ngoài. Hoắc Khải đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ, cũng có rất nhiều người trong số họ có tính cách cao ngạo và lạnh lùng, nhưng rất ít người trong số họ toát ra được khí chất như Cơ Hương ngưng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng đến như vậy, có vẻ như hiệu quả trang điểm lần này không tệ nhỉ? Cơ Hương ngưng nhếch miệng cười hỏi. Cô ấy nhìn thấy vẻ tán thưởng trong mắt của Hoắc Khải, trong lòng không khỏi cảm thấy bồi hồi vui vẻ. Hoắc Khải cũng không giấu giếm, mỉm cười gật đầu nói, thật sự rất tốt, rất hợp với khí chất của cô, cậu chủ nhà họ Lưu nhìn thấy cô chắc chắn sẽ không có ý kiến gì, tất nhiên là bọn đàn ông chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài. Cơ Hương ngưng hừ một tiếng rồi quay đi. Hoắc Khải bật cười, cái gì gọi là chỉ nhìn bề ngoài, chẳng lẽ cô sửa soạn xinh đẹp thế lại không phải là để cho người khác ngắm sao? Bên cạnh đó, cả chỉ số IQ và ngoại hình đều là một trong những khả năng của con người, chỉ cần vận dụng tốt cả hai thì chắc chắn có thể nhận được lợi ích lớn hơn. Sau khi Cơ Hương ngưng trở lại trụ sở công ty, Cơ Xuyên Hải đã đợi cô ấy ở đó rất lâu. Sau khi nhìn thấy Cơ Hương ngưng ở cổng công thì ông ta có hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười và nói, cái tên nhóc Lưu Quân Bồi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như
Vậy, điều này tôi cũng đã sớm nói qua rồi. Tôi không thích việc các người luôn chú trọng đến ngoại hình của phụ nữ, Cơ Hương Ngưng lạnh lùng nói. Cơ Xuyên Hải liếc nhìn Hoắc Khải, hơi nhún vai, sau đó liền mỉm cười nói. Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, Lưu Quân Bồi đang đợi cô trong văn phòng chủ tịch nên chúng ta sẽ đi qua đó. Hơn nữa, những chuyện Tiểu Lý nói đều đã bắt đầu diễn ra, hôm nay chắc cũng sắp có tin tức sơ bộ, có thể phải mất một vài ngày mới có thể cho thấy hiệu quả thật. Sự, không sao, mấy chuyện này chưa cần phải vội, ngày tháng còn dài, Hoắc Khải cười nói. Ba người vừa nói chuyện vừa bước vào thang máy, khi họ đến văn phòng chủ tịch, vừa mở cửa liền nhìn thấy Cơ Bộc Tồn, Cơ Ôn Thư, Cơ Chấn Hùng và những người khác đang ngồi trên ghế sofa. Trên chiếc ghế sofa đơn phía bên kia, có một người đàn ông trẻ tuổi cỡ Cơ Hương Ngưng, một tay cầm ly rượu vang đỏ còn tay kia cầm điếu xì gà. Xem dáng vẻ này của anh ta, cứ như thể mấy người Cơ Chấn Hùng đều là người dưới trướng của anh ta vậy. Chủ tịch, tổng giám đốc Cơ đã tới, Cơ Xuyên Hải nói. Không cần phải nói, tất cả đều quay đầu nhìn sang, đặc biệt là chàng trai trong bộ Âu phục màu mè kia, mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy Cơ Hương Ngưng. Cơ Chấn Hùng đứng dậy và nói với chàng trai đó, lại đây, để tôi giới thiệu mọi người với nhau, đây là cậu Lưu Quân Bồi, con trai của chủ tịch tập đoàn Lưu thì, còn đây là Cơ Hương Ngưng, cô gái tốt nhất trong nhà họ Cơ của chúng tôi, hai người làm quen với nhau nhé. Lưu Quân Bồi nhanh chóng đặt ly rượu vang đỏ trong tay xuống, đứng dậy đi tới, đưa tay về phía Cơ Hương Ngưng cười nói, quả nhiên là nghe danh, không bằng gặp mặt, vẻ đẹp của cô Hương Ngưng, thật khiến cho tôi phải kinh ngạc, trên đời này sao lại có một cô gái xinh đẹp như cô chứ, tôi vốn cũng băn khoăn vì từng tuổi này còn để bố mẹ sắp đặt chuyện cưới xin, nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy rất vui. Mấy người Cơ Chấn Hùng nghe vậy thì ai nấy cũng đều tươi cười, Lưu Quân Bồi có thể hài lòng, bọn họ liền có thể thở phào nhẹ nhõm, mà Cơ Hương Ngưng nghe vậy xong chỉ hận, không thể đá vào mặt tên này một cước. Ban đầu, khi Hoắc Khải và Cơ Xuyên Hải lần lượt khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy chỉ cảm thấy hơi mệt khi nghe, nhưng bây giờ Lưu Quân Bồi cũng đang nói như vậy, cô ấy lại cảm thấy có chút buồn, nôn, điều quan trọng nhất chính là anh chàng này lúc bắt tay rất không đứng đắn, ngón tay cái của anh ta đang quét lên mu bàn tay của Cơ Hương Ngưng, không hề muốn buông ra, cố nén cơn buồn nôn trong lòng, Cơ Hương Ngưng mỉm cười nói, anh Lưu định cứ đứng nói mãi, hay sao? Lưu Quân Bồi bật cười thành tiếng, không tiếp tục lợi dụng bàn tay của cô ấy nữa, liền buông tay ra nói, làm gì có, chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp. Cơ Chấn Hùng bước đến với một nụ cười rồi nói, hay là thôi đi, chuyện mấy người trẻ tuổi gặp mặt trò chuyện, mấy người già như chúng tôi cũng không tiện ở đây làm bóng đèn, bây giờ thay mặt nhà họ Cơ, Cơ Hương Ngưng sẽ chịu trách nhiệm tiếp đãi cậu Lưu, đây mọi chi phí sẽ do công ty hoàn trả. Xuyên Hải, ông chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính phát sinh, tiếp đãi những vị khách bình thường thì không tốn nhiều tiền, nhưng tiếp đãi những người có phẩm chất cao như Lưu Quân Bồi, tiếp đãi một bữa ăn đáng giá hàng trăm ngàn là chuyện rất bình thường. Cơ Chấn Hùng nói rằng để Cơ Xuyên Hải chịu trách nhiệm các vấn đề tài chính, thật sự là muốn truyền đạt thiện chí của ông ta, miễn là còn đi cùng với Lưu Quân Bồi thì sẽ có quyền quyết định cuối cùng phải chỉ ra bao nhiêu tiền. Cơ Xuyên Hải cười nói, chủ tịch yên tâm, chỉ cần Hương Ngưng lên tiếng thì tôi sẽ mở ví ra ngay. Mấy người theo sau cười lớn, dưới sự thúc giục của bọn họ, Cơ Hương Ngưng và Lưu Quân Bồi rời văn phòng. Đây là lần đầu tiên anh Lưu đến đây phải không? Trước tiên anh có muốn tôi dẫn anh đến một vài địa điểm nổi tiếng hơn không? Hay là anh muốn tìm một chỗ uống cà phê và ăn trưa? Cơ Hương Ngưng hỏi. Từ sau khi Cơ Hương Ngưng bước vào trong văn phòng, ánh mắt của Lưu Quân Bồi đã không hề rời khỏi cô ấy một phút nào, liên tục lướt qua những đường cong quyến rũ, cái nhìn đó như phơi bày toàn bộ ham muốn và lòng tham không thể che giấu, khiến cho Cơ Hương Ngưng chỉ muốn móc mắt của anh ta ra ngay và luôn. Giờ phút này nghe Cơ Hương Ngưng hỏi như vậy, Lưu Quân Bồi liền cười híp mắt nói, cô Hương Ngưng, cũng đừng khách sáo như vậy, anh Lưu cái gì chứ, gọi tên là được rồi, dù sao không bao lâu nữa thì chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng, đi cùng bọn họ còn có Cơ Ôn Thư, cũng lên tiếng, phụ họa theo, đúng vậy, sắp trở thành vợ chồng rồi, còn gọi nhau bằng họ cái gì nữa, tôi cũng muốn nghe, cô có thể trực tiếp gọi một tiếng chồng đấy. Nụ cười của Lưu Quân Bồi càng lúc càng rộng ra, sau khi nghe Cơ Ôn Thư nói, vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương còn là người của nhà họ Cơ, chứ nếu đây là một người phụ nữ bình thường thì đã bị anh ta lợi dụng từ lâu lắm rồi. Tập đoàn Lưu thị không phải chỉ toàn kẻ ngốc, họ biết rằng nhà họ Cơ này vốn dĩ không có ý định hợp tác thực sự, hơn nữa còn nhắm vào tiền của tập đoàn Lưu thị, vì vậy khi liên hôn họ cũng chỉ giới thiệu một đứa con là người kém thành đạt nhất. Lưu Quân Bồi từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, nhờ vào uy thế của bố mình nên xem trời bằng vung, gây ra không biết bao nhiêu thị phi, bất kể là tính cách hay phong thái đều không khác gì Hoắc Đình Viễn. Anh ta đến đây hôm nay vì lệnh bắt buộc từ bố mình và cũng muốn xem thử người vợ tương lai của anh ta sẽ như thế nào.
nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Cơ Hương Ngưng, lúc này, anh ta liền cảm thấy rất vui vẻ, vốn tưởng rằng nhà họ Cơ sẽ đưa đến một người, phụ nữ không ra gì, không ngờ lại là một người đẹp, đến như vậy, khí chất tựa như nữ thần băng giá, đã, khiến ham muốn chinh phục của Liêu Quân Bồi tăng cao. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 145, không hối tiếc, góc truyện audio.com, một người phụ nữ chỉ cần nhìn lướt qua là có thể khiến anh ta cảm thấy lạnh run, thú vị hơn nhiều so với những người phụ nữ chủ động vây quanh khi nhìn thấy anh ta. Hơn nữa, dù cho có lạnh lùng đến đâu, cuối cùng thì, cô ấy cũng phải leo lên giường của anh ta mà thôi. Bởi vì hai người họ là đối tượng liên hôn của nhà họ Cơ. Và tập đoàn Liêu thị, chỉ cần nghĩ đến điều đó là Liêu Quân Bồi đã không thể nhẫn nại nổi, lời nói phụ họa của Cơ Ôn Thư khiến cho Cơ Hương Ngưng phải liếc qua một cái, nhưng cô ấy cũng không nói. Lại anh ta, chỉ nói với Liêu Quân Bồi, vậy thì tôi sẽ gọi anh là Quân Bồi, chúng ta đi ngắm cảnh trước đã. Hay là, đi ngắm cảnh thì có ích lợi gì, chúng ta hãy tìm một nơi để uống cà phê đi. Thật ra tôi rất muốn nói chuyện nhiều hơn với cô Hương Ngưng để làm quen với nhau, điều này sẽ giúp vun đắp mối quan hệ của chúng ta trong tương lai. Cơ Hương Ngưng đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng Cơ Ôn Thư đã nhìn Hoắc Khải và nói, tổng giám đốc của anh muốn đi ăn tối với chồng tương lai của cô ấy, nên chúng ta cũng không cần phải đi theo đâu, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Theo quan điểm của Cơ Ôn Thư, một trợ lý như Hoắc Khải mà có thể nói chuyện trực tiếp với anh ta, coi như là đã được xem trọng lắm rồi. Nếu không phải vì nhìn thấy Liêu Quân Bồi thích Cơ Hương Ngưng như vậy, anh ta thậm chí sẽ không thèm lên tiếng. Tuy nhiên, bất ngờ thay, Hoắc Khải lại không đáp ứng yêu cầu của Cơ Ôn Thư, chỉ nhẹ giọng nói, xin lỗi, tôi không phải trợ lý của anh, tôi chỉ tuân theo chỉ thị của tổng giám đốc Cơ. Liêu Quân Bồi cũng nghe thấy những lời này, quay đầu lại nhìn, sau đó nói với Cơ Hương Ngưng, người trợ lý này của cô đúng là cũng có chút cá tính. Tôi là một người phụ nữ yếu đuối, dễ bị người khác bắt nạt, vì vậy tôi đương nhiên phải tìm một trợ lý có tính cách mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cho bản thân. Cơ Hương Ngưng cười nói, anh họ, tôi đã quen với việc có trợ lý đi theo, nên không cần phiền lòng đến anh. Cô dạy cấp dưới của mình như thế nào vậy hả? Sao lại dám nói chuyện vô lễ với tôi như thế? Cơ Ôn Thư mắng, không cần Cơ Hương Ngưng lên tiếng, Liêu Quân Bồi đã tỏ ra không vui mà nói, người anh em, người ta đã nói là quen có trợ lý đi theo rồi, anh làm gì mà nhiều chuyện như vậy. Cơ Ôn Thư có thể xem thường lời nói của Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải, nhưng lời nói của Liêu Quân Bồi thì chắc chắn không dám không nghe. Người này đối với nhà họ Cơ quan trọng đến mức nào, Cơ Ôn Thư cũng biết rõ. Đừng nghĩ anh ta bình thường làm việc phách lối, chứ thực chất đều có thể phân định được rõ ràng người trước mặt là ai. Trước mặt Cơ Chấn Hùng, ai còn dám hung hăng càn quấy. Trừng mắt nhìn Hoắc Khải, Cơ Ôn Thư nói, vì cậu Liêu đã nói thế rồi nên chuyện này bỏ qua. Liêu Quân Bồi thể diện lên cao, có chút đắc ý nói với Cơ Hương Ngưng, được rồi, chỉ là một chuyện nhỏ, còn có tôi ở đây, đi thôi, chúng ta tìm một nơi để uống trà. Cơ Hương Ngưng không phản đối, ngồi bên cạnh rất ngoan ngoãn để lấy lòng Liêu Quân Bồi. Cơ Ôn Thư cố tình tìm một quán trà cao cấp và có tính riêng tư cao, bên trong có ghế ngồi riêng, ngoài ra còn có các gian phòng nhỏ riêng biệt. Khi bước vào một gian phòng, Liêu Quân Bồi và Cơ Hương Ngưng đi vào trước, sau đó Cơ Ôn Thư liền chặn cửa, cậu Liêu và Hương Ngưng có chuyện riêng muốn nói với nhau, những người khác tự tìm một chỗ uống trà. Hoắc Khải đứng trước mặt anh ta nói, tôi chưa từng nghe tổng giám đốc nói như vậy. Hót con, đừng có mà đi quá xa, anh cho rằng anh đang là nhân vật gì, đây là nhà họ Cơ, còn anh chỉ là một trợ lý, còn không biết điều. Cơ Ôn Thư tức giận nói, liên tục bị tên trợ lý này làm cho mất mặt, thật đúng là không thể chịu nổi. Lần này thì Liêu Quân Bồi không nói một lời nào, anh ta cũng muốn ở một mình với Cơ Hương Ngưng. Cách làm của Cơ Ôn Thư chính là điều mà anh ta muốn, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, anh ta đã sớm không nhịn nổi muốn được tiếp xúc thân mật, mà xung quanh lại có nhiều người, suy nghĩ một chút, động tay động chân cũng không dễ dàng, nhưng nếu như hai người bọn họ đã vào phòng riêng rồi, vừa đóng cửa lại, còn không phải là muốn làm gì cũng được sao? Cho dù cô ấy là người của nhà họ Cơ, nhưng sớm muộn gì cũng phải kết hôn, chẳng lẽ vẫn còn quan tâm đến chuyện này? Kết quả, Cơ Hương Ngưng đã nói nhanh, trợ lý của tôi cũng rất giỏi pha trà, tôi tin rằng Quân Bồi sẽ không để ý nếu như có thêm một người nữa trong phòng uống trà, đúng không? Liêu Quân Bồi giật mình, có để ý hay không sao? Anh ta tất nhiên là để ý rồi, nhưng người đẹp đã lên tiếng, làm sao anh ta có thể từ chối được, không còn cách nào khác, anh ta đành phải cười nói, không ngại, không ngại, uống trà mà, càng nhiều người càng tốt. Hoắc Khải nhìn Cơ Ôn Thư vẫn đang đứng ở cửa, nói, cậu Liêu và tổng giám đốc đã nói rồi, nếu như anh không nghe rõ, tôi có thể thay mặt cô ấy truyền đạt lại. Cơ Ôn Thư tức giận đến run lên, cái tên này thật quá láo xược, thật sự không sợ chết hay sao? Nếu không phải vì Liêu Quân Bồi còn ở đây,
anh ta đã gọi người đến bắt trói và đánh đập Hoắc Khải từ lâu rồi. Cơ Ôn Thư miễn cưỡng rời đi và để cho Hoắc Khải bước vào trong. Cơ Ôn Thư thấy rõ ràng rằng biểu cảm của Lưu Quân Bồi thật sự không được tốt, đặc biệt khi Lưu Quân Bồi nhìn đến Hoắc Khải, anh ta lại càng tỏ ý không vui. Điều này khiến Cơ Ôn Thư biết rằng cậu chủ nhà họ Lưu kia đã không hài lòng với người trợ lý to gan này. Anh ta thầm chế giễu trong lòng rằng cứ đợi đi, đã khiến cho cậu chủ nhà họ Lưu khó chịu, để đến khi anh ta nói lại với công ty xem tên trợ lý đó sẽ tiếp tục hống hách như thế nào. Vì sự tồn tại của Hoắc Khải nên Lưu Quân Bồi không dám làm gì sai trái trong phòng uống trà. Cuối cùng, anh ta thậm chí còn không uống hết một ấm trà thì đã đứng dậy rời khỏi với lý do đói bụng và cần tìm một nơi để ăn. Vào buổi chiều, họ đi đến để ăn tối tại một nhà hàng rất cao cấp. Hoắc Khải đã đi cùng trên suốt quãng đường, không cho Lưu Quân Bồi bất kỳ cơ hội nào để ở một mình với Cơ Hương Ngưng. Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Quân Bồi cũng không muốn làm ra chuyện mất mặt, cho dù trong lòng vô cùng khó chịu với Hoắc Khải thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không khó để trừng phạt một trợ lý nhỏ nhoi. Nhưng, anh ta không muốn làm như vậy ở trước mặt Cơ Hương Ngưng. Vào buổi tối, Lưu Quân Bồi vốn định dụ Cơ Hương Ngưng đi uống rượu ở quán bar, nhưng Cơ Hương Ngưng đã nói rằng cô ấy không khỏe và lấy lý do đó để đẩy anh ta đi. Lưu Quân Bồi không nói gì, ngày hôm sau lại đến mời. Cơ Hương Ngưng thì vẫn thích uống trà hơn, còn Hoắc Khải thì vẫn luôn đòi vào chung với cô ấy. Khi họ đi đến quán bar vào ban đêm, cô ấy lại rời đi với lý do đau bụng. Hết lần này đến lần khác, Lưu Quân Bồi không thể không thấy rằng Cơ Hương Ngưng đang cố tình trốn tránh anh ta. Cô Hương Ngưng, cô đang đùa giỡn với tôi sao? Hôm qua không khỏe, hôm nay đau bụng, ngày mai có bị cảm sốt nhức đầu luôn không? Vẻ mặt của Lưu Quân Bồi tràn đầy khó chịu, và giọng điệu của anh ta không hề lịch sự. Nhưng ngày đầu tiên, Cơ Ôn Thư ở bên cạnh nói, em họ Hương Ngưng à, cậu chủ nhà họ Lưu hai lần mời cô uống rượu cô đều từ chối, có phải là quá đáng lắm không? Nếu thật sự không muốn đi thì cứ nói, tại sao cứ phải vòng vo như thế? Tôi không có nói vòng vo, lại càng không dám đùa giỡn với Quân Bồi. Cơ Hương Ngưng trông có vẻ bực bội, nói với Lưu Quân Bồi, hôm nay tôi thật sự bị đau bụng và tôi không thể uống rượu, hay là ngày mai đi được không? Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau vào tối mai, tôi hứa sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa. Lưu Quân Bồi khịt mũi, vẫn có vẻ khó chịu. Cơ Hương Ngưng nắm lấy cánh tay của anh ta và lắc nó một cách gượng gạo, sau đó nói, đừng tức giận, chúng ta sẽ sớm kết hôn. Trên thực tế, tôi chỉ muốn giải quyết xong nhiều vấn đề ở công ty hơn trước khi kết hôn với anh. Tôi biết rằng sau khi kết hôn với anh, tôi có thể không còn làm việc trong nhà họ Cơ được nữa. Văn phòng chỉ nhánh còn nhiều việc chưa hoàn thành, nếu bây giờ không giải quyết thì sau này sẽ trở thành một đống lộn xộn. Làm ơn đi mà, tối mai sau khi hoàn thành xong công việc tôi sẽ đến với anh ngay lập tức, nhé. Không thể không nói, Cơ Hương Ngưng bình thường là một người đẹp lạnh lùng, bây giờ lại nhõng nhẽo như vậy, đúng là khiến cho người khác không thể không mềm lòng. Lưu Quân Bồi thấy cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ, lại nghe thấy câu sắp thành vợ chồng, thì trong lòng lại càng bồi hồi xao xuyến, sự không vui trước đó biến mất chỉ trong một tích tắc. Anh ta mỉm cười nắm lấy tay Cơ Hương Ngưng, xoa xoa mấy lần, nói, được rồi, vì cô đã nói như vậy thì tôi cũng có thể hiểu được, vậy thì ngày mai tuyệt đối không được nuốt lời nữa, nếu không tôi sẽ tức giận thật đấy. Cơ Ôn Thư luôn theo dõi nhất cử nhất động của Cơ Hương Ngưng, thấy Cơ Hương Ngưng không có ý rút tay về mà vẫn tiếp tục để cho Lưu Quân Bồi lợi dụng, sau đó mỉm cười nói, tôi biết anh là người tốt nhất mà, thật ra thì tôi cũng muốn sớm xử lý xong việc của công ty cả cho anh an tâm. Là một phu nhân giàu có, anh cũng không muốn tôi cứ nghĩ về những điều hối tiếc này mỗi ngày sau khi kết hôn đúng không? Không muốn, tất nhiên là không muốn. Đầu óc của Lưu Quân Bồi gần như đã mụ mị hết cả, còn có thể nói được gì nữa chứ, chỉ cần nói vài lời để Lưu Quân Bồi vui. Cơ Ôn Thư đã đích thân lái xe đưa Lưu Quân Bồi trở về khách sạn. Đứng ở ven đường, Cơ Hương Ngưng vui vẻ vẫy tay. Chào tạm biệt, còn hôn gió một cái. Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên gương mặt của cô ấy nhanh chóng vụt tắt. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 146, điểm báo. gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải biết ý rút giấy ướt ra, Cơ Hương Ngưng cũng rất tự nhiên mà nhận lấy, trà sát mu bàn tay một lúc, lâu rồi lào bào, tẩm thật sự, không biết phải rửa tay bao nhiêu lần mới sạch nữa. Sau khi lau xong, Cơ Hương Ngưng ném giấy ướt vào thùng rác rồi quay lại hỏi, sao, tôi diễn cũng hay phết, đấy chứ hả? Hoắc Khải cười nói, kỹ năng diễn xuất đúng là số một, tôi thấy cô có thể trở thành ảnh hậu đoạt giải Oscar. Đó, tin anh mới lạ. Cơ Hương Ngưng hừ một tiếng rồi hỏi, chú ba giải quyết sao rồi? Chuyện này chắc không kéo dài được lâu đâu. Cái tên Lưu Quân Bồi này cứ nhìn chằm chằm tôi, e là sắp không nhịn được rồi. Nếu mai mà không đồng ý với anh ta thì chắc là sẽ xảy ra chuyện.
ngoài ý muốn mất, ăn cơm uống rượu thì cũng không sao cả, có tôi ở đây thì anh ta cũng không giở trò gì được. Còn những chuyện khác thì vẫn phải cần thêm một chút thời gian. Nữa Hoắc Khải nói, chú ba của cô đã sắp xếp ổn thỏa. Rồi, hôm nay ông ta sẽ quay lại biểu đồ báo cáo tài chính. Như lời tôi nói, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì, video ấy sẽ được phát vào nửa đêm nay cho đến tối mai. Theo tình hình bình thường thì ngày mai sẽ dấy lên được. Một hiệu quả nhất định, tôi đã gọi mấy phóng viên ở tỉnh, khác tới đây rồi, ngày mai lúc ăn cơm cô cứ cố gắng biểu, hiện nhiều hơn nữa để bọn họ chụp hình lại là được. Anh thâm hiểm thật đấy, Cơ Hương ngừng nói, đối phó với bọn lưu manh thì không thể dùng những cách quang minh chính đại được. Hoắc Khải tỏ vẻ không quan tâm nói, thủ đoạn không phân cao quý hay tỉ tiện, quan trọng là dùng nó với kẻ nào. Nói thì nói vậy, nhưng Cơ Hương ngừng rất công nhận, phương pháp này của Hoắc Khải, muốn thành công thoát khỏi khó khăn thì chỉ có thể sử dụng những cách khác biệt, làm những điều khác biệt. Những biểu hiện của cô mấy ngày nay khá tốt, mặc dù cứ đến tối là sẽ từ chối lời mời uống rượu của Lưu Quân Bồi, nhưng cũng không hề khiến nhà họ Cơ nghỉ ngờ. Trong mắt bọn họ, Cơ Hương ngừng nên có tính cách bảo thủ, không muốn làm chuyện đó trước hôn nhân. Hơn nữa, có Cơ Ôn Thư ở bên cạnh trông chừng thì làm sao mà có vấn đề gì được. Đến nửa đêm, giống hệt như những gì Hoắc Khải dự tính, một đoạn video Cơ Xuyên Hải và Cơ Trấn Hùng cãi nhau đã được lén lút tung lên mạng. Ban đầu nó chỉ được phát ở một trang web rất nhỏ. Sau đó đến sáng sớm thì nó mới được chuyển phát lên trang web video clip lớn hơn, mặc dù lượng xem chưa nhiều nhưng lại được phát ra với tốc độ rất ổn định. Đến buổi chiều, khi lượng phát video đã lên đến mấy ngàn thì một bài báo có nội dung nói tình hình tài chính của nhà họ Cơ không khả quan cũng được đăng lên. Đến 6 giờ chiều, Cơ Hương ngừng và Hoắc Khải đi tới khách sạn mà Lưu Quân Bồi ở cùng lúc đó. Cơ Trấn Hùng đang sầm mặt nhìn máy tính trong phòng làm việc, nội dung trong video khiến sắc mặt ông ta đen lại. Khi xem xong video, ông ta chậm rãi quay đầu nhìn thư ký trước mặt, hỏi, là ai đã quay vậy? Chắc là thư ký của giám đốc Xuyên Hải đó ạ. Hôm đó, ngoài chủ tịch, giám đốc Xuyên Hải và tôi ra thì trong phòng làm việc cũng chỉ còn anh ta quay video ở góc đó mà thôi, thư ký đáp lời. Cơ Trấn Hùng đập bàn, nói, đi tìm cậu ta ngay cho tôi, tra rõ xem là ai bắt cậu ta làm vậy. Tôi đã hỏi rồi ạ, hôm nay anh ta không đi làm. Chúng tôi đang liên hệ với anh ta, thư ký do dự hồi lâu rồi lại nói, nhưng hiện giờ quan trọng nhất là để cho phòng quan hệ công chúng ra mặt xóa đoạn video đó đi. Hơn nữa, không chỉ là đoạn video đó, tôi còn đọc được những lời bàn luận của cư dân mạng. Bọn họ nói tình hình tài chính của nhà họ Cơ rất tệ, thậm chí còn phải dựa vào liên hôn để cứu mạng, nếu không thì chưa đến 10 ngày nữa tháng sẽ phải phá sản. Ngay một phút trước, tổng giám đốc của thương mại Quang Hoa đã gọi điện thoại hỏi xem chuyện này có thật không. Mặc dù tôi đã giải thích, ông ấy cũng nói bản thân tin rằng đây chỉ là tin đồn, nhưng đến cuối cùng ông ấy vẫn hỏi rằng khi nào chúng ta mới trả tiền quảng cáo cho bọn họ. Cơ Trấn Hùng nghe vậy thì mặt càng xa sầm lại. Thương mại Quang Hoa là một công ty giàu có hợp tác với bọn họ mấy năm nay, mà quảng cáo của nhà họ Cơ phần lớn đều do công ty này phụ trách, tiền quảng cáo mỗi năm ít nhất cũng là 20 triệu. Với thực lực kinh tế của nhà họ Cơ thì hầu như đều thanh toán tổng thể vào cuối năm. Bây giờ tổng giám đốc Mã của thương mại Quang Hoa lại hỏi chuyện tiền quảng cáo là sao chứ, là bọn họ bắt đầu nghi ngờ thực lực tài chính của nhà họ Cơ rồi. Phải biết rằng, thương mại Quang Hoa không tính là công ty lớn, cũng chỉ thuộc tầm trung trong số các nhà hợp tác với nhà họ Cơ mà thôi. Nhưng công ty cỡ đó mà cũng dám hỏi là khi nào trả tiền thì tức là đã có điểm báo rồi. Cơ Trấn Hùng im lặng một chút rồi ra lệnh, đến phòng quan hệ công chúng, bảo bọn họ xóa toàn bộ các tin tức tiêu cực đi. Ngoài ra, nếu có người hỏi những câu tương tự nữa thì cứ nối máy đến cho tôi sẽ tự mình giải thích. Tôi đã hiểu, thư ký gật đầu. Lúc anh ta định đi ra ngoài thì Cơ Trấn Hùng lại gọi lại, hỏi, cái tên Xuyên Hải đó dạo này có điều gì khác thường không? Cơ Xuyên Hải không phải người lén quay video, nhưng đã là người của phòng kế toán thì chưa chắc đã không có mối liên hệ gì với Cơ Xuyên Hải. Hơn nữa, gần đây lại bắt đầu có tin tức nhà họ Cơ sắp phá sản, thời gian lại rất trùng hợp khiến cho Cơ Trấn Hùng không thể không nghi ngờ. Ông muốn hỏi về phương diện gì ạ? Về mặt công việc thì giám đốc Xuyên Hải không gặp vấn đề gì lớn, còn thôi, phải hay không phải thì cũng mặc kệ đi, chuyện này đang gấp lắm rồi. Cơ Trấn Hùng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, lời đồn thổi thì làm sao có thể làm lung lay gốc rễ được nhà họ Cơ chúng ta chứ. Chuyện nhỏ mà, thôi, bảo phòng quan hệ công chúng làm cho tốt chuyện này vào, xảy ra sai sót thì tôi sẽ tính sổ với họ. Vào khoảng 6 giờ 20 phút, Cơ Hương Ngưng và Lưu Quân Bồi cùng nhau đi vào khách sạn. Cơ Hương Ngưng đến đúng hẹn làm Lưu Quân Bồi rất vui, anh ta không hề để ý có mấy người đang cầm máy ảnh chụp hình ngoài cửa. Mấy người đó nhìn qua thì rất giống khách du lịch bình thường, thỉnh thoảng máy ảnh sẽ bắt góc của hai người rồi
chụp mấy tấm, Hoắc Khải lại nhìn thấy, nên khẽ mỉm cười, cũng không nhắc nhở gì cả, dù sao đó cũng là phóng viên do anh tìm tới, kiếm sống bằng tin tức mà. Sau khi lên xe, nhóm người cùng nhau đến một nhà hàng khá sang trọng, có lẽ là đã quen với việc Hoắc Khải có mặt ở đây nên lần này Cơ Ôn Thư cũng không làu bào bắt anh rời đi để cho hai người kia có không gian riêng nữa. Gọi món, lên rượu, Lưu Quân Bồi đã chờ đến ngứa ngáy chân tay rồi, rượu vừa được đưa lên, anh ta đã tự mình mở ra, không nói không rằng mà rót cho Cơ Hương, ngừng nửa ly, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm với nhau. Nào, cạn ly trước, Lưu Quân Bồi nâng ly lên rồi uống hết, sạch, mà Cơ Hương ngừng thì khó xử nhìn ly rượu, vì đây, là rượu vang nhưng nó có nhiều quá không vậy, Lưu Quân Bồi uống hết, thấy cô vẫn chưa uống thì nói, sao, không lẽ cô gọi tôi đến ăn cơm mà cô lại không? Uống một ngụm rượu nào, Cơ Ôn Thư ngồi bên cạnh cũng phụ họa. Hương, ngưng, anh Lưu đã chờ cô suốt 3 ngày rồi, cô phải nề mặt chứ, Cơ Hương ngưng làm ra bộ dáng do dự, một lúc sau, mới cầm ly lên, nói, tửu lượng của tôi không tốt, uống thì, có thể uống nhưng mà trước đó tôi muốn hỏi anh Lưu một câu, cô nói đi. Lưu Quân Bồi nhìn ly rượu trong tay Cơ Hương ngưng, như kiểu là nhìn thêm một lúc nữa thì rượu sẽ tự động lọt vào trong bụng Cơ Hương ngưng vậy, giọng nói của Cơ Hương ngưng hơi trầm xuống, sau, khi chúng ta kết hôn, bố anh thật sự sẽ trợ giúp nhà họ, Cơ đủ tiền mặt sao? Anh đừng hiểu lầm, tôi là người nhà, họ Cơ, dù biết kết hôn với anh là một chuyện rất may mắn, nhưng tôi vẫn phải lo nghĩ cho gia tộc, tôi còn tưởng là cô hỏi cái gì, hóa ra là chuyện này. Hà, Lưu Quân Bồi cười khà khà, đáp, cô cứ yên tâm đi, bố tôi nói rồi, chỉ cần nhà họ Cơ và tập đoàn Lưu Thị Liên hôn thì sẽ cho nhà các cô ít nhất là 500 triệu tiền. Mặt, sao, xính lễ vậy không ít chứ, Cơ Hương ngưng làm ra vẻ kinh hãi, 500 triệu, sao mà nhiều thế, tôi tưởng chỉ là hợp tác thương mại. Bình thường thôi chứ, sao có thể chứ, 500 triệu này là do nhà họ Cơ, dùng quyền khống chế mấy văn phòng chi nhánh để đổi, lấy mà, bố tôi không làm từ thiện đâu, sao có thể cho, không nhiều tiền vậy được, Lưu Quân Bồi nói, khẽ vuốt, ve bàn tay của Cơ Hương ngưng, nở một nụ cười quỷ dị, dĩ nhiên, nếu như tôi nắm quyền thì nhà họ Cơ các cô, muốn lấy bao nhiêu cũng được, miễn là lấy được cô về, làm vợ thì tiền có là gì chứ, hóa ra là vậy. Cơ Hương ngưng hiểu ra, sau đó rút, hai tay về, cầm ly lên, vậy tôi xin cảm ơn anh Lưu. Cũng, cảm ơn sự giúp đỡ của bố anh, nếu không thì nhà họ Cơ, chúng tôi khó mà qua cửa này được, Lưu Quân Bồi cười xấu xa, xem kìa, cô đừng gọi anh, Lưu nữa, tôi đã bảo rồi, cứ gọi tên tôi đi, dù sao thì chẳng, bao lâu nữa tôi còn sẽ gọi cô là vợ Cơ mà. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 147, ngòi nổ, góc chuyện audio.com, Cơ Ôn Thư ngồi bên nghe vậy thì rất vui vẻ, 500 triệu đó, bây giờ thứ nhà họ Cơ thiếu nhất chính là dòng, tiền, có những món tiền vì nhiều nguyên nhân mà không thể thu hồi về, mà dù có lấy lại được thì cũng sẽ phải phân chia ra cho vô số con cháu, số tiền vào được tài khoản của công ty đã ít lại càng thêm ít, 500 triệu của tập đoàn Lưu Thị đủ để cho nhà họ Cơ chống đỡ được thêm một thời gian dài mà không cần lo về chuồi vốn. Vì vậy, Cơ Ôn Thư vốn đang có ý định nọt Lưu Quân Bồi, bèn cười khà khà nói, theo tôi, hai người đã là vợ chồng rồi thì sao có thể uống rượu kiểu bình thường được, phải uống kiểu giao bôi Cơ. Lưu Quân Bồi cũng hít mắt cười, nhưng vẫn nói, vậy, không hay lắm đâu, sao mà không hay, đằng nào cũng là vợ chồng, uống, rượu giao bôi trước thì có gì mà xấu. Hương ngưng, cô, nói phải không nào, Cơ Ôn Thư hỏi, Cơ Hương ngưng lại nâng ly lên, cười nói, ở nơi công, khai thế này ít nhiều cũng phải chú ý một chút chứ. Vậy, đi, tôi mời Quân Bồi một ly, anh họ cũng mời cùng tôi, được chứ, thái độ của cô tuy khách sáo nhưng lại không hề đi. Theo kịch bản của Cơ Ôn Thư, Cơ Ôn Thư cười như không cười. Nói, đây là chuyện của hai vợ chồng nhà cô, sao tôi có thể chen vào được, chúng tôi vẫn chưa phải vợ chồng mà. Cơ Hương ngừng nói, cô nói xong, Lưu Quân Bồi nghe vậy thì không mấy vui, hai ngày mời cơm đã không mời được rồi, hôm nay, khó khăn lắm mới đến đây mà còn không chịu nể mặt. Uống một ly giao bôi, xem ra cô Hương ngừng vẫn chưa quen nhỉ, Lưu Quân Bồi nói, vậy đi, không uống rượu giao bôi nữa, còn, nhiều cách để diễn tả thái độ thân thiết mà, chỉ cần cô, Hương ngừng ngồi trên đùi tôi và uống hết cốc này thì có giao bôi hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Cơ Hương ngưng nhìn anh ta, nói, nên chờ sau khi kết hôn thì hơn, nơi này là nơi công cộng. Chúng ta, Cơ Hương ngưng, cô đừng có mà quá đáng. Cơ Ôn Thư đột một vỗ bàn đứng dậy, ăn cơm cô không tới, rượu cũng không uống, không nể mặt chút nào hết. Cô, định làm gì vậy hả? Đừng quên, anh Lưu là ân nhân của nhà họ Cơ chúng ta. Sau này cô còn phải làm vợ của anh. Ấy đây, cô ở đây giả vờ làm cái gì hả? Lưu Quân Bồi cũng nhìn Cơ Hương ngưng, hít mắt, nói, cô Hương ngưng thật sự muốn từ chối sao? Chỉ bảo, cô ngồi lên đùi tôi uống một ly thôi mà cũng không chịu nể mặt sao? Tôi xin lỗi, Cơ Hương ngưng từ từ đặt ly rượu xuống.
nói, người tới là khách, tôi tôn trọng anh Lưu thì cũng mong anh Lưu tôn trọng lại tôi. Giọng của cô rất lạnh lùng, ngữ khí khi gần khi xa, khác hẳn ban nãy. Lưu Quân Bồi nghe vậy liền trở nên giận dữ. Hai hôm nay anh ta đã nhịn không nổi nữa rồi. Lúc này Cơ Hương ngưng lại 5 lần 7 lượt nói lời từ chối, không nể mặt anh ta. Giọng anh ta đanh lại, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, cô qua đây ngồi lên đùi tôi. Tính cách của Cơ Hương ngưng vốn không thích nghe lệnh của người khác, huống hồ cô lại rất ghét cái loại không làm mà chỉ thích tiêu hoang như Lưu Quân Bồi. Nếu là thời gian khác thì cô đã đá bay cái tên này đi từ lâu rồi, nhưng cái tên này lại có liên quan đến kế hoạch sau này của cô ấy, nên cô ấy không thể làm căng lên được. Cho nên, Cơ Hương ngừng nhịn xuống sự ghét bỏ, trong lòng mà hòa hoãn nói, anh xem kìa, sao lại tức giận, thế rồi, tôi đã nói tôi sẽ lấy anh mà, sao phải gấp vậy chứ, anh cũng biết gia tộc chúng tôi quản giáo con gái rất nghiêm mà, ở nơi đông người thế này tôi thật sự là không làm được. Dáng vẻ đáng thương của Cơ Hương ngừng không hề làm cho Lưu Quân Bồi hài lòng, anh ta đột một đứng dậy, nắm lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo cô sang bên mình, đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nếu không vì cô xinh đẹp thì cô nghĩ tôi sẽ tốn thời gian với cô chắc, bảo cô uống rượu thôi mà như kiểu tôi bắt cô lên giường với tôi vậy, làm gì cũng không được, để tôi xem hôm nay cô có chịu hay không. Cơ Hương ngừng cũng chưa tính đến trường hợp này, nhưng sự cố bất ngờ khiến cô trở nên hoảng hốt. Thêm nữa, cô còn lo cho kế hoạch phía sau, sợ bản thân phản kháng mãnh liệt quá sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét. Một chút do dự của cô đã khiến cô ngã vào trong lòng Lưu Quân Bồi. Cơ Hương ngừng đơ ra làm Lưu Quân Bồi tưởng là cô ấy đã sợ hãi quyền thế của mình, đến cả Cơ Ôn Thư còn cười ha hả ở bên cạnh xem kịch, không cả có ý định giúp đỡ một người phụ nữ nhánh phụ của nhà họ Cơ thôi mà còn thích giả thanh cao như thế, sớm muộn gì cũng làm vợ nhà người ta rồi mà còn tốn thời gian thế làm gì. Vào lúc này, một bóng người đột nhiên xông tới trước mặt Lưu Quân Bồi và đấm cho anh ta một cú, quả đấm đột một vung tới khiến cho Lưu Quân Bồi kêu la oai oái. Anh ta thả Cơ Hương ngưng ra và không ngừng lui về sau, nếu không vì phía sau còn có ghế thì chắc anh ta sẽ ngã quỳ ra ghế mất. Sắc mặt Cơ Ôn Thư trắng bệnh, anh ta vội vàng hét lên, họ Lý kia, anh điên rồi. Nói xong, Cơ Ôn Thư vội vàng chạy qua đỡ Lưu Quân Bồi dậy, anh Lưu, anh có sao không, anh có bị thương không? Mẹ kiếp, cậu dám đánh tôi, nhà họ Cơ các người giỏi lắm, còn dám đánh cả tôi. Lưu Quân Bồi ôm mặt phẫn nô gào lên. Cơ Ôn Thư nhìn sang Cơ Hương ngưng, không mau qua đây đỡ anh Lưu dậy đi, còn cả anh nữa, mau quỳ xuống xin lỗi đi, nếu không anh sẽ không được chết thoải mái đâu. Sắc mặt của Cơ Hương ngưng cũng không đẹp chút nào, cô ấy không ngờ Hoắc Khải lại đột ngột đánh người như thế, nhìn vết hẳn trên mặt Lưu Quân Bồi thì rõ ràng là anh đã dùng toàn bộ sức lực để đánh, điều này khiến cho cô ấy hơi lo lắng, đồng thời cũng không hiểu, chẳng phải đã nói là định nọt Lưu Quân Bồi để ngụy tạo bằng chứng giả hay sao, giờ lại đánh người thì còn diễn thế nào được nữa. Hoắc Khải khẽ gật đầu với cô, tỏ ý không cần lo, sau đó nhìn sang Lưu Quân Bồi và Cơ Ôn Thư lạnh nhạt nói, đánh cũng đánh rồi, hai người làm gì được tôi, làm gì. Lưu Quân Bồi đẩy Cơ Ôn Thư ra, chỉ vào mặt Hoắc Khải mà mắng, mẹ kiếp, cậu chờ đó cho ông, tôi sẽ nói với bố tôi là không kết hôn nữa, để xem nhà họ Cơ sẽ xử cậu thế nào. Nói rồi, Lưu Quân Bồi định đi ra ngoài, dáng vẻ tức giận của anh ta làm Cơ Ôn Thư sợ chết khiếp. Cơ Ôn Thư vội vàng kéo anh ta lại, anh Lưu, có gì từ từ nói, tên họ Lý kia, mau qua đây, anh dám chửi thêm một câu nữa thì tôi sẽ đánh cả anh đây. Hoắc Khải lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến Cơ Ôn Thư sợ hãi. Sau đó, Hoắc Khải nói tiếp, anh Lưu, anh có lẽ hiểu lầm chuyện này rồi. Hiểu lầm cái khỉ khô gì, đánh rồi còn nói là hiểu lầm, nằm mơ à, tôi sẽ về hủy bỏ hôn lễ, nhà họ Cơ không xử chết cậu thì ông đây sẽ không cho qua đâu. Lưu Quân Bồi mắng, Hoắc Khải vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn lạnh, lùng đáp, tôi nói hiểu lầm là chỉ hôn ước của hai người, chứ không phải chỉ việc tôi đánh anh, cái loại ăn chơi đàn. Đúng như anh ấy, tôi đánh thì cũng đánh rồi, nhưng nếu anh đòi hủy hôn thì e là người đầu tiên không tha cho anh sẽ là bố anh đấy. Lưu Quân Bồi đang định ra khỏi phòng, nghe vậy thì lại dừng lại. Cơ Ôn Thư mặc dù bị ánh mắt của Hoắc Khải dọa cho sợ chết khiếp, không dám mắng nữa, nhưng lại vẫn nói với một giọng điệu rất đáng ghét, đầu anh bị úng nước à, chuyện này rõ ràng là anh sai trước, chủ tịch Lưu sao có thể làm gì anh Lưu được, tuổi trẻ nhà họ Cơ đúng là đáng thất vọng thật, đến cả người trong hàng thừa kế thứ hai mà cũng ngu ngốc như vậy, thật đáng buồn. Hoắc Khải nói làm cho Cơ Ôn Thư giận run người, nếu không phải anh ta cho rằng thân phận của anh ta không hợp để đánh nhau với một tên trợ lý quèn thì có lẽ anh ta đã xông lên từ lâu rồi. Hoắc Khải lười nói với anh ta, mà chỉ quay sang nói với Lưu Quân Bồi, đúng là nhà họ Cơ muốn tiền của tập đoàn Lưu Thị, nhưng tập đoàn Lưu Thị chẳng lẽ lại không muốn dùng mấy văn phòng chỉ nhánh quan trọng của nhà họ Cơ để phát triển kinh doanh chắc, nếu vì việc anh bị
đấm một cái mà hủy bỏ hôn ước, dẫn đến vụ hợp tác trị giá hơn 1 tỷ thất bại thì anh nghĩ chủ tịch Lưu sẽ đánh ai đây? Anh kết hôn với cô ấy chứ không phải tôi, mà người đòi hủy hôn cũng là anh, cho nên anh sẽ là người bị xử đầu tiên. Cậu ngậm máu phun người, rõ là cậu đánh tôi. Trước tôi không phủ nhận, nhưng tôi cũng chỉ tính là ngòi nổ mà thôi, anh mới là thuốc nổ đấy. Trước khi anh trừng phạt tôi thì anh sẽ bị nhận một bài học khó quên đó. Không thì giờ anh gọi cho chủ tịch Lưu hỏi xem, nếu anh không kết hôn thì sẽ có kết cục gì? Hoắc Khải nói, giọng nói bình tĩnh của anh lại khiến cho Lưu Quân Bồi run rẩy. Đừng nhìn cái dáng vẻ khoa trương của anh ta mà lầm tưởng, thật ra chính anh ta rõ hơn ai hết. Trong cuộc giao dịch này, mấy văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ mới là mục tiêu quan trọng nhất. 500 triệu đối với tập đoàn Lưu Thị thì không tính là gì, nhưng nếu có được quyền khống chế mấy văn phòng chi nhánh kia trong tay thì lợi nhuận trong tương lai sẽ lên đến con số hàng tỷ, không nói đến thân phận thằng con trai mất nết như anh ta, dù có đổi lại là chính lão Lưu bị đấm ở đây thì cũng sẽ chẳng dám ý kiến gì. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 148, kẻ lắm lời ăn đòn. Gocchuyenaudio.com, trước khi đến nhà họ Cơ, chủ tịch Lưu đã nói rất kỹ, càng, rất nghiêm túc với Lưu Quân Bồi về chuyện liên quan đến cuộc liên hôn. Cuộc liên hôn này liên quan đến sự phát triển vượt bậc của công ty trong hai thập kỷ tới. Nếu thành công, chúng ta có thể tiến tới mục tiêu 10 tỷ, nếu thất bại, sau này rất có thể bị đào thải trong cuộc cạnh tranh kinh doanh tàn khốc. Ý nghĩa của nó vô cùng quan trọng, cho dù thế nào cũng phải làm cho tốt, nếu xảy ra sai sót thì cho dù con có là con của bố, bố cũng không tha cho con đâu. Dù gì Lưu Quân Bồi cũng là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, biết được tầm quan trọng của sự việc này đến đâu cũng là điều bình thường, nhưng tên trợ lý nhỏ trước mắt này sao lại có thể biết được? Lưu Quân Bồi run rẩy nhìn chằm chằm vào Hoắc Khải, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc và tức giận, nhưng Hoắc Khải dường như lại chẳng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ta mà vẫn thản nhiên nói, đấm anh một cái là để nói cho anh biết, phải tôn trọng bất kỳ người nào mà anh gặp, chưa nói đến bây giờ tổng giám đốc Cơ vẫn chưa gả cho anh, cho dù gả rồi mà anh dám làm gì cô ấy, tôi vẫn sẽ cho anh ăn đấm. Còn về việc hôm nay, chỉ coi như là dạy anh cách làm người, không cần phải cảm ơn. Lưu Quân Bồi tức đến trào máu họng, cậu đánh tôi rồi, còn muốn tôi nói cảm ơn, sao lại mặt dày thế chứ? Sắc mặt Cơ Hương Ngưng nhìn Hoắc Khải có chút kỳ lạ, cuối cùng cô ấy đã hiểu tại sao anh dám ra tay đánh người, hóa ra anh sớm đã nhìn rõ trọng điểm của vấn đề ở đâu rồi. Phản ứng của Lưu Quân Bồi đã chứng tỏ Hoắc Khải nói không hề sai, hai người bề dưới như bọn họ chẳng quan trọng gì. Chuyện liên hôn này, dùng hôn nhân làm cầu nối để hai bên đều đạt được lợi ích lớn hơn mới là trọng điểm. Nếu ai dám cản trở chuyện này thì người đó chính là kẻ địch chung của cả hai nhà. Hoắc Khải đánh Lưu Quân Bồi một đấm, cùng lắm là anh không coi cậu chủ nhà họ Lưu ra gì. Đổi việc anh, cho dù khởi kiện đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì. Nhưng nếu Lưu Quân Bồi muốn hủy bỏ hôn ước, đó mới thật sự là cho cậy bánh xe. Cơ Ôn Thư đang đỡ Lưu Quân Bồi ở bên cạnh giờ cũng ngơ ra, Hoắc Khải nói vậy tức là chuyện này cứ thế coi như bỏ qua sao? Theo lý mà nói, quả thực chỉ có thể bỏ qua, nhưng trong lòng sao lại thấy bức bối không chịu nổi. Nhưng điều làm Cơ Ôn Thư ước đến ói máu lại là cho dù anh ta và Lưu Quân Bồi có tức giận đến thế nào đi chăng nữa cũng không dám nói thêm câu nào. Nếu anh ta dám lằng nhằng, tên khốn kia chắc chắn dám ra tay đánh người. Nếu anh đánh trả, nhỡ Cơ Hương Ngưng mà nổi giận không chịu kết hôn nữa thì sao? Đến lúc đó những người gây chuyện chắc chắn không ai thoát được. Tên trợ lý kia bị phạt như thế nào thì tổn thất cũng không lớn, cùng lắm đổi việc khác. Nhưng một người sếp hạng 2 trong tương lai có khả năng tiến quân lên đến hạng 1 như cậu chủ Cơ Ôn Thư đây, nào có thể giống như anh. Cho nên sau khi Cơ Ôn Thư nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành trầm mặt nói, cho dù có thế nào thì anh cũng đã đánh cậu chủ nhà họ Lưu. Đợi chuyện này xong tôi nhất định sẽ báo lại với công ty. Đừng tưởng cậu chủ Lưu không dám làm gì anh là anh có thể an toàn đâu. Hoắc Khải liếc anh ta rồi cười nhẹ một cái, thái độ bất cần này càng làm Cơ Ôn Thư cảm thấy bị coi thường. Cậu chủ nhà họ Cơ trước giờ chỉ bắt nạt người khác, không cho người khác trả đòn, này giờ đây đang hận Hoắc Khải đến nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Khải không thèm coi nhân vật nhỏ bé như anh ta ra gì, trong lòng anh có lẽ kẻ nắm quyền lực cao nhất nhà họ Cơ như Cơ Trấn Hùng mới coi như có chút địa vị. Dù sao nhà họ Cơ cũng chỉ xếp hạng top 50 các gia tộc trong toàn quốc, so với nhà họ Hoắc còn cách xa vô cùng, chỉ riêng cách biệt về tài sản đã là gấp hàng chục, hàng trăm lần rồi. Nếu tính giá trị tài sản thì Cơ Trấn Hùng ở cấp thành viên ban giám đốc của nhà họ Hoắc là cùng. Lúc này Lưu Quân Bồi rất khó xử, đứng nguyên ở cửa, không biết nên đi hay ở, đi thì đi đâu, ở thì cục tức này phải làm sao. Lúc này Cơ Hương Ngưng đột nhiên mỉm cười, nói, thật ngại quá, tính cách của anh ấy có hơi mạnh mẽ, không chịu được việc tôi bị bắt nạt. Anh Quân Bồi đừng để ý nhé, thực ra anh ấy cũng không cố tình đâu,
thế này, đi, bọn tôi cùng kính anh một ly để tạ tội được không? Nói, thế nào thì sau này chúng ta cũng là vợ chồng rồi. Hay là, anh đi hỏi bố anh xem, nếu ông ấy không có ý kiến gì thì, phần sau chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Đăng ký, song hãng nói tiếp, coi như là tôi nhận lỗi với anh. Lưu Quân Bồi và Cơ Ôn Thư ngạc nhiên, không hề ngờ, đến việc Cơ Hương Ngưng sẽ đột nhiên đề cập đến việc đăng ký kết hôn, vừa mới đánh người ta xong, bây giờ lại vội vã muốn kết hôn. Lưu Quân Bồi bất giác nhìn sang Hoắc Khải. Hoắc Khải hiểu ý Cơ Hương Ngưng, liền nói, lời tổng giám đốc Cơ nói tôi đương nhiên sẽ làm theo, việc lúc nãy là do tôi. Không đúng, Lưu thiếu gia, tôi kính anh một ly. Hoắc Khải vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống một hơi, rồi đặt xuống, dù uống không nhiều nhưng cũng là có ý rồi. Lưu Quân Bồi do dự vài giây, sau lại bị Cơ Hương Ngưng khuyên thêm mấy câu, lúc này mới chậm rãi bước lại, bây giờ anh ta đã không dám đứng quá gần Hoắc Khải, còn cách 4-5 bước đã dừng lại. Cơ Hương Ngưng tự tay rót rượu, mặt mũi vui vẻ tràn đầy hòa khí, mời rượu, thái độ mặt mày tươi tỉnh của cô ấy hoàn toàn không giống Hoắc Khải, làm trong lòng Lưu Quân Bồi cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Lúc Lưu Quân Bồi nhận lấy ly rượu Cơ Hương Ngưng đưa uống một hơi cạn sạch, trong lòng anh ta nghĩ thầm, cứ nhịn cục tức này xuống trước đã, đợi Cơ Hương Ngưng về làm vợ anh ta rồi thì lúc đó giày vò tên trợ lý gan hùm mật báo này sau cũng không muộn. Sự việc vừa xảy ra ban nãy khiến Lưu Quân Bồi chẳng còn tâm trạng nào ăn uống, anh ta uống thêm mấy ly rượu, rồi chẳng đợi món ăn kịp lên đủ đã kiếm cớ chóng mặt đề rời đi. Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đương nhiên không ngăn anh ta lại, Cơ Ôn Thư thì lại đi theo xun xoe, trước khi rời đi còn không quên liếc nhìn Hoắc Khải hăm dọa. Hoắc Khải thấy vậy cũng chỉ cười nhạt, chẳng hề để tâm. Cơ Ôn Thư vừa ra khỏi cửa vội chạy lên đuổi kịp bước chân vội vã của cậu ấm nhà họ Lưu, thấp giọng nói, cậu Lưu, chuyện này anh cứ yên tâm, tên danh kia dám đánh anh, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho đâu, đợi lúc về tôi sẽ, tên khốn nhà anh lắm lời thế nhỉ, không nói gì cũng chẳng ai bảo câm đâu. Đột nhiên Lưu Quân Bồi dừng bước chân, giáng cho Cơ Ôn Thư một bạt tai, bây giờ nói với tôi mấy lời này, sao lúc nãy không đánh hắn một trận đi, chỉ thấy tôi chịu đánh rồi khua môi múa mép thôi à, đồ vô dụng. Cút đi cho tôi, nhìn đã thấy phiền. Cơ Ôn Thư ăn một cái tát ngơ cả người, đợi lúc hoàn hồn lại được thì Lưu Quân Bồi đã đi xa rồi. Trong quán ăn kẻ ra người vào, không ít người đi qua đều tò mò nhìn sang, mặt Cơ Ôn Thư lúc xanh lúc đỏ. Anh ta hằn học chửi rủa mấy câu, không biết là đang nói ai. Trong phòng ăn, Cơ Hương Ngưng nhìn Hoắc Khải đang vô cùng thản nhiên gắp thịt kho tàu, nói, sao anh có thể bình tĩnh thế nhỉ, đó là con trai của chủ tịch tập đoàn Lưu Thị đấy, cho dù anh ta không dám hủy hôn, nhưng chỉnh anh thì vẫn rất dễ dàng. Mưa gió đang ùn ùn kéo đến, một khi bắt đầu, tập đoàn Lưu Thị sẽ lập tức đối mặt với lãnh đạo cấp cao nhà họ Cơ, đến lúc đó một nhân vật nhỏ bé như tôi nào có được họ để ý đến, cho nên chỉ cần Lưu Quân Bồi không lên cơn ngay lúc đó thì chẳng có gì phải lo cả. Hoắc Khải nói, cho nên anh mới chẳng lo lắng gì. Cơ Hương Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, xem ra chú ba nói đúng, đối địch với anh quả thật rất đáng sợ. Khi người khác còn đang mơ màng thì anh hình như đã nắm chắc những điều quan trọng rồi, nào có thần thánh như mọi người nói đâu. Tôi chỉ là có thói quen điều tra trước rồi phán đoán sau cùng mới bắt tay vào làm việc. Hoắc Khải vừa đáp vừa gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Cơ Hương Ngưng, tiếp tục nói, thịt kho tàu ở đây rất ngon, ăn thử xem. Bình thường cô bận như thế càng cần bổ sung chất dinh dưỡng, nếu cô bị người khác bắt nạt tôi còn giúp cô đấm người ta được, chứ nếu mà lăn ra ốm thì tôi cũng bó tay đấy. Cơ Hương Ngưng nhìn miếng thịt kho tàu trong bát, mùi hương thơm nức mũi sộc lên, kích thích sự thèm ăn. Chỉ là, Cơ Hương Ngưng nghĩ đến những lời mà Hoắc Khải vừa nói lúc nãy, trái tim cô không khỏi đập nhanh, cho dù gả rồi mà anh dám làm gì cô ấy, tôi vẫn sẽ cho anh ăn đấm, câu này chỉ là nói bừa thôi sao? Hay là cho dù cô có thành vợ người khác rồi, anh vẫn sẽ bảo vệ mình như vậy? Cảm giác được người khác bảo vệ thật sự rất tốt đẹp, làm Cơ Hương Ngưng dần dần bị chìm đắm vào trong đó. Cô sao thế, mặt cô hình như hơi đỏ. Chắc không phải, thật sự bị ốm đấy chứ? Đột nhiên Hoắc Khải cất tiếng, hỏi, Cơ Hương Ngưng hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn anh mà, nói, anh nói nhiều thật đấy, ăn đi. Hoắc Khải không chấp cô, chỉ cười mà múc cho cô một bát canh sườn. Sự quan tâm của anh làm Cơ Hương Ngưng không khỏi cắn chặt lưỡi của mình, cố gắng giúp mình giữ tỉnh, táo, tuyệt đối không được để tư tưởng này mê hoặc mất. Không nói đến quá khứ của anh, cho dù là bây giờ, anh cũng đã là chồng của Ninh Thần, cho dù nhìn từ phương diện nào. Đây cũng là người, đàn ông phải kính nhi viễn chỉ, công việc là công việc, tuyệt đối không được lẫn lộn với đời sống cá nhân. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 149, trước cơn bão táp, gocchuyenaudio.com. Khoảng 30 phút sau, Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng mới đi ra từ nhà hàng, ở cửa lớn có một người đàn ông đeo ba lô đi tới. Rút một điếu thuốc đưa qua,
hỏi, có lửa không? Không có, Hoắc Khải trả điếu thuốc cho anh ta. Rồi, rời đi với Cơ Hương Ngưng. Cơ Hương Ngưng quay lại nhìn người kia một cái rồi. Hỏi, vừa rồi anh đưa cho anh ta cái gì thế? Một đoạn vi âm, Hoắc Khải nói, Cơ Hương Ngưng ừ một tiếng. Không hỏi nhiều nữa, vì, không hỏi cô cũng biết, chắc có liên quan đến, những việc xảy ra trong phòng bao, còn vi âm đoạn nào, thì cô không rõ. Phía bên kia, sau khi Cơ Ôn Thư quay lại công ty, vốn, muốn tìm bố của anh ta để kể lể nhưng đến rồi mới biết. Cơ Bộc Tồn đã bị gọi đến phòng làm việc của chủ tịch hội. Đồng quản trị nửa ngày rồi, Cơ Ôn Thư lại vội vàng đi đến phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị. Sau khi gõ cửa bước vào, anh ta đã, rất ngạc nhiên vì thấy trong căn phòng này có rất nhiều người, ngoài Cơ Bộc Tồn, còn có giám đốc quan hệ công, chúng Cơ Chí Minh, giám đốc pháp lý và luật sư trưởng, Triệu Phong Côn, ngoài ra còn có vài giám đốc bộ phận, khác ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt trầm ngâm, quá nhiều thành viên cao cấp của dòng họ đều có mặt, khiến Cơ Ôn Thư vội vàng chủ động chào hỏi từng người. Nhưng không ai quan tâm đến anh ta, Cơ Chấn Hùng, nhìn giám đốc pháp lý Cơ Thư Hàng, nghiêm nghị nói, cậu nhất định phải theo sát sự việc lần này, không thể, để xảy ra sai lầm, Cơ Chấn Hùng gật đầu, nói, luật sư Triệu đã thảo một bức gửi cho các trang web video và diễn đàn lớn, yêu cầu, họ lập tức xóa bỏ tất cả những tin nhảm liên quan đến nhà. Họ Cơ, bộ phận quan hệ công chúng cũng đang nỗ lực, giúp đỡ, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Điều tôi cần, không phải là có hiệu quả mà là phải. Triệt để, Cơ Chấn Hùng vẫn chưa nói hết thì thư ký cầm điện. Phải chạy tới, thấp giọng nói, là giám đốc Hoàng của Mỹ Dương Quốc tế, Cơ Chấn Hùng nhận điện thoại, hít sâu thở dài một hơi, cố gắng khiến giọng nói của ông ta có vẻ bình tĩnh và ôn. Hòa, giám đốc Hoàng đấy à, ha ha ha, lâu rồi không thấy, gọi cho tôi, ồ cậu nói việc kia à, không có gì, chỉ là một tên nhóc làm việc không cẩn thận nên bị phạt, cố ý tung, tin đồn nhảm để bôi nhọ thôi, cậu yên tâm, thực lực của, nhà họ Cơ chúng tôi, sao có thể để xảy ra tình trạng đó, chứ, đúng, chỉ là tin đồn thôi, yên tâm đi, ừ tiền hàng à, tôi lập tức bảo bộ phận kế toán kiểm tra rõ, khoản này, có kết quả rồi sẽ lập tức trả lời cậu. Được, cậu yên tâm, mọi thứ đều ổn, sau khi cúp điện thoại, Cơ Chấn Hùng bóp chặt điện, thoại, nhìn dáng vẻ như muốn ném nó xuống đất bất cứ, lúc nào, nhưng cuối cùng, ông ta cũng nhịn được, sau đó hít, sâu thở ra vài lần, Cơ Chấn Hùng nhìn Cơ Bộc Tồn, nói, bây giờ đã có không ít công ty gọi điện thoại cho tôi. Hỏi, tình trạng của công ty, về phần tài chính, tôi sẽ để Cơ, Xuyên Hải xử lý, ông là giám đốc marketing thì phải liên, hệ với những công ty này, nói cho họ hiểu, nhất định phải, khiến họ bình tĩnh lại. Tôi biết rồi, Cơ Bộc Tồn gật đầu rồi do dự một chút. Lại nói, thật ra, sự việc này có rất nhiều điểm đáng nghi, đặc biệt là Cơ Xuyên Hải. Bản thân ông ta là giám đốc tài, chính, không thể không hiểu chút nào về trạng thái tâm lý của nhân viên. Tôi nghi ngờ, sự việc này là do ông ta làm. Trước đây, Cơ Chấn Hùng đã tìm người điều tra người, quay lén video kia, cuối cùng điều tra ra. Tên nhóc kia, mấy ngày trước bị người khác cài bẫy, thua mấy triệu tệ, phải đăng tin bán nhà. Phòng tài chính cũng có người nghe thấy. Cậu ta tìm Cơ Xuyên Hải vay tiền nhưng bị Cơ Xuyên Hải hung hăng trách mắng một trận, hai người đó ồn ào mãi, cuối cùng ra về trong tức tối. Theo cách nói của Cơ Xuyên Hải, khả năng lớn là người đó vì muốn trả thù hoặc có thể muốn dùng video này bán cho báo lá cải để lấy tiền mới gây ra cái việc ăn cháo đá bát này. Cách giải thích của lão rất hợp lý, khiến Cơ Chấn Hùng vì cũng có nghi ngờ nhưng lại không có cách nào khẳng định. Huống hồ nếu nhà họ Cơ xảy ra chuyện thì Cơ Xuyên Hải cũng không có kết cục tốt. Từ trước đến nay, con cháu trong dòng họ đều có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, bình thường đấu đá lẫn nhau một chút cũng không có gì, nhưng thật sự liên quan đến vấn đề lợi ích thì không ai dám làm. Chuyện này không cần nói nữa, chắc ông ta không có gan làm đâu, Cơ Chấn Hùng nói. Nhưng không nhưng nữa, coi như thật sự là ông ta làm thì thế nào? Lẽ nào bây giờ bảo tôi bãi chức của ông ta sao? Trong lúc này mà bãi chức giám đốc tài chính, ông có biết sẽ gây ảnh hưởng gì không? Sắc mặt của Cơ Chấn Hùng càng trở nên u ám, vẻ mặt Cơ Bộc Tồn cứng đờ, cúi đầu không dám ho he. Câu nào, tuy rằng video kia mới chỉ tung ra chưa đến 24 giờ nhưng đã mang đến cho nhà họ Cơ phiền toái cực lớn. Trước mắt đã có ít nhất 15 công ty có quan hệ hợp tác với nhà họ Cơ gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Tuy rằng Cơ Chấn Hùng đã đối phó được nhưng tình hình này khiến trong lòng họ cảm thấy rất bất an, cho nên Cơ Chấn Hùng mới tập trung giám đốc các bộ phận bàn bạc xem có cách nào có thể xử lý khủng hoảng lần này. Lúc này, Cơ Chấn Hùng nhìn Cơ Ôn Thư, hỏi, cậu đến, đây có chuyện gì không? Cơ Ôn Thư do dự một lát, sau đó vẫn nén được sự bực, bội trong lòng, nói, là chuyện liên quan đến Liêu Quân. Bồi, lúc ăn tối, người trợ lý của Cơ Hương Ngưng họ Lý đã đánh Liêu Quân Bồi một trận. Cái gì? Cơ Bộc Tồn trợn trừng mắt, nghiêm giọng nói, sao cậu ta dám, còn con thì làm gì? Tại sao lại để Liêu Quân Bồi bị đánh? Cơ Ôn Thư tỏ vẻ oan uổng,
con cũng không ngờ anh, ta lại ra tay, sau đó vội vàng đến ngăn. Thật ra cũng không, đánh quá mạnh, chỉ một đấm thôi, vớ vẩn, bảo con đi cùng chính là để bảo đảm cậu ấm, nhà họ Lưu không tổn hại một cọng lông, thế mà ngay cả, một trợ lý con cũng không xử lý được, còn Lưu Quân Bồi, đâu, cậu ấy có nói gì không? Cơ Bộc Tổn lại hỏi, cũng không nói gì, Cơ Ôn Thư do dự hồi lâu, cũng, không dám thêm mắm dặm muối, chỉ nói lại một lượt lời, uy hiếp của Hoắc Khải, một đám người nghe xong thì ngây người, chỉ là một, trợ lý nho nhỏ thế mà sau khi đánh cậu ấm nhà họ Lưu, còn làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng từ lời kể của Cơ Ôn Thư có thể thấy, những gì mà trợ lý kia nói cũng đều là sự thật, một số chi nhánh mà tập đoàn Lưu Thị muốn có, đầu, thuộc loại có tiềm năng phát triển lớn, chỉ cần kinh doanh, tốt thì có thể bổ sung vào những lĩnh vực còn thiếu của tập đoàn, vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa tiết kiệm vốn mở rộng, thị trường trước đó, cho nên, đừng nói là Lưu Quân Bồi chỉ bị ăn một quả, đấm, mà cho dù là bị đạp vài cái thì chủ tịch hội đồng quản trị Lưu cũng tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ đó mà hủy hôn ước, vốn dĩ, trong lòng Cơ Chấn Hung rất bực bội, bây giờ, nghe xong chuyện này lại càng tức giận, Cơ Chấn Hung hung dữ nhìn chằm chằm Cơ Ôn Thư, trách mắng, đồ ngu, chuyện nhỏ như thế cũng không, làm được, không có việc gì thì cút đi cho khuất mắt thôi, ở đây còn có chuyên quan trọng hơn cần xử lý. Cơ Tư nghĩ, cách dọn mớ hỗn độn đó đi, so với việc lợi ích của nhà họ Cơ đang bị lung lay thì, việc Lưu Quân Bồi bị đấm một phát, thật sự chỉ là chuyện nhỏ, Cơ Ôn Thư chỉ nghĩ đến đây kiện cáo để dạy cho Hoắc Khải một bài học, nhưng sau khi kể lể xong, thì lại không, nói xử lý Hoắc Khải như thế nào mà trái lại anh ta còn bị mắng cho mát mặt, điều này, khiến Cơ Ôn Thư uất ức, anh ta tức nghẹn, trong ngực, tức đến muốn ói máu, nhà họ Cơ đêm nay, chắc chắn sẽ không thể yên ổn, Cơ Chấn Hung bận rộn đến 10 giờ đêm, vừa nghỉ, ngơi một chút, nằm trên sofa còn chưa kịp nhắm mắt, thì lại bị thư ký gọi, sắc mặt của thư ký rất khó coi, ôm máy tính bảng, nói, chủ tịch, trên mạng lại phát một đoạn ghi âm. Có rất nhiều người nghe, ghi âm gì, Cơ Chấn Hung không hiểu hỏi, thư ký cũng không nói nhiều, mở một trang web tin, tức giải trí của tỉnh khác, nhấn chọn một liên kết tin mới, tiêu đề của bài báo là, bí mật động trời, sự sống chết của nhà họ Cơ phải dựa vào việc bán con cháu, bên trong có kèm theo một chính phát âm thanh, sau, khi ấn nghe, Cơ Chấn Hung nghe thấy giọng nói của Lưu, Quân Bồi, hôm nay coi như là lần đầu tiên chúng ta ăn, cơm, nào, xin cạn trước, sau đó lần lượt Cơ Hương Ngưng và Cơ Ôn Thư lên. Tiếng, sau khi chúng ta kết hôn, bố của anh thật sự sẽ cho, nhà họ Cơ đủ số tiền cần để chèo chống sao, việc này cô cứ yên tâm, bố tôi nói, chỉ cần nhà họ Cơ, và tập đoàn Lưu Thị liên hôn, ít nhất sẽ cho các cô 500 triệu tiền mặt, 500 triệu, sao lại nhiều như vậy, tôi còn cho, rằng chỉ là hợp tác kinh doanh bình thường, sao có thể như vậy, 500 triệu này là do nhà họ, Cơ các cô dùng quyền tiếp quản mấy công ty con để đổi. Lấy, nghe mấy lời này, chân tay của Cơ Chấn Hung dần trở nên lạnh như băng nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Thậm chí, ông ta còn chưa nghe xong đã ngẩng đầu, nhìn thư ký, lớn giọng, nói, còn giữ người ở đấy làm gì, lập tức thông báo cho người của bộ phận quan hệ công. Chúng và bộ phận pháp lý xóa bỏ đoạn ghi âm này đi. Thư ký không dám ngẩng đầu lên, vội vàng mở cửa, phòng làm việc chạy ra ngoài, Cơ Chấn Hung lại nhìn máy tính bảng, càng nghe đoạn, hội thoại kia càng không chịu nổi. Cơ Hương Ngưng, cô đừng quá đáng, cậu Lưu Chính, là người có ơn với nhà họ Cơ chúng ta. Sau này, cô phải, trở thành vợ của cậu ấy, còn ở đấy mà giả vờ cái gì, càng nghe, Cơ Chấn Hung lại càng cảm thấy toàn thân, lạnh toát, ông ta chộp lấy cái điện thoại, gọi cho Cơ Bộc Tồn, lúc này, Cơ Bộc Tồn đang bận rộn liên hệ với những công ty khác, làm yên lòng mấy vị giám đốc, bỗng nhiên, lão ta nhận được điện thoại của Cơ Chấn Hung, sau khi ấn nút nghe điện thoại, ngay lập tức nghe, thấy trong điện thoại vang lên tiếng quát mắng tức giận, cực điểm, Cơ Bộc Tồn, ông thật sự sinh được một thằng, con giỏi đấy, ngay lập tức đưa thằng ngu đó đến phòng làm việc của tôi, cách chương, chế tạo hào môn, chương 150, quá thê thảm, góc chuyện audio.com, cơn giận dữ của Cơ Chấn Hung khiến Cơ Bộc Tồn, sững người, tại sao chủ tịch hội đồng quản trị muốn lão, dẫn theo Cơ Ôn Thư tới, nghe giọng điệu này thì hình như Cơ Ôn Thư gây tai. Họa gì rồi, thoáng trầm ngâm trong giây lát, Cơ Bộc Tồn nói với, thư ký, những người còn lại cậu tự liên hệ đi, tôi còn việc, khác phải làm, thư ký vội vàng gật đầu đồng ý, Cơ Bộc Tồn quên cả áo khoác ngoài, hấp tấp rời phòng làm việc. Lão vừa đi vừa gọi điện thoại cho Cơ Ôn Thư, con, đang ở đâu đấy, lập tức tới cửa phòng làm việc của chủ, tịch rồi đợi bố, hỏi cái gì, bố còn đang định hỏi con đây, ban nãy chẳng hiểu làm sao mà chủ tịch gọi cho bố. Nổi, nóng một chặp, rốt cuộc con gây họa gì làm ông ấy tức, giận như thế, không biết hả, thôi đừng nhiều lời, mau, chóng qua đó đi, đến đấy rồi tính tiếp, ở một đầu khác, sau khi cúp điện thoại, Cơ Ôn Thư có, phần hoảng loạn, tuy không biết tại sao Cơ Chấn Hung muốn tìm anh ta. Vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Nhưng có thể chắc chắn rằng nhất định mình đã gây ra rắc rối gì rồi. Liệu là chuyện gì đây? Cơ Ôn Thư bây giờ quá mờ mịt,
hoàn toàn không nghĩ gì về phía Lưu Quân Bồi, dù sao thì anh ta đã báo cáo chuyện của Lưu Quân Bồi với Cơ Chấn Hung từ trước, cũng bị mắng một trận rồi, cùng một sự việc, chắc không thể mắng hai lần đâu nhỉ. 20 phút sau, Cơ Ôn Thư gặp được Cơ Bộc Tồn, trước cửa phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bế, chỉ kịp nói một chữ đã bị Cơ Bộc Tồn kéo sang một bên, lão thì thầm, bất kể là chuyện gì, lúc nói năng với, Chủ tịch phải chú ý vào, cố gắng đẩy hết trách nhiệm ra. Ngoài, hiểu chưa, Cơ Ôn Thư gật gật đầu, ý bảo đã hiểu, bây giờ nhà họ Cơ đang sức đầu mẻ chán vì tin đồn. Cơ, Chấn Hung đến giờ này vẫn chưa về nhà, chắc hẳn trong, lòng đang tích tụ một cơn giận khủng khiếp, ai dám làm, ông ấy không vui trong lúc này chắc chắn không nhận, được kết cục tốt đẹp, hai bố con cố gắng bình ổn tâm trạng rồi mới gõ cửa. Tiến vào, thấy Cơ Chấn Hung ngồi trên sofa với vẻ mặt u ám. Cơ Bộc Tồn vội vàng nở nụ cười, Chủ tịch, ai lại chọc, giận anh thế, cậu nuôi được đứa con giỏi giang quá Cơ Bộc Tồn, tôi thật sự không thể ngờ rằng con trai cậu có bản lĩnh. Đến vậy, bán tổ tông cầu vinh hoa, thể diện của nhà họ, Cơ bị cậu ta quăng đi hết rồi. Cơ Chấn Hung vừa mở miệng là mắng một trận xối xả. Vuốt mặt không kịp, hai bố con nhà kia vẫn chưa hiểu ra, ông ta tức quá cô lấy tập văn kiện trên bàn đập vào mặt. Cơ Ôn Thư, thằng xúc sinh này, quỳ xuống cho tao. Cơ Ôn Thư hoàn toàn mờ mịt, sắc mặt Cơ Bộc Tồn cũng rất khó coi. Cơ Chấn Hung ụp ngay tội danh lớn như thế này lên đầu con trai lão, phải tiếp lời thế nào đây? Lão chỉ có thể gắng gượng hỏi, Chủ tịch, dù sao anh cũng phải nói rõ ràng ra chứ, chúng tôi cũng đâu biết gì đâu, không biết phải không? Cơ Chấn Hung chỉ vào máy tính bảng đặt trên bàn làm việc, mặt mũi ra sầm như trời, đổ rông, cậu tự qua đấy mà xem cái chuyện tốt mà con trai cậu đã làm. Cơ Bộc Tồn bước tới, vừa bật máy tính bảng lên đã thấy đoạn ghi âm trên màn hình. Sau khi mở ghi âm, nội dung cuộc đối thoại của mấy người trong đó vọng ra, mới nghe được vài câu mà mặt mũi Cơ Bộc Tồn đã xanh lè. Cơ Chấn Hùng ở bên cạnh vẫn không ngừng mắng, chửi, nhà họ Cơ ta tốt xấu gì cũng là gia tộc lâu đời hàng trăm năm lịch sử, muốn gây dựng danh tiếng mới khó chứ, phá hủy nó thì dễ vô cùng, chỉ một câu nói của con trai, cưng nhà cậu đã đạp đổ hoàn toàn bao nhiêu cố gắng hàng chục năm hàng trăm năm của nhà họ Cơ rồi, sau này người ta nhìn thấy nhà họ Cơ sẽ nói thế nào? Nói, chúng ta vì đồng tiền mà bán rẻ phụ nữ. Cơ Ôn Thư nghe xong những nội dung kia mà đờ dẫn. Ai đã ghi âm đoạn đối thoại này, ghi âm từ bao giờ? Cơ Bộc Tồn chưa nghe xong bản ghi âm đã quay đầu nhìn anh ta, mặt mũi lão tái mét làm hai chân của Cơ Ôn Thư nhũn ra, anh ta đang định nói gì đó thì Cơ Bộc Tồn đã giơ chân đạp ngay vào bụng, sau đó xông tới tắt hết bên phải tới bên trái, cứ bốp bốp liên hồi. Cái thằng nhãi danh này, ai bảo mày nói những thứ ấy, mày có biết mày đang nói gì không? Cậu chủ Lưu, Lưu cái, con me mày, Lưu Quân Bồi chỉ là một thằng khốn nạn đéo được tích sự gì mà mày phải nâng khăn sửa túi cho hắn, còn để người ta thu âm vào. Tao đánh chết mày. Cơ Bộc Tồn đã tức đến mức phì khói ra đằng mũi. Nội dung của đoạn ghi âm kia, nếu nói nhẹ nhàng thì con trai lão nịnh bợ người ta quá đà, nếu nói nặng lời hơn thì chẳng khác nào đưa phụ nữ của nhà họ Cơ lên giường người khác, đã vậy còn phải mỉm cười lấy lòng. Cơ Ôn Thư có thể quăng sạch thể diện đi như vậy chứ? Cơ Bộc Tồn không làm nổi, nhà họ Cơ càng không thể làm nổi. Quan trọng nhất bây giờ là lúc nào chứ? Là khi tin đồn đang nổi lên khắp nơi và vô số người hoài nghi phải chăng nhà họ Cơ sắp phá sản rồi. Bên này chưa xong việc bác bỏ tin đồn, anh ta thêm một bản ghi âm nữa, chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa à? Cơ Ôn Thư bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, chỉ có thể ôm đầu nằm trên nền đất, không dám trốn tránh. Anh ta đã nhìn ra được chuyện này khiến đám đông rất phẫn nộ, nếu không ăn đòn vài trận thì đừng nói đến việc Cơ Chấn Hung có tha cho anh ta hay không, cả nhà họ Cơ cũng không tha cho mình, tốt xấu gì cũng là cá nhân xuất sắc trong hạng hai của gia tộc. Cơ Ôn Thư vẫn có thể phán đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bây giờ trong lòng anh ta chỉ thấy căm hận, rốt cuộc kẻ nào đã ghi âm, kẻ nào muốn hãm hại anh ta. Phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu là Cơ Hương, Ngừng và Hoắc Khải, trong mấy người có mặt khi đó, chỉ hai đứa khốn nạn này khả nghi nhất, nhưng lúc này đây, Cơ Ôn Thư đâu dám nói chuyện, ấy, không bị đánh chết tại chỗ là may lắm rồi, đâu dám biện hộ hay đổ vấy đổ vá cho người khác, chỉ sợ mình chết nhanh hơn. Trận ẩu đả của Cơ Bộc Tồn không giúp Cơ Chấn Hung thấy hài lòng, thậm chí còn bực bội thêm, muốn đánh thì lôi ra ngoài mà đánh, đừng làm tôi thấy chướng mắt. Cơ Bộc Tồn đá Cơ Ôn Thư thêm vài cái rồi mới thở hồng hộc nhìn sang Cơ Chấn Hung, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy và hoảng sợ. Chủ tịch, tôi thực sự không biết gì về chuyện này, thằng nhãi này đầu óc uống nước, nhất định tôi sẽ dạy dỗ thằng hoắt này đến nơi đến chốn. Dạy dỗ có tác dụng gì không? Sao bình thường cậu không dạy đi, con hư là tại bố. Cơ Chấn Hung hừ một tiếng, mà bây giờ không phải cứ đánh nó một trận là xong. Mức độ ảnh hưởng của đoạn ghi âm hoàn toàn không kém gì đoạn video của Cơ Xuyên Hải, một cộng một chưa chắc sẽ bằng hai.
có khả năng bằng 3, cũng có khả năng sẽ bằng một quả bộc phá. Tôi không cần biết cậu tốn bao nhiêu tiền, cũng không cần biết cậu dùng cách nào. Cậu và bộ phận quan hệ công chúng lập tức bắt tay nhau xóa đoạn ghi âm này đi, tuyệt đối không được để nó lan truyền ra ngoài. Cơ Bộc Tồn cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng gật đầu đồng ý. Muốn xóa bỏ bản thu âm này chỉ e sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Ý đồ của Cơ Chấn Hùng là bắt lão phải bỏ tiền túi của mình ra. Cơ Bộc Tồn không dám co kè mặc cả trong lúc này. Sự việc do con trai lão gây ra, lão không móc tiền thì ai móc tiền? Trước khi hai bố con nhà kia rời khỏi phòng làm việc, Cơ Chấn Hùng lên tiếng thêm lần nữa. Đừng bảo tôi không nể tình, lần thăng hạng lên hạng thừa kế thứ hai của Cơ Ôn Tư sẽ bị hủy bỏ, giáng xuống hạng thừa kế thứ tư. Nếu còn để chuyện tương tự xảy ra thì đừng đòi hỏi hạng thừa kế thứ tư này, bảo nó cút ra khỏi nhà họ Cơ luôn đi. Cơ Bộc Tồn nghiến sắp vỡ cả răng, nhưng cũng chỉ có thể tỏ ra cảm kích, luôn miệng cảm ơn Cơ Chấn Hùng dơ cao đánh khẽ ra khỏi phòng làm việc. Cơ Ôn Thư lập tức nói, bố ơi, chuyện này chắc chắn do Cơ Hương Nương với thằng nhãi bên cạnh cô ta gây ra. Con chưa kịp dứt lời, Cơ Bộc Tồn đã tát anh ta thêm một cái. Lão tát rất mạnh, khiến mặt mũi Cơ Ôn Thư lệch sang một bên. Mày còn dám nói nữa à? Không cần biết ai giở trò, nhưng người ta có kề dao lên cổ bắt mày nói mấy câu ấy không? Người ta có ép mày khom lưng nhún gối với Lưu Quân Bồi không? Thêm nữa, bị người ta ghi âm mà cũng không biết mày ăn gì để ngu thế. Nếu mày không phải con trai tao, chắc tao phanh thây mày ra rồi. Cơ Bộc Tồn điên tiết mắng ầm lên, ngày thường con trai lão cũng khá được việc vạn hành công ty con đâu ra đây, có thêm lão làm chất xúc tác ở gia tộc, khó khăn lắm mới chấp được thời cơ nâng lên hạng thừa kế thứ nhất, bây giờ thì hay rồi. Một đoạn ghi âm khiến bao nhiêu cố gắng đổ sông đổ bề đã vậy, không chỉ ảnh hưởng tới tiền đồ cá nhân của Cơ Ôn Thư, sau này nhà họ Cơ tính sổ chuyện này, bản thân Cơ Bộc Tồn cũng đâu tránh được liên lụy. Vị trí nắm thực quyền trong gia tộc chỉ có chừng ấy, vô số người nhìn chằm chằm vào chúng như hổ rình mồi, lúc nào cũng đợi cơ hội lên thay thế. Một tí chuyện lông gà vỏ tỏi thôi cũng có thể bị vô số người khuếch đại. Bây giờ Cơ Ôn Thư bán tổ tông cầu vinh hoa, không cần nghĩ cũng biết sau này chắc chắn sẽ có người mượn cớ nắn gáy lão. Lợi ích của con trai chịu tổn thất thì có người làm bố này gánh cho cũng không việc gì, nhưng nếu người làm bố này ngã ngựa rồi, còn ai làm chống lưng cho thằng con hay gây chuyện này nữa. Thế nên bây giờ Cơ Bộc Tồn tức đến sắp nổ phổi, xảy ra chuyện vào lúc nào mà chẳng được, cứ phải vào lúc này. Cơ Ôn Thư không dám nói nhiều, cuối cùng anh ta cũng nhận ra bố mình dự định dùng việc giáng cấp của anh ta để đổi lấy sự tha thứ. Cơ Ôn Thư quá tuyệt vọng, bây giờ toàn thân anh ta cứ lờ đờ, hôm qua mới được ăn cơm uống rượu cùng cậu chủ nhà họ Lưu, bao nhiêu người ngưỡng mộ anh ta có được cơ hội lập công này, thế mà bây giờ từ người được chọn nâng hạng lên hạng thừa kế thứ nhất bị đẩy một phát xuống hạng thừa kế thứ tư, quá thê thảm. Cách chương